Ngày 13 tháng 8 Bầu trời như đúc bằng một chất nhôm xanh phớt Ngay giữa đỉnh đầu có một đám mây đen lồm xồm Với những đường viền màu tím ngắt Từ đám mây ấy Một trận mưa tốt lành Chiết xả ánh sáng thành những sắc cầu vồng rực rỡ Tạt chéo xuống đoàn tàu Chạy ầm ầm trên đường sắt Xuống cánh rừng úa vàng Đẹp như trong thần thoại Xuống những đường nét thanh thanh như tô bằng màu nước Viền qua những cây bạch dương ở đằng xa xuống khắp một mảnh đất đang phô những sắc màu ảm đạm của một ngày sắp sang thu. Đoàn tàu ném loang loáng không gian về phía sau, kéo dài một dải khói đỏ, nòm như một cái đuôi áo rất dài. Một viên tướng nhỏ nhắn quân phục màu kaki, huân chương thánh sóc đứng ở cửa sổ một toa xe. Viên tướng nheo cặp mắt lá răm đen sách nhô đầu qua cửa sổ, những giọt mưa bốc hơi rơi hào phóng xuống bộ mặt rám nắng từ lâu và bộ ria gió thổi phần phật hất ra sau đầu bón tóc xõa trước chán như tóc của con nít một ngày trước khi con nhi lốp đến moscow viên đại úy evgeny linyky đã tới đó để làm một công tác đặc biệt quan trọng do hội đồng hội các quân nhân cô giác trao cho sau khi trao một bức thư niêm phong cho trung đoàn bộ một trung đoàn cô giác đóng ở Moscow. Hắn được biết rằng người ta đang chờ ngày mai lốp sẽ tới đây. Từ giữa trưa, Evgeny đã có mặt ở nhà ga Alexandrovsky. Những đám người hết sức hỗn tạp, chủ yếu là quân nhân, đứng chen chúc trong phòng đợi, cũng như các quán ăn nguội và giải khát hạng nhất và hạng nhì hàng rào danh dự gồm toàn học sinh quân trường võ bị Alexandrovsky xếp hàng trên sân kha Bên cạnh cầu cạn còn có tiểu đoàn nữ binh quyết tử Moscow. Khoảng 3 giờ chiều tàu đến, các tiếng lao sao lập tức lắng bặt. Chỉ còn tiếng quân nhạc oang oang cuộn sáy lên như gió lốc và tiếng bước chân rầm rập của cơ man nào là người làn sóng người đổ xô tới chèn bẹp Evgeny, nâng bổng hắn lên, ném hắn ra sân ga. Vừa ra thoát khỏi cuộc chen lộn ghê gớm, hắn nhìn thấy hai chàng kỵ binh Turkestan đứng cạnh toa xe của viên tổng tư lệnh tối cao. Thành xe Sơn Vecni bóng loáng như gợn sóng, phản chiếu màu điều chói lọi của chiếc áo choàng. lốp, bước trên toa xe xuống cùng với vài quân nhân khác bắt đầu duyệt hàng rào danh dự, đi qua trước các đại biểu của hội các quân nhân có huân chương thánh gió, hội liên hiệp các sĩ quan lục quân và hải quân, hội đồng hội liên hiệp các quân nhân cô giác. Trong số các nhân vật tự giới thiệu với Tổng Tư lệnh Tối cao, Evgeny nhận ra Ataman sông Đông Kaledin và tướng Zayunkovsky. Bọn sĩ quan đứng quanh hắn nói tên của các nhân vật khác. Kilakov, Thứ trưởng Bộ Giao thông, Thị trưởng Rút Nhép, Công tước Turebetkoi, trưởng ban đối ngoại Đại Bản Doanh, Musin Puskin, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Tùy viên Quân sự Đại sứ quán Pháp, Đại tá Kayo, Công tước Golitsyn; Công tước Masturov, Bên tai Evgeny vang lên những giọng cung kính quỵ lụy. Trong khi con nhi lốp đi tới gần chỗ hắn, nhi nhìn thấy đám phụ nữ quý phái ăn vận lòe loẹt, đứng chen nhau, dọc sân ga, ném hoa vào người con nhi lốp. Một đóa hoa màu hồng hồng bám vào vành tua của cái dây ngù trên áo quân phục của con nhi lốp, đài hoa thõng xuống. Con nhi lốp có phần bối rối, ngập ngừng đưa tay lên rũ đóa hoa xuống. Một lão già rậm râu người Uran bắt đầu lắp bắp đọc lời chúc tụng nhân danh 12 quân khu cô giác. Em Kỳ nhi không nghe hết được vì hắn đã bị ép sát vào tường, dây đeo gươm chút nữa thì bị giật đứt. Sau lời phát biểu của ủy viên Duma Quốc gia Rodichov, con nhi lốp lại cất bước, người chen chúc như nêm chung quanh hắn. Bọn sĩ quan nắm tay nhau thành một hàng rào để ngăn làn sóng người, nhưng chúng vẫn bị xô băng đi. Hàng chục bàn tay vươn về phía cóc nhi lốp. Một mụ đàn bà béo núc chạy lon ton bên cạnh cóc nhi lốp, cố áp môi vào cái tay áo quân phục màu xanh lá cây nhạt của hắn. Ra đến cửa ga thì cóc nhi lốp bị nhấc bổng lên, khiêng đi giữa những tiếng chào mừng vang lên như sấm. Evgeny hất mạnh vai, hít một thân sĩ có vẻ quan trọng lắm bắn đi. Rồi thấy chiếc ủng vét đi của cóc nhi lốp lấp loáng trước mắt, bèn nắm luôn lấy. Hắn nhanh nhẹn ôm được một bên chân con như lốp, bèn đặt luôn lên vai. Rồi với cái cảm xúc về một vật không có trọng lượng gì đáng kể, hắn thở hồn hển vì cảm động và chỉ còn cố giữ thăng bằng và đi cho đúng nhịp chân. Hắn bước từ từ, hoàn toàn bị lôi cuốn bởi dòng người. Những tiếng hò reo inh tai nhức óc, và những tiếng kèn đồng vang dội của đoàn quân nhạc. Ra khỏi cửa ga, hắn vội vã sửa lại những nếp trên chiếc áo sơ mi bị tuột ra ngoài thắt lưng trong khi chen chúc. Rồi hắn bước xuống những bậc thềm đi ra quảng trường. Phía trước đám dân chúng có một hàng rào bộ binh mặc quân phục màu xanh lá cây và một đại đội cô giác trong đội hình trên ngựa. Hắn đặt tay lên lưỡi chai mũ cắt két, hai con mắt ướt đẫm hấp ha hấp hái. Cặp môi cố mím chặt mà không tài nào giữ cho miệng khỏi run. Hắn chỉ mơ hồ nhớ rằng, có những tiếng máy ảnh bấm lách cách, tiếng quần chúng la hét như hóa rồ lên, tiếng bước chân của bọn học sinh sĩ quan đi nghiêm và hình dáng của viên tướng nhỏ bé, cân đối, đĩnh đạc, có bộ mặt như người bông cổ, đứng lại cho đám học sinh sĩ quan diễu qua trước mặt. Sau đó một ngày, nhi lên tàu về Petrograd. Sau khi leo lên tầng rừng trên, hắn trải áo capote để nằm, rồi vừa hút thuốc vừa nghĩ về con nhi lốt. Một con người bị bắt làm tù binh mà vẫn liều chết bỏ trốn, tựa như đã biết rằng tổ quốc sẽ có ngày cần đến mình như thế này. Chà, thế mới là một nhân vật, toàn thân như tạc trong một khối đá thiên nhiên, chẳng chỗ nào thừa, chẳng chỗ nào tầm thường. Mà tính cách thì cũng như thân hình. Có lẽ đối với Ngài, mọi việc đều đã thấy rõ, đều đã có tính toán cân nhắc cả. Hệ có thời cơ thuận lợi là Ngài sẽ lãnh đạo bọn mình. Kỳ quặc thật, mình thậm chí cũng chẳng biết Ngài là một người như thế nào. Bảo Hoàng chăng, quân chủ lập hiến chăng nếu như mọi người chúng ta đều có được một sự tự tin như cóc nhi lốp nhỉ? Cũng khoảng giờ phút đó, ở hành lang nhà hát lớn Moscow, trong giờ nghỉ của buổi họp các ủy viên hội đồng chính phủ Moscow, có hai viên tướng kéo nhau ra riêng một chỗ. Một người mảnh rẻ, mặt hao hao như người Mông Cổ, còn người kia vai u thịt bắp, có cái đầu vuông vắn, đặt rất vững vàng giữa hai vai, tóc cán dựng đứng như lông chim, hai bên thái dương hơi bạc trải mượt, cho thấy hai vết bò liếm, vành tay bẹp áp sát đầu. Hai viên tướng đi đi lại lại trên một đoạn ngắn của sàn gỗ thầm thì bàn tán. Điểm này, trong bản tuyên ngôn chủ tính giải tán các ủy ban cách mạng trong các đơn vị quân đội có phải không? Vâng. Mặt trận thống nhất, đoàn kết, Nhất trí dĩ nhiên là những điều tuyệt đối cần thiết. Nếu không thực hiện các biện pháp mà tôi đã nêu ra thì không còn khả năng chiến đấu nữa rồi. Một quân đội như thế thì không những không thể đem lại thắng lợi lớn mà còn không thể đương đầu với một cuộc tấn công tương đối lớn nữa là khác. Các đơn vị đều tan rã hư hỏng do sự tuyên truyền của bọn Bolshevik. Còn tại đây, ở hậu phương thì sao? Ngài có thấy, cứ mỗi lần chúng ta định tìm ra những biện pháp chặn tay chúng thì bọn công nhân phản ứng như thế nào không? Bãi công và biểu tình thị uy, ngay đến các đại biểu dự hội nghị cũng phải đi bộ. Ôi thật là nhục nhã. Quân sự hóa hậu phương áp dụng những biện pháp trừng trị nghiêm khắc, tiêu diệt không thương tiếc tất cả những tên Bolshevik, những kẻ gây ra tình trạng suy bại đó là các nhiệm vụ bức thiết nhất đối với chúng ta và cả sau này nữa tôi có thể có được sự ủng hộ của ngài không thưa ngài alexei maximovich tôi tôi theo ngài vô điều kiện tôi vẫn tin như thế xin cảm ơn ngài mà ngài xem đấy những lúc này cần phải hành động kiên quyết và cứng rắn chính phủ chỉ tự hạn chế trong những biện pháp nửa vời và những từ ngữ thật kêu. Chúng ta sẽ dùng thép và máu để chấn áp âm mưu của những kẻ định xúc phạm tới chính quyền nhân dân như trong những ngày tháng 7. Không, chúng ta vốn có thói quen làm trước rồi mới nói. Lề thói của họ thì ngược hẳn lại. Không sao cả, sẽ đến lúc họ phải dơ đầu ra hứng chịu các hậu quả của chính sách chuyên dùng các biện pháp nửa vời của họ. Nhưng tôi không muốn tham gia cái trò chơi gian dối đê tiện ấy đâu. Tôi vốn dĩ và vẫn sẽ là một người ủng hộ lối chiến đấu công khai. Tính tôi không quen nói những lời rỗng không. Viên tướng nhỏ bé đứng lại trước mặt người nói chuyện với hắn. Xoay xoay cái khuy bằng kim khí trên áo cổ đứng màu cất ngựa của viên tướng kia. Nói với giọng cảm động quá, đâm ra, lắp bắp chính họ chính họ đã tự tay tháo cái dọm mõm cho con chó đó và bây giờ chính họ lại run sợ trước cái chủ nghĩa dân chủ cách mạng của họ họ đề nghị điều động từ mặt trận về kinh đô những đơn vị quân đội đáng tin cậy nhưng nhưng đồng thời để chiều theo chủ nghĩa dân chủ ấy họ sợ không dám thi hành một biện pháp thực tế thực tế nào tiến một bước rồi lại lùi một bước. Chỉ khi nào hoàn toàn củng cố các lực lượng của chúng ta, chỉ với một áp lực tinh thần thật lớn, thì mới có thể bắt chính phủ phải có nhượng bộ. Mà nếu không nhượng bộ, thì lúc đó sẽ hay. Tôi sẽ không ngần ngại bỏ ngỏ mặt trận, cứ để cho bọn Đức đến làm cho họ mở mắt ra. Vâng, chúng tôi đã nói chuyện với Đu Tốp thưa ngài lambreur georgievit dân cô giác sẽ đem hết sức lực ra ủng hộ ngài chúng ta chỉ còn phải thống nhất ý kiến về các vấn đề các hành động chung sau này mà thôi sau cuộc họp tôi sẽ chờ ngài và các vị ở chỗ tôi tinh thần vùng sông đông của các ngài như thế nào nhỉ viên tướng vai u thịt bắc gục đầu làm cái cầm vuông cạo nhẵn bóng áp chặt xuống ngực. Hai con mắt âm thầm nhìn gầm gầm về phía trước. Lúc hắn trả lời, hai bên mép hắn run run dưới hàng ria tỉa rộng. Tôi không còn niềm tin trước kia vào bọn cô giác nữa. Hiện nay nói chung, cũng hết sức khó đánh giá tinh thần của chúng. Cần phải nhượng bộ đôi chút mới được. Dân cô giác cần phải tự nguyện từ bỏ những quyền lợi gì đó để giữ lấy bọn dân ngụ cư về phía mình. Chúng tôi sẽ thi hành một số biện pháp theo hướng này, nhưng không dám đảm bảo là sẽ thành công. Tôi thì chỉ sợ rằng trong sự xung đột quyền lợi giữa dân cô giác và dân ngụ cư sẽ có thể xảy ra tan vỡ. Ruộng đất, đầu óc của dân cô giác cũng như dân ngụ cư đều chỉ xoay quanh cái trục này mà thôi. Ngài, ngài cần nắm trong tay vài đơn vị cô giác thật chắc chắn để đảm bảo cho mình tránh mọi chuyện bất ngờ nổ ra từ trong nội bộ. Khi về tới đại bản doanh, tôi sẽ bàn với Lukomsky và có lẽ chúng tôi sẽ tìm khả năng chuyển vài trung đoàn từ mặt trận về vùng sông Đông. Vâng, tôi sẽ rất nhớ ơn ngài. Như vậy, hôm nay chúng ta sẽ thỏa thuận về vấn đề các hành động hiệp đồng của chúng ta trong tương lai tôi hết sức tin tưởng rằng những điều chúng ta dự tính sẽ được thực hiện một cách thuận lợi nhưng mà tướng quân ạ thời vận vốn đảo điên bất chắc nếu bất kể mọi cố gắng của chúng ta thời vận xoay lưng lại với chúng tôi thì không biết tôi có thể mong tìm được một nơi nương thân ở vùng sông đông của ngài không ôi không những ngài sẽ có chỗ nương thân mà còn được bảo vệ nữa là khác. Từ đời sửa đời xưa, dân cô giác vốn đã nổi tiếng về cái tập quán đại khách rất hậu kia mà. Trong suốt cuộc nói chuyện, đây là lần đầu tiên Caledin mỉm cười. Hai con mắt nhìn gầm gườm, đầy vẻ mệt mỏi và khó đăm đăm cũng dịu đi. Một giờ sau, Caledin Ataman Sông Đông đã đọc trước một cử tọa nín thở bản tuyên ngôn của 12 quân khu cô giác. Từ hôm ấy, một tấm lưới âm mưu rộng lớn đã trăng dần ra trên khắp các vùng đất cô giác. Từ đầu này sang đầu kia, từ chấn này sang chấn khác, như một cái mạng nhện đen xì ở vùng sông Đông, sông Cuban, sông Cherek, cũng như ở vùng Uran, vùng Usturi. những đường chiến hào ngoằn ngoèo chữ chi chạy kỳ quặc bên cạnh một khu rừng, chỉ cách những đống hoang tàn của một thị trấn nhỏ bị hỏa lực pháo binh san bằng trong những trận chiến đấu tháng 6 có một Vesta. Đại đội cô giác đặc biệt chiếm khu vực ở ngay mép rừng. Phía sau là một cánh rừng liễu đỏ xanh dờn, rậm đến không qua được và khoảng bảnh dương còn non rồi đến một bãi lầy nhiều than bùn, loáng loáng màu dị. Hồi trước chiến tranh đã bắt đầu được khai thác đôi chút. Tầm xuân nở hoa vui mắt như những chùm quả đỏ. Bên phải thấy nhô ra một góc rừng, có con đường cái bị đạn pháo bắn thủng lỗ chỗ. Bây giờ non cứ như những con đường hoang không có ai đi nữa. Ở ven rừng, có những đám cỏ dại đã cằn cỗi lại bị đạn bắn thêm sơ xác những gốc cây cụt cháy thui nhô lên như những cái lưng gù các ụ đất sét các chiến hào chạy ra xa tít ở hai bên trên cánh đồng trơ trụi ở phía sau ngay đến bãi than bùn lầy lội khai thác giờ với những chỗ đào nham nhở ngay đến con đường cái bị phá hoại vẫn còn tỏa hơi sống còn ghi lại sự lao động nửa chừng đứt quãng chứ ở chỗ lề rừng này mặt đất chỉ phô ra trước mặt con người một cảnh sầu thảm đầy cay đắng Hôm ấy, anh chàng Kolyarov trước kia làm thợ máy ở nhà máy Mô Khốp. Có lần, cái thị trấn nhỏ ở ngay sát mặt trận, nơi đoàn xe vận tải tuyến thứ nhất tới đỗ. Trời sắp hoàng hôn, Kolyarov mới trở về. Trong khi len lỏi về căn hầm của mình, anh vấp phải Dakha Korolov. Dakha vung loạn hai tay một cách ngớ ngẩn, bước rảo gần như chạy. Thanh gươm vướng cả vào các bậc bao cát. Kolyarov né sang một bên nhường đường cho Dakha. Nhưng Dakha nắm lấy một cái khuy trên chiếc áo va rơi của Rốt, trợn mắt khẽ nói, lòng trắng con mắt vàng khè như mắt người ốm. Cậu đã biết tin gì chưa? Bọn bộ binh ở bên phải đánh bài chuồn rồi. Chưa biết chừng họ đang bỏ mặt trận. Bộ râu dối như bỏng bong của hắn bỗng sững lại không động đậy nữa non như đúc bằng răng đen. Hai con mắt nhìn chằm chằm đầy vẻ khao khát mong mỏi. Sao? Thế là chúng nó bỏ mặt trận à? Chúng nó bỏ rồi, còn như thế nào thì mình không biết. Hay có bọn khác đến thay chăng? Chúng mình vào chỗ thằng hạ sĩ thử hỏi xem sao. Đặc Hà quay gót bước vào hầm của tên hạ sĩ, hai chân cứ trượt trên mặt đất ướt rất trơn một giờ sau, đại đội cô giác được bộ binh đến thay thế đã hành quân tới thị trấn. sáng hôm nay họ đến chỗ bọn giữ ngựa nhận ngựa rồi tiến hẻo phương với tốc độ hành quân cấp tốc. mưa lất phất, những cây bạch dương khom lưng buồn bã, con đường đâm thẳng vào rừng. người thấy mùi hơi ẩm và mùi lá héo năm ngoái hắc hắc uất, đàn ngựa thở phì phì chân bước nhẹ nhàng vui vẻ hơn những chùm quả trong các bụi sao hoa lóng lánh như những chuỗi cườm màu hồng được nước mưa rửa sạch những lá chua me lấm tấm những giọt nước trắng bóng lên một cách lạ lùng gió rung cành cây làm những giọt nước vừa to vừa nặng rơi lộp bộp xuống đoàn người ngựa các áo capote và mũ ca kép mang những chấm đen lấm tấm non như bị đạn ghém bắn phải khói thuốc lá hạng tồi chập chờn và tan dần trên đầu các hàng quân trong trung đội này họ xách cổ bọn mình đi rồi không biết sẽ đem đến nơi quỷ quái nào nằm bẹp mãi trong chiến hào như thế chưa đủ ngấy hay sao nhưng thật ra không hiểu chúng mình bị kéo đi đâu nhỉ có lẽ có một chuyện biên chế lại gì đó ồ hình như không phải thế đâu chà các bạn đồng hương à tại hút điếu thuốc cho quên hết buồn phiền buồn phiền của mình nhé thì mình đeo nó trong ba lô thưa ngài đại úy ngài cho phép hát một bài nhé được phép rồi có phải không nào lên giọng đi Akhip trong mấy hàng đầu có một anh chàng nào đó húng hắng vài cái rồi cất tiếng hỏi đoàn cô giác giải ngũ hồi hương lon trên vai đầy ngực huân chương. Chỉ có vài giọng ống bơ dỉ uể oài hòa theo rồi lắng bặt. Đặc Kha Krolop đi cùng hàng với Kolyarop bèn kiễng chân trên bàn đạp gào lên pha trò. Này, cái bọn sàn đua bù loà kia, anh em mình có hát cái kiểu như thế bao giờ đâu. Như các cậu thì chỉ bị gậy ra đứng trước cửa nhà thờ mà thương chúng con đuôi mù cũng là những ca sĩ. Thế cậu thử cất giọng xem nào. Ôi, cổ nó ngắn chùn chũn như thế kia thì làm gì có chỗ mà chứa hơi. Khoe khoang lắm vào, bây giờ tao cho thì cụp đuôi. Lốp đưa tay lên, nắm chặt lấy tròm sâu đen cháy giận như sung, di mắt một lát rồi bất thình lình vung mạnh dây cương, cất giọng hát câu đầu. Vui lên đi, các chàng trai dũng cảm các chàng trai cô giác sông đông. Tựa như bị lời kêu gọi đó làm cho tỉnh ngủ, toàn đại đội cùng gầm lên theo. Hãy vui lên với vinh dự, với chiến công. Và bài hát vang lên trên cánh rừng ẩm ướt trên con đường mòn. Nào, ta hãy nêu gương cho đồng đội. Xem đây này, ta bắn kẻ thủ chung. Súng vẫn nổ, đội hình ta không loạn lệnh trên truyền ta chém ta đâm ta chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy của cha ta dù dẹp bắc hay đánh đông suốt chặng đường mọi người vừa hành quân vừa ca hát trong lòng như mở cờ thế là thoát khỏi nơi tha ma của loài sói rồi đến chiều thì đại đội được đưa lên những toa xe lửa đoàn tàu nhà binh chuyển bánh về phía peskov mãi đến khi tàu chạy qua được ba ga mọi người mới biết đại đội đang cùng với các đơn vị khác của quân đoàn kỵ binh số ba tiến về petrograd để chấn an các cuộc rối loạn mới chớm nở sau khi biết tin đó anh nào anh nấy đều im như thóc không nói năng gì nữa bầu không khí lặng lẽ mơ màng như du ngủ mọi người trong các toa xe sơn đỏ vừa ra khỏi lò than lại đâm ngay đầu vào đám cháy Mãi, mấy tên gã cao kiều bóc xót nói lên ý nghĩ chung của phần lớn anh em. Từ tháng 2 đến nay, con Lea Rốt vẫn liên tục được bầu làm chủ tịch ủy ban binh sĩ đại đội. Tàu vừa dừng bánh ở ga, anh đến tìm ngay viên đại đội trưởng. Thưa ngài đại úy, anh em cô giác đang sao xuyến đấy. Viên đại úy nhìn rất lâu vào chỗ hõm sâu ở cằm con Lea Rốt rồi mỉm cười nói. Anh bạn thân mến, Chính tôi đây này cũng đang sao xuyến. Người ta đưa chúng tôi đi đâu bây giờ? Đến Petrograd. Đi chấn áp à? Thế cậu nghĩ là đi góp phần vào các vụ lộn xộn đó có phải không? Chúng tôi thì cả hai đằng đều không muốn. Thật ra, người ta có hỏi ý kiến chúng ta đâu. Anh em cô giác... Anh em cô giác cái gì? viên đại đội trưởng đã bắt đầu khủng lên, hắn ngắt lời Rốt. Chính tôi cũng đã biết anh em cô giác nghĩ thế nào rồi. Cậu tưởng tôi thích làm cái nhiệm vụ này có phải không? Thôi, cầm lấy cái này mang về đại đội mà đọc đi. Đến ga sắp tới, tôi sẽ nói chuyện với anh em. Viên đại đội trưởng chìa cho Rốt một bức điện cuộn tròn rồi nhăn mặt bắt đầu nhai những miếng thịt hộp lộn nhổn những hạt mỡ rất to. Coi bộ hắn vừa ăn vừa tởm. Cốt Lea rút lui về toa xe của anh, bước điện trong tay nóng bỏng như hòn than. Các cậu gọi hộ anh em các toa khác lại đây. Đoàn tàu đã chuyển bánh, nhưng vẫn còn những gã cô giác nhảy lên toa xe. Tập họp được chừng 30 người. Đại đội trưởng đã nhận được một bức điện, vừa đọc xong. Thế nào? Trong đó viết những gì? Đọc đi nghe nào. Đọc đi, nhưng mà chớ đọc dối đọc bậy đó. Ký hòa ước rồi có phải không? Thôi, im cả đi nào. Trong không khí chết lặng nhưng ngưng đọng, Cô đọc bản hiệu triệu của Tổng tư lệnh tối cao Lốt. Sau đó, tờ giấy với những từ ngữ viết theo thể điện tín được truyền qua những bàn tay đẫm bổ hôi. Tôi, Tổng Tư lệnh Tối cao Cóc Nhi Lốp, xin tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào rằng trong giờ phút nghiêm trọng này của Tổ quốc, nhiệm vụ của người quân nhân, tinh thần hy sinh cho nước Nga tự do của người công dân và lòng yêu Tổ quốc không bờ bến đã bắt tôi không được tuân theo mệnh lệnh của chính phủ lâm thời và vẫn giữ quyền chỉ huy tối cao trong lục quân và hải quân quyết tâm này đã được toàn thể các vị tổng tư lệnh tối cao mặt trận ủng hộ tôi xin tuyên bố trước toàn thể nhân dân nga rằng tôi thà chết còn hơn chịu để cho mình bị cắt chức tổng tư lệnh tối cao một người con chân chính của nhân dân nga bao giờ cũng chết trên cương vị phục vụ của mình và hiến dâng cho tổ quốc vật quý nhất của mình là tính mạng. Trong không khí chết lặng nhưng ngưng đẳng, Kodliarov đọc bản hiệu triệu của Tổng tư lệnh tối cao Kognilov. Sau đó, tờ giấy với những từ ngữ viết theo thể điện tín được truyền qua những bàn tay đẫm mồ hôi. Tôi Tổng tư lệnh tối cao Cóc Nhi Lốt xin tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào rằng trong giờ phút nghiêm trọng này của Tổ quốc, nhiệm vụ của người quân nhân, tinh thần hy sinh cho nước Nga tự do của người công dân và lòng yêu Tổ quốc không bờ bến đã bắt tôi không được tuân theo mệnh lệnh của chính phủ lâm thời và vẫn giữ quyền chỉ huy tối cao trong lục quân và hải quân quyết tâm này đã được toàn thể các vị tổng tư lệnh tối cao mặt trận ủng hộ tôi xin tuyên bố trước toàn thể nhân dân nga rằng tôi thà chết còn hơn chịu để cho mình bị cắt chức tổng tư lệnh tối cao một người con chân chính của nhân dân nga bao giờ cũng chết trên cương vị phục vụ của mình và hiến dâng cho tổ quốc vật quý nhất của mình là tính mạng trong giờ phút quả thật là khủng khiếp này đối với sự mất còn của tổ quốc. Lúc những con đường dẫn tới hai kinh đô, Petrograd và Moscow đã gần như mở toang cho quân thù chiến thắng tiến vào. Chính phủ lâm thời đã quên mất đại sự là sự trường tồn độc lập của nước nhà, chỉ đem cái bóng ma phản cách mạng ra làm nhân dân hoảng sợ, mà phong trào phản cách mạng ấy chính họ đang giúp cho nó trở thành sự thật một cách hết sức nhanh chóng do thiếu năng lực quản lý quốc gia nhu nhược về pháp chế do dự trong hành động nhưng tôi là con đẻ của nhân dân đã hiến dâng tất cả để trung thành phục vụ nhân dân như tất cả mọi người đều biết tôi không thể không đứng ra bảo vệ các quyền tự do vĩ đại bảo vệ tương lai vĩ đại của nhân dân mình nhưng hiện nay tương lai ấy đang bị nắm trong những bàn tay yếu đuối nhu nhược. Kẻ thù ngạo ngược đang dùng cách mua chuộc, phản bội để hoành hành trong nước ta như trong nhà nó. Lâm le thủ tiêu không những quyền tự do mà cả sự sống còn của nhân dân Nga. Những ai là người Nga, hãy thức tỉnh, hãy nhìn kỹ cái hố không đáy nơi tổ quốc chúng ta đang lao vùn vụt tới để tránh mọi sự xáo lộn để ngăn ngừa mọi cuộc đổ máu người nga mọi cuộc chiến tranh nồi ra nấu thịt tôi xin quên mọi điều xúc phạm nhục mạ để đứng trước toàn thể đồng bào tuyên bố với chính phủ lâm thời các ngài cứ đến với tôi ở đại bản doanh ở đấy tự do và an toàn của các ngài sẽ được đảm bảo bằng lời hứa danh dự của tôi các ngài hãy cùng với tôi đặt kế hoạch và tổ chức một nền quốc phòng nhân dân, vừa đảm bảo tự do, vừa đưa dắt nhân dân Nga tới một tương lai rực rỡ, xứng đáng với một dân tộc tự do hùng mạnh. Đại tướng Cóc Nhi Lốt Đoàn tàu nhà binh chạy đến Nga sau đó thì bị ngăn lại. Trong khi chờ tàu lại chuyển bánh, anh em cô giác tập hợp bên những toa xe bàn tán về bức điện của Cóc Nhi -Lop cùng bức điện của Kerensky mà viên đại đội trưởng vừa đọc cho nghe. Tuyên bố công nhiên lốp là một kẻ phản bội và phản cách mạng. Mọi người hoang mang bàn quanh bàn quẩn. Việc đại đội trưởng và các sĩ quan phụ trách trung đội cũng hết sức bối rối. Trong đầu óc mình, tất cả đều dối như bòng bong này. Gặp mặt trên Stambin than vãn. Ma quái nào hiểu được ai ngay ai gian bây giờ. Họ quạng vào mõm nhau, rồi lại làm khổ thêm cả quân đội. Các ông to đầu dừng mỡ hóa điên rồi. Ừ, anh nọ muốn ngồi lên đầu anh kia. Ừ, mà trâu bò đánh nhau thì ruồi mũi chết. Tất cả sẽ nháo nhào cho mà xem, thật là tai họa. Một nhóm cô giác tới tìm con Rốt, họ yêu cầu cậu, cậu lên gặp đại đội trưởng hỏi xem làm thế nào bây giờ. họ kéo nhau tới tìm đại đội trưởng. bọn sĩ quan đã tụ tập trong toa xe riêng của chúng, không biết chúng đang bàn bạc với nhau những gì. cô Lê rốt bước vào. thưa ngài đại đội trưởng, anh em cô giác muốn hỏi chúng ta làm thế nào bây giờ. tôi ra ngay đây. đại đội đã tập họp cạnh toa xe cuối cùng và đang chờ viên đại đội trưởng đi cùng với đám cô giác, lách tới giữa đám rồi giơ tay nói. Chúng ta không phục tùng Kerensky, chúng ta phục tùng Kognilov và thủ trưởng trực tiếp. Như thế có đúng không? Vì thế, chúng ta phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và đi Petrograd. Cùng lắm đi tới Gardeno, chúng ta cũng có thể tìm sư đoàn trưởng sư đoàn sông Đông số 1 để hỏi xem tình hình thực tế như thế nào. Tôi đề nghị anh em cô giác đừng nên sao xuyến lo lắng, nhất là giữa lúc chúng ta đang sống trong thời buổi như thế này. Viên đại đội trưởng còn nói rất lâu về nghĩa vụ của nhà binh về tổ quốc về cách mạng. Cố dỗ ngon dỗ ngọt binh sĩ và chỉ trả lời các câu hỏi một cách quanh co. Nhưng hắn cũng đã đạt được mục đích. Trong lúc hắn nói, đầu máy đã được mắc xong. Anh em cô giác biết đâu rằng có hai tên sĩ quan đại đội, họ đã chĩa súng dọa người xếp ga, bắt phải cho đoàn tàu chuyển bánh sớm. Và binh sĩ lại giải tán trở về các toa đoà xe. Đoàn tàu nhà binh chạy thêm một ngày một đêm, mỗi lúc một gần tới đô nhưng đến đêm nó lại phải dừng lại cho đoàn tàu của bọn cô giác. Usturi và trung đoàn Dagestan chạy trước. Đoàn tàu của bọn cô giác sông Đông bị dồn sang đoạn đường dự bị. Các toa xe của trung đoàn Dagestan chạy qua trước mặt họ trong bóng đêm bệnh bạch như đá mắt mèo. Với những ánh đèn lung linh, những tiếng nói khàn khàn phát ra từ trong họng, tiếng đuộc na, tức là một thứ kèn của người châu Á như than vãn. Những bài hát và giai điệu xa lạ vẳng tới tai họ, nghe mỗi lúc một xa. Mãi nửa đêm, đại đội cô giác mới lên đường. Chiếc đầu máy công suất nhỏ dừng lại rất lâu bên cạnh tháp nước. Những tia lửa bắn ra tung tóe từ trong lò xuống đất. Người thợ máy phì phèo điếu thuốc, đứng ở trong cửa sổ nhìn ra như là đang chờ ai. Buồn gã cô giác đứng trong toa xe sát đầu máy thò cổ ra cửa sổ quát lên. Này, Gavrila, có mở máy đi không? Chúng tao bắn chết ngay cho mà xem này. Người thợ máy nhổ bầu thuốc, nín lặng một lát, hình như còn bận nhìn theo nó bay theo đường vòng cung trong không khí, rồi mới húng hắng ho và nói. Chúng bay, bắn thế nào được hết mọi người. Anh ta nói xong, bước khỏi chỗ cửa sổ vài phút sau các toa xe bị đầu máy giật mạnh các tam bông kêu lách cách những con ngựa mất thăng bằng vì tàu giật lộp cộp đập vó xuống sàn tàu đoàn xe thẫn thờ trườn qua cái tháp nước qua vài khuôn cửa sổ hiếm hoi thấp thoáng ánh đèn qua những đám bạch dương đen xì hai bên đường anh em cô sắt lấy thức ăn cho ngựa rồi nằm xuống ngủ nhưng thỉnh thoảng lại có một anh chàng thao thức Sao hút thuốc ở chỗ cửa toa hé mở, nhìn lên bầu trời uy nghiêm, nghĩ về một chuyện riêng. Cô nằm bên cạnh Korolov, mắt nhìn qua khe cửa về phía dòng tinh tú lấm tấm chảy trên trời. Trong ngày qua, anh đã đắn đo tất cả các mặt và quyết định dứt khoát sẽ dùng mọi cách chống lại việc đại đội tiến thêm về phía Petrograd. Anh chằn chọc nặn óc không biết làm thế nào để thuyết phục anh em cô giác ngả theo mình, làm thế nào tác động tới họ. Ngay trước khi nghe lời hiệu triệu của Cóc Lốp, anh đã nhận thức rõ ràng, người cô giác không thể nào đi cùng một đường với Cóc Nhi Lốp. Nhưng linh cảm cũng cho anh biết rằng, Kerensky không phải là người mà mình cần phải bảo vệ. Vì thế, anh suy đi tính lại mãi, rồi cuối cùng quyết định không để đại đội về tới Petrograd. Và nếu cần phải xung đột với một kẻ nào đó, thì cũng không phải vì Krensky, vì chính quyền của Krensky, mà vì một chính quyền được lập nên sau khi Krensky bị lật đổ. Điều mà anh ta tin tưởng hơn hết là sau khi Krensky sẽ có chính quyền mà mình mong mỏi, một chính quyền thực sự của mình. Ngay từ mùa hè, anh đã có dịp lên Petrograd tới bộ phận quân sự của ban chấp hành xô viết công nhân binh sĩ đại đội đã cử anh lên đấy xin ý kiến về một vụ xung đột nổ ra với viên đại đội trưởng anh đã nhìn thấy ban chấp hành làm việc như thế nào đã được chuyện cho với vài đồng chí bolshevik anh nghĩ bụng cứ lấy thịt da công nhân của chúng ta đắp lên bộ xương ấy thì sẽ có một chính quyền thực sự kulia mà chết thì chết nhưng cứ bám chặt lấy chính quyền đó như đứa trẻ bám lấy đầu vú mẹ ấy. Đêm nay, nằm trên tấm áo ngựa, Cốt Lê -rốt càng nhớ nhiều hơn mọi ngày người lãnh đạo mình mò mẫm trên con đường đời gian khổ. Nhớ với cả một lòng chiều mến thắm thiết chưa từng thấy. Trong khi nặng óc nghĩ xem, ngày mai mình sẽ phải nói như thế nào với anh em cô giác anh nhớ lại những lời Stockman đã nói về người cô giác. Những lời đó Stockman luôn luôn nhắc đi nhắc lại, nên đã ăn sâu vào óc anh như cái đinh đóng ngập đến mũ. Bản chất của dân cô giác là bảo thủ. Mỗi khi cậu muốn thuyết phục trong một người cô giác tin vào tính chất đúng đắn của các tư tưởng Bolshevik, cậu chớ quên điều đó, phải hành động thận trọng, chín chắn, phải biết thích ứng với hoàn cảnh. Đầu tiên, người ta sẽ đối xử với cậu cũng dựa theo cái thành kiến mà đầu tiên cậu và Miska Kostevoy đã có đối với mình. Nhưng cậu chớ vì thế mà mất tinh thần, kiên nhẫn, bền bỉ, thắng lợi cuối cùng sẽ về tay chúng ta. Kolyarov chủ tính rằng trong khi vận động anh em Cossack đừng đi theo Nhi lốt Thể nào mình cũng sẽ vấp phải một số ý kiến phản đối. Nhưng sáng hôm sau khi trong toa xe anh nói với họ một cách thận trọng rằng cần phải đòi quay về mặt trận chứ không đi petrograd đánh lại chính anh em mình thì mọi người đều đồng ý ngay và rất sẵn sàng quyết định không tiến thêm về phía petrograd nữa zakhar korolov và anh lính turilin người trấn chenusevskaya là hai người giúp việc gần gũi nhất của kolyarov Suốt ngày, ba người len lỏi từ toa nọ sang toa kia nói chuyện với anh em cô giác. Nhưng đến chiều, khi đoàn tàu giảm dần tốc độ, chạy vào một ga xếp nào đó, anh chàng hạ sĩ trung đội ba, Pusenikov, nhảy lên toa Kolyarov. Đến ga chính sắp tới, đại đội sẽ xuống tàu ngay. Hắn quát lên với Kolyarov, giọng xúc động cậu làm chủ tịch ủy ban cái kiểu gì mà anh em cô giác muốn gì cậu cũng không biết trước kia chúng ta sống u mê như thế đã đủ rồi chúng ta sẽ không đi thêm nữa bọn sĩ quan đang lồng dây thòng lọng vào của anh em mà cậu cứ bằng chân như vậy chẳng hé răng gì cả chúng mình bầu cậu lên để cậu làm như thế có phải không thế nào sao cậu cứ nhăn nhăn nhở nhở như thế Đáng là cậu phải nói với mình những lời như thế này từ lâu rồi mới phải chứ Cô Lea rút tùm tìm cười Tàu vừa dừng bánh Anh đã là người đầu tiên nhảy từ trên toa xe xuống Anh tới gặp xếp ga có Turilin cùng đi Bác à Bác đừng cho đoàn tàu chúng tôi đi thêm nữa Chúng tôi sẽ bắt đầu xuống tàu ở đây Sao lại thế Người xếp ga ngơ ngác hỏi tôi đã nhận được lệnh có cả giấy lộ trình. Thôi, im bồm đi. Turilin nghiêm khắc ngắt lời người xếp ga. Hai người tìm đến chỗ ủy ban nhà ga, trình bày rõ tình hình với chủ tịch ủy ban. Một nhân viên điện tín vạm vỡ tóc hung hung. Vài phút sau, người thợ máy đã vui vẻ dồn đoàn tàu vào đoạn đường cụt. Anh em cô giác hối hả bắc ván cầu bắt đầu dắt ngựa trên các toa xe xuống Lea rốp dạng hai cái chân dài ngoãng đứng cạnh đầu máy tươi cười lau mồ hôi trên khuôn mặt xám nắng viên đại đội trưởng chạy tới mặt cắt không còn một hột máu mày làm gì thế hả mày có biết rằng biết rồi Lea rốp ngắt lời hắn còn ngài thì ngài câm cái mồm đi ngài đại úy nhỉ rồi anh tái mặt nói dằn từng tiếng, hai cánh mũi phập phồng. Mày đã hết cái thời có thể bồm loa mép dài rồi, đồ nhãi danh. Bây giờ, chúng ta sẽ buộc cho mày cái dọ mõm. Tình hình lúc này như thế đấy. Tổng tư lệnh tối cao có như lốp. Viên đại úy đỏ mặt tía tai, còn định lắp bắp những gì nữa. Nhưng con vẫn dán mắt xuống đôi ủng mòn vẹt, đứng lún xuống lớp cát xốp và khoác tay một cách thoải mái, khuyên hắn. Mày, hãy đeo nó lên cổ thay huân chương. Chúng ta chẳng cần đến nó làm gì. Viên đại úy xoay gót ủng, chạy về toa xe của hắn. Một giờ sau, đại đội cô giác đã rời khỏi nhà ga, tiến về hướng Tây Nam. Không còn một tên sĩ quan nào nữa, nhưng hàng ngũ chỉnh tề, quân số đầy đủ. Cô lên nắm quyền chỉ huy đại đội và chỉ huy phó là anh chàng Turilin lùn tròn choạt đi trong trung đội đầu cùng với các khẩu đội súng máy. Đại đội dựa vào bức bản đồ tước được của viên đại đội trưởng cũ tìm hướng rất vất vả hành quân tới thôn Grelove và nghỉ đêm tại đó. Mọi người họp hội nghị toàn thể quyết định trở lại mặt trận và nếu bị cản trở thì sẽ chiến đấu chống lại. Sau khi buộc hai chân sau các con ngựa và đặt xong các vọng gác, anh em cô giác nằm xuống ngủ. Mọi người không thắp đèn. Có thể cảm thấy rằng tinh thần phần đông là u uất ngả lưng xuống, rồi là im như thóc cả, không tán chuyện và pha trò như thường ngày. Ai cũng như xấu không muốn cho người khác biết ý nghĩ của mình. Nếu mà họ hối lại, trở về đầu thú thì làm thế nào bây giờ? Koliarov chằn chọc dưới chiếc áo capot suy nghĩ không phải không có ý lo ngại turilin như đoán được ý nghĩ của kolyarov bước tới ivan cậu ngủ rồi à chưa ngủ đâu turilin ngồi xổm dưới chân kolyarov ánh lửa đầu điếu thuốc lấp loáng hắn thì thầm anh em cô giác đang thấp thỏm làm liều xong rồi lập tức họ lo ngay ngáy Chúng mình đã bắt đầu nấu món cháo, nhưng cũng không đặc lắm. Cậu thấy thế nào? Ờ, cứ chờ đấy rồi sẽ biết. Cô bình thản trả lời. Nhưng mà cậu không sợ chứ? Turilin luồn tay xuống dưới cái mũ cát két, gãy gáy và mỉm một nụ cười gượng gạo. Nói thật ra thì mình cũng có sợ sợ. Lúc mới bắt tay vào làm thì không sợ đâu nhưng sau mới thấy rờn rợn. Gàn cậu á nhỏ lắm. Nhưng mà Ivan à, cậu phải biết rằng lực lượng của chúng nó lớn lắm đấy. Hai người nín lặng giờ lâu, trong thôn đã tắt hết đèn lửa. Không biết từ chỗ nào vẳng tới tiếng vịt kêu quảng quạc trên bãi lầy mênh mông mọc đầy loại liễu nhỏ của đồng cỏ. Vịt cái đây! Turilin mơ màng khẽ nói rồi lại lặng thinh. Bầu không khí tịch mịch của trời đêm bao trùm khắp đồng cỏ nhẹ nhàng ve vuốt. Sương rơi chịu những ngọn cỏ. Một làn gió hiu hiu đưa tới nơi đại đội cô giác đóng trải. Bùi các hố dài, bùi lau mục, bùi đất bãi lầy, bùi cỏ đậm sương đêm. Tất cả trộn lẫn với nhau thành một thứ mùi hỗn hợp. Thỉnh thoảng lại có tiếng xích chân ngựa lách cách tiếng ngựa thở phì phò hay rít lên và tiếng những con ngựa lăn xuống đất. Sau đó tất cả lại lặng tờ. Mãi xa, mãi xa, thoáng có tiếng một con vịt được gọi khàn khàn và tiếng quàng quạc của một con vịt cái trả lời gần hơn. Bỗng có tiếng đập phần phật rất nhanh của một đôi cánh không thể nhìn thấy trong bóng đêm. Đêm không một tiếng động hơi ẩm trên đồng cỏ mông lung sương mù. Phía tây, ngay sát đường chân trời, có một đám mây màu tím sẫm, non xốp như bột bánh đang lên men. Còn ở giữa trời, trên vùng đất cổ kính của khu Peskov, sông Ngân Hà rộng mênh mông hiện rõ như một lời nhắc nhở luôn luôn vẳng bên tai. Trời vừa hửng, đại đội cô giác đã lên đường. Đoàn người ngựa tiến theo qua thôn Griloe. Những người đàn bà và trẻ chăn bò nhìn theo họ rất lâu. Đại đội leo lên một ngọn gò bị ánh mặt trời mọc nhuộm đỏ như gạch. Turilin quay đầu nhìn lại, rồi khẽ chạm chân vào bàn đạp của Kolyarov. Này, cậu nhìn mà xem, phía sau có mấy thằng cưỡi ngựa phi đến đó. Ba người cưỡi ngựa đang vòng qua thôn, phóng đức đại tới gần. Bụi bốc lên chung quanh họ như một thứ vải mịn hồng hồng đại đội đứng lại kolarov ra lệnh theo thói quen loáng một cái anh em cô giác đã tập hợp thành một hình vuông xám xịt ba người kia đến cách chừng nửa vesta thì cho ngựa chuyển sang nước kiểu một người trong đám một sĩ quan cô giác rút ra một chiếc khăn tay vẫy vẫy trên đầu anh em cô giác không rời mắt khỏi ba gã đang bội lúc một gần viên sĩ quan mặc áo quân phục màu kaki tiến lên trước hai tên kia mặc jacket ca ghi ngựa tụt lại xa một chút có việc gì thế coliaros cho ngựa chạy đến trước mặt viên sĩ quan và hỏi đàm phán viên sĩ quan đưa tay lên lưỡi chai trả lời trong đám các anh ai nắm quyền chỉ huy đại đội Tôi, tôi là đại diện toàn quyền của sư đoàn Cô Giác Sông Đông số 1, còn kia là hai đại diện của sư đoàn Tuzem Naya. Viên sĩ quan đưa mắt về phía hai viên sĩ quan biển núi và vừa kéo dây cương vừa vuốt vuốt cái cổ bóng nhoáng vì mồ hôi của con ngựa chạy đã sủi bọt mép. Nếu anh muốn đàm phán thì hãy cho đại đội xuống ngựa. Tôi có nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh bằng lời của Thiếu tướng Grekov, sư đoàn trưởng. Anh em cô sắc xuống ngựa. Ba tên đại diện cũng xuống ngựa và đi tới. Chúng len vào giữa đại đội. Mọi người lùi lại dành cho chúng một khoảng nhỏ. Viên sĩ quan cô giác nói trước. Hỡi anh em đồng hương. Chúng tôi đến đây là để khuyên anh em nghĩ lại và ngăn ngừa những hậu quả tai hại mà hành động vừa qua của anh em có thể gây ra. Hôm qua, sư đoàn bộ đã được tin là không biết do sự tuyên truyền tội lỗi của kẻ nào mà anh em đã tự ý rời bỏ các toa xe. Hôm nay, sư đoàn bộ cử chúng tôi đến truyền đạt cho anh em mệnh lệnh lập tức quay về Gardeno. Hôm qua, sư đoàn Tuzemnaya cùng những đơn vị kỵ binh khác đã chiếm được Petrograd. Hôm nay vừa nhận được điện. Tiền vệ của chúng tôi đã tiến vào kinh đô chiếm tất cả các cơ quan chính phủ nhà băng nhà dây thép các trạm điện thoại và tất cả các địa điểm quan trọng chính phủ lâm thời đã bỏ chạy và bị coi như giải tán hỡi anh em đồng hương anh em hãy mau mau tỉnh ngộ phải biết rằng anh em đang đi tới chỗ chết trong trường hợp anh em không phục tùng lệnh của sư đoàn trưởng lực lượng vũ trang sẽ được điều đến trừng trị anh em hành động của anh em đã bị coi là một sự phản bội không chấp hành nhiệm vụ chiến đấu để tránh khỏi cái cảnh người mình làm đổ máu người mình anh em chỉ còn một cách là phục tùng vô điều kiện lúc ba tên đại diện đang tới gần kolyarov cân nhắc về tinh thần của anh em cô giác và hiểu rằng không thể nào tránh cuộc đàm phán vì nếu từ chối thì sẽ gây ra những hậu quả không tốt anh đắn đo một lát rồi ra lệnh cho đại đội xuống ngựa còn mình thì kín đáo đưa mắt cho turilin và lên thật gần tới chỗ ba tên đại diện trong lúc tên sĩ quan nói kolyarov nhận thấy anh em cô giáp cứ cúi đầu cau có lắng nghe một số thì thầm với nhau zakha korolov mỉm cười gượng gạo bộ râu đen nhánh của hắn chảy xuống chiếc áo sơ mi, non như một dòng nước gan đã đông lại. Bọc xếp liếc nhìn sang bên cạnh, tay nghịch nghịch chiếc xoay ngựa. Bùi xê như nhịp cốp, há hốc miệng, nhìn thẳng vào mắt tên sĩ quan đang nói. Martin Sanbin đưa bản tay nhớp nhúa lên xoa má, mắt thì nháy lia lịa. Sau lưng hắn là băng group với bộ mặt đần độn vàng ệch, Chàng xuống máy Granikov, nheo mắt như chờ đợi. Turilin thở như kéo bể. Gã ôm nhi đốp, mặt đầy tàn hương, hất chiếc mũ lưỡi chai ra sau gáy, lắc lắc cái đầu có bờm tóc trước chán. Non cứ như là con bòm bộng, lúc cảm thấy cái ách cầy đã đặt lên cổ. Toàn trung đoàn 2 đứng gục đầu như đang nguyện kinh. Tất cả đám người đứng sát vào nhau thành một khối, chẳng nói chẳng rằng, hơi thở nặng nề và nóng gian. Các nét mặt thoáng có vẻ hoang mang. Colliarob hiểu rằng tinh thần anh em cô giác đang sắp chuyển tới một bước ngoặt. Chỉ vài phút nữa là tên sĩ quan bồm mép này sẽ có thể lôi cuốn được đại đội theo hắn. Dù sao cũng phải phá tan cái ấn tượng mà những lời hắn nói đã gây ra, phải làm lung lay cái quyết tâm đã thành hình trong đầu óc anh em cô giác mà chưa nói ra. Anh bèn giơ tay mở chừng chừng hai con mắt ra một cách rất lạ nhìn tất cả đám người anh em hượm một lát đã rồi anh quay sang hỏi viên sĩ quan các anh có mang theo bức điện không bức điện nào kia chứ viên sĩ quan có vẻ ngạc nhiên bức điện báo tin petrograd bị chiếm ấy bức điện ấy à không không có nhưng bức điện thì có dính dáng gì đến chuyện này À, không có à Toàn đại đội thở phào nhẹ nhõm Như từ cùng một lồng ngực Nhiều người đã ngẩng đầu lên Nhìn cô Lea Rốt chằm chằm Ánh mắt đầy tin tưởng Lúc này cô Lea Rốt rất cao Cái giọng khàn khàn của anh Quát lên với một vẻ rất tự tin Vừa căm phẫn vừa châm biếm Làm cho mọi người đều phải chú ý Không có à Anh bảo như thế có phải không Thế mà đòi chúng tôi tin Tin thế nào được Anh muốn chơi sỏ chúng tôi à Đồ bị âm Toàn đại đội đều gầm lên Bức điện Có phải là đánh cho tôi đâu Anh em đồng hương hiểu cho Tiền sĩ quan Áp hai nắm tay vào ngực Cố phân bua Nhưng chẳng ai nghe hắn nữa rồi Cô Lê -Rốt thấy cảm tình và lòng tin tưởng của đại đội đã lại chuyển về với mình bèn bằng nói bằng một giọng sắc như con dao cắt kính mà dù cho petrograd có thất thủ chăng nữa chúng tôi cũng không đi cùng đường với các anh chúng tôi không muốn đánh nhau với chính anh em mình chúng tôi không phản lại nhân dân Cô Lê Rốt thấy cảm tình và lòng tin tưởng của đại đội đã lại chuyển về với mình nói bằng một giọng sắc như con dao cắt kính mà dù cho petrograd có thất thủ chăng nữa chúng tôi cũng không đi cùng đường với các anh chúng tôi không muốn đánh nhau với chính anh em mình chúng tôi không phản lại nhân dân các anh muốn đâm bị thóc chọc bị gạo à đừng hòng những thằng ngu xuẩn trên đời này đã hết sạch rồi chúng tôi không muốn lập lại chính quyền của bọn tướng tá nữa đúng là như thế đấy các binh sĩ cô giác cùng làm ầm lên một trận đám người rung chuyển nhao nhao la hét như thế mới đúng dồn cho cứng lưỡi rồi nha thật là chí lý thôi tống cổ các quan lớn ấy đi cho các quan lớn ấy đi đằng nào thì đi thứ như thế mà cũng đòi làm mối làm manh nhỉ ở petrograd có ba trung đoàn cô giác các anh em ấy không chống lại nhân dân đâu này, Ivan, cho chúng nó vài gậy đi, cho chúng nó xéo đi. Cột nhìn ba tên đại diện. Tên sĩ quan cô giác mắm bôi mắm lợi kiên nhẫn đứng chờ. Sau lưng hắn, hai tên sĩ quan người miền núi đứng sát vai nhau. Một tên còn trẻ, người Ingood, thân hình cân đối, khoanh hai tay trên ngực chiếc cheketa rất đẹp. Hai con mắt sắc quả chám long lanh dưới chiếc mũ của hàn ca, lông đen. Tên kia là một lão Osetin đã có tuổi, đứng dạng chân, đầy vẻ coi thường. Hắn đặt một tay lên cán cây gươm cong cong, nhìn khắp lượt anh em cô giác như muốn nắn gân họ. Cô vừa muốn cắt đứt cuộc đàm phán, thì tên sĩ quan cô giác đã hành động trước. Hắn rỉ tay tên sĩ quan ingush rồi kêu lên sang sảng. Anh em sông đông, anh em cho phép đại diện của sư đoàn man dã nói vài lời chứ không chờ mọi người đồng ý gã sĩ quan Ingood nhẹ nhàng giậm đôi ủng không đế bước vào giữa khoảng trống giữa đám người sửa lại chiếc dây lưng nhỏ chạm trổ cử chỉ đầy vẻ nóng đầy anh em cô giác có gì mà làm ầm ĩ lên như thế nói năng phải cho bình tĩnh mới được anh em không thích tướng quân coqni lốp à anh em muốn chiến tranh à được thôi đánh nhau thì đánh nhau chúng tôi không sợ chẳng sợ chút nào cả ngay hôm nay chúng ta sẽ đè bẹp anh em sau lưng chúng tôi có hai trung đoàn miền núi chà làm gì mà ầm ĩ lên như thế ầm ĩ lên như thế mà làm gì đầu tiên hắn nói còn có vẻ bình tĩnh một chút nhưng cuối cùng hắn hăng lên cất cao giọng tuôn ra một loạt những lời hậm hực giọng hắn đã khàn khàn ngọng nghịu lại xen thêm những từ ngữ của tiếng mẹ đẻ thằng cô giác này đã làm anh em lầm lẫn rồi đó nó là một thằng bolshevik mà anh em lại đi theo nó chà tôi nhìn rõ lắm chứ anh em hãy bắt giữ nó tước vũ khí của nó hắn ngang ngạnh chỉ thẳng vào Kolyarov và đi lại lồng lộn trong khoảng trống nhỏ hẹp hoa chân búa tay một cách sôi nổi, bộ mặt nâu nâu tái nhợt đi. Bạn hắn, tên sĩ quan tóc hung có tuổi thì vẫn lạnh như tiền. Tên sĩ quan cô giác mân mê cái dây ngủ hương rách nham nhở. Bọn lính cô giác lại im thiên thít, lại xáo động bối rối. Cô không rời mắt khỏi tên sĩ quan Ingud anh nhìn hàm răng trắng lóa của hắn nhe ra như là nanh thú dữ. Nhìn dòng mồ hôi xám xám chảy chéo trên thái dương bên trái của hắn. Và cứ tiếc là mình đã bỏ lỡ cơ hội chỉ nói một lời là chấm dứt cuộc đàm phán và đưa anh em cô giác đi. Nhưng Turilin đã kịp cứu vãn tình thế. Anh chàng nhảy vào giữa chỗ trống, vung hai tay lên một cách tuyệt vọng giật đứt cả các khuy áo của áo sơ mi và gào lên khàn khàn gân mặt giật lia lịa bọt mép sùi cả ra thật là một đàn rắn hèn nhát bọn quỷ dữ này lũ đốn mạt này chúng nó tán tỉnh dụ dỗ như những con đĩ như thế mà cứ vảnh tai lên bằng nghe à bọn sĩ quan chúng nó đang muốn mang tai mang vạ đến quàng vào cổ mà chẳng ai biết gì cả còn đứng làm gì như thế này làm cái gì thế này hả? Không chém mẹ chúng nó đi mà lại đứng nghe chúng nó nói à? Phải chém đầu chúng nó, phải chọc tiết chúng nó. Trong lúc các cậu đứng đực ra đây, thì chúng nó đến bao vây đấy. Súng máy, chúng nó sẽ quét cho. Dưới đạn súng máy thì tha hồ mà họp biết tinh. Chúng nó bịp các cậu để chờ quân của chúng nó kéo đến mà không biết à. Ôi dào ôi, cô rắc gì thớ các cậu. Đi mà lên ngựa, giọng Learup gầm lên như sấm. Tiếng hô của anh đổ ra trên đầu mọi người như một phát đạn ghém. Anh em cô giác đổ xô ra chỗ để ngựa. Chỉ một phút sau, đại đội đang tan tác như đàn ong tập hợp thành đội hình trung đội hàng dọc. Hãy nghe tôi nói đã này, anh em đồng hương ơi. Tên sĩ quan cô giác cuống lên. Cô rốt hất khẩu súng trường trên vai xuống, kiên quyết đặt ngón tay trỏ, có đốt sưng vù và cỏ súng. Kéo mạnh hàm thiếc và mép con ngựa đang nhảy trồm trồm rồi quát lên. Không đàm phán gì nữa. Nếu bây giờ còn phải nói chuyện với chúng mày thì đây sẽ là tiếng nói của chúng ta. Rồi anh lắc lắc khẩu súng trường. Động tác mang rất nhiều ý nghĩa. Các trung đội nối đuôi nhau xuống đường cái. Anh em cô sắc nhìn lại, còn thấy ba tên đại diện ngồi trên bình ngựa bàn tán với nhau không biết những gì. Tên sĩ quan Ingoot nheo mắt tranh cãi sôi nổi, chốc chốc lại giơ tay lên. Bên tay của chiếc áo jacket ca lật lên cho thấy lần lụa lót trắng như tuyết. Cô Learup ngoái nhìn lại lần cuối cùng, cũng trông thấy mảnh lụa trắng lóa đó, và không hiểu sao trước mắt anh lại hiện lên bộ ngực của sông đông rách nát dưới làn gió hanh. Những đợt sóng bạc đầu màu xanh lá cây và cái cánh trắng muốt của con hải âu bói cá lượn vòng quệt đầu cánh xuống ngọn sóng. Ngay từ hôm 29 tháng 8, qua các bức điện nhận được của Krumov, Cọc Nhì đã bắt đầu thấy rõ rằng kế hoạch đảo chính vũ trang đã phá sản. Đến 2 giờ trưa, thì có một tên sĩ quan liên lạc ở chỗ Krumov tới nơi. Cọc nhìn lốp bàn bạc với tên này rất lâu, rồi cho gọi Romanovsky tới. Hắn vo tròn một mảnh giấy như lên cơn thần kinh và nói. Tất cả đổ sụp rồi. Quân bài của chúng ta bị đánh bại rồi. Krumov sẽ không thể nào điều quân đoàn về Petrograd được kịp thời và sẽ lỡ thời cơ. Những việc mà chúng ta tưởng sẽ thực hiện dễ như trở bàn tay lại vấp phải hàng ngàn trở ngại. Kết cục đã được biết trước là thất bại rồi. Đây, ngài xem đi, tình hình thực hiện hành quân của quân đội là như thế nào đây? Hắn chỉ cho Romanovsky xem bức bản đồ đánh dấu các trạng hành quân gần đây nhất của quân đoàn Kozak và sư đoàn Tuzemnaya. Khuôn mặt kiên quyết của án hốc hác vì mất ngủ, giật ngang giật dọc như chuột rút. Tất cả cái bọn khốn kiếp trong ngành đường sắt đã chọc gậy vào bánh xe của chúng ta. Chúng nó không nghĩ rằng, nếu thành sự, tôi sẽ ra lệnh cứ 10 thằng treo cổ một. Ngài thử đọc bản báo cáo của Krumov mà xem. Trong khi Romanovsky vừa đọc vừa đưa bàn tay to bè bè lên vuốt bộ mặt hổ phù những mỡ là mỡ. Cọc nhì Lốp viết rất nhanh. Kính gửi ngài Ataman quân khu, Alexei Maximovich Kaledin, ở Novochekask. Tôi đã được tường nội dung bức điện ngài gửi cho chính phủ lâm thời, sau khi đã nhẫn nhục đến cực độ trong cuộc đấu tranh vô hiệu quả những kẻ lật lọng và phản bội người cô giác vinh quang, nhìn thấy cái chết mà tổ quốc không thể nào tránh khỏi. Đã cầm vũ khí trong tay, bảo vệ đời sống và tự do của quê hương. Một vùng đất đã phát triển và mở rộng nhờ sức lao động và xương móng của mình. Trong một thời gian nào đó, quan hệ giữa chúng ta sẽ bị hạn chế. Tôi đề nghị Ngài hành động nhất trí với tôi như lòng yêu nước và vinh dự của người cô giác muốn như vậy. 658, 29 tháng 8, năm 17 Đại tướng Cọc Lốp Xin ngài lập tức đánh cho bức điện này. Sau khi viết xong, Cọc bảo Romanovsky Ngài ra lệnh đánh bức điện thứ hai cho công tước Bagration bảo thực hiện hành trình còn lại bằng cách hành quân đi bộ chứ. Vâng, Vâng. Romanovsky nín lặng một lát rồi trầm ngâm nói. Thưa ngài Lamfro Nghiogievit, theo tôi thì hiện nay chúng ta còn chưa có lý do để bi quan. Cách ngài dự đoán diễn biến của sự việc có lẽ là không sát lắm. lốp đã vài lần hấp tấp sơ tay định bắt một con bướm nhỏ xíu màu tím bay chập chờn trên đầu hắn những ngón tay của hắn cứ co quắp mặt hơi có vẻ căng thẳng chờ đợi con bướm bị xô đi xô lại theo từng đợt gió bay thấp xuống rồi là đôi cánh định lượn ra khung cửa sổ mở toang cuối cùng con nhi lốp cũng tóm được nó hắn thở dài nhẹ nhõm cả người rồi nằm ngửa ra lưng ghế bành Romanovsky chờ lốp trả lời ý kiến của lão nhưng hắn chỉ nở một nụ cười mưa màng và sâu thẳm bắt đầu kể đêm qua tôi nằm mơ thấy như đang chỉ huy một lữ trong một sư đoàn khinh binh và đang tấn công ở vùng núi carpat tôi đi cùng với ban tham mưu vào một cái trại một người surin tức là người dân ukraine sống ở vùng núi carpat ăn vận trải chuốt ra đón chúng tôi người ấy đem sữa tươi ra thết tôi rồi ngả chiếc mũ dạ trắng và nói bằng một thứ tiếng Đức rất đúng. Uống đi tướng quân. Thứ sữa này có khả năng chữa bệnh kiến hiệu lạ thường đấy. Hình như là tôi có uống và chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy người Rusin ấy xuồng xã vỗ vai tôi. Sau đó, chúng tôi lên núi nhưng hình như không còn là núi các bát nữa mà là một vùng nào đó ở Afghanistan trên một con đường mòn hiểm hóc phải. Đúng là một con đường mòn hiểm hóc, đi đến đâu là sỏi và đá răm rơi loạt soạt đến đấy. Nhưng mà bên dưới, sau một khe núi lại hiện ra một phong cảnh ở miền Nam, đẹp tuyệt, nắng tràn ngập trắng loá. Làn gió lùa hiu hiu thổi qua hai khung cửa sổ mở toang từ bên này sang phòng bên kia, làm những tờ giấy trên bàn loạt soạt động đậy cặp mắt mơ màng và xa xôi của quốc hình như đang lang thang ở nơi nào đó bên kia sông đơn nhép trên sườn những khe núi lốm đốm những khoảng con màu vàng nâu như đồng đen romanovsky nhìn theo cặp mắt của quốc rồi chính lão cũng bất giác khẽ thở dài chuyển tầm mắt qua mặt sông đơn nhép không gợn một chút gió cứ nhẵn bóng như mica trong suốt như thủy tinh rồi lão lại nhìn sang cánh đồng xương khói mông lung hiện ra với những đường nét hết sức dịu dàng của một ngày sắp sang thu. Các đơn vị thuộc quân đoàn kỵ binh số 3 và sư đoàn Tuzemnaya điều về Petrograd chuyển quân với những khoảng cách rất lớn trên 8 tuyến đường sắt. Reven, Vizenbeck, Nakva, Nhamburg, Vricha, Dendo, Peskov, tất cả các ga xếp và ga tránh xe đều đầy những đoàn tàu nhà binh chạy chậm rề rề vì nghẽn đường. Các sĩ quan chỉ huy cấp trên không còn có thể tác động chút nào tới tinh thần các trung đoàn, các đại đội bị phân tán, mất hết liên lạc với nhau. Tình hình đã rắc rối lại càng rắc rối thêm. Vì ngay trên đường hành quân, quân đoàn cùng sư đoàn Tuzemnaya phối thuộc với nó phải được biên chế lại thành một tập đoàn quân. Muốn vậy, cần phải tiến hành một đợt điều thuyên chuyển khá lớn. Phải tập hợp những đơn vị đang phân tán, và sắp xếp lại các đoàn tàu. Tất cả những việc đó gây ra tình trạng dối như bòng bong, chống đánh xuôi kèn thổi ngược, các mệnh lệnh nhiều khi không ăn khớp với nhau. Không khí đã căng thẳng như đầu óc người lên cơn thần kinh lại càng bị hun nóng. Tuyến đường nào cũng bị các công nhân và viên chức của ngành đường sắt hoạt động chống lại các đoàn tàu của quân đội Kognilov cố vượt các khó khăn, từ từ bò về Petrograd. Có những lúc dồn ứ lại ở các ga đầu mối, nhưng rồi lại tản ra. Trong những ngày sơn đỏ của các toa xe, bên cạnh những con ngựa đói giờ đã tháo yên cương, có những con người cũng ăn không đủ no, bị lèn như cá hộp. Những binh sĩ cô giác các quân khu sông Đông, Usturi, Orenburg, Nyachisker và Amur. Những người Ingut, Chaket, Kambabda, Osset, Dagestan. Các đoàn tàu nhà binh chờ đến lượt chuyển bánh, phải nằm lại hàng giờ ở các ga. Bọn kỵ binh đổ ào ào từ các toa xe xuống, đứng lúc nhúc như châu chấu trong các phòng đợi, kéo đàn kéo lũ đi trên các đường tàu. Chúng ăn sạch tất cả những cái gì ăn được mà các đoàn tàu đi trước còn để lại lấy cắp của nhân dân, phá kho lương thực. Những nẹp quần cô giác vàng vàng, đỏ đỏ, những cái áo vét lộng lẫy của long kỵ binh, áo ca của các dân tộc miền núi. Phong cảnh thiên nhiên miền Bắc vốn rè sẻn màu sắc, chưa từng thấy buôn màu phối hợp phong phú như thế này. Ngày 29 tháng 8, lữ đoàn 3 của sư đoàn Tuzemnaya do công tước Garin chỉ huy, đã tiếp cận với địch ở gần Pavlovsko. Hai trung đoàn Inguski và Chakeki tiến trên đầu sư đoàn, phát hiện thấy đường sắt bị phá hoại. Bèn xuống tàu và hành quân đi bộ về hướng Chaskoye Stelo. Những toán trinh sát của trung đoàn Inguski len lỏi tới nhà ga Somrino. Hai trung đoàn từ từ triển khai tấn công, đánh đồn xích vệ, chờ các đơn vị khác của sư đoàn đến đủ. Xong, các đơn vị đã tới ga Đơn Nô, còn chờ tàu chuyển bánh. Một số đơn vị còn chưa tới được ga này. Tông tước Bagration, sư đoàn trưởng sư đoàn Tuzemnaya, đang trong trang trại riêng cách nhà ga không xa lắm, để chờ đợi các đơn vị còn lại tới tập trung đầy đủ. Vì dại gì mà liều lĩnh cho binh sĩ cưỡi ngựa hành quân tới Vuricha? Ngày hai mươi tám Bangrachion nhận được của Bộ Tư lệnh Mặt trận miền Bắc bản sao bức điện sau đây. Đề nghị truyền đạt với quân đoàn trưởng quân đoàn 3 và các thủ trưởng sư đoàn sâu đông số 1, sư đoàn Ussuri và sư đoàn Tuzemnaya ở Capcaz, mệnh lệnh của Tổng Tư lệnh Tối cao là Nếu vì những hoàn cảnh bất ngờ nào đó mà gặp khó khăn trong việc hành quân bằng đường sắt, Tổng tư lệnh tối cao ra lệnh cho các sư đoàn tiếp tục vận động bằng cách hành quân trên đường cái. Ngày 27 tháng 8 năm 1977, số 6411 romanovsky Khoảng 9 giờ sáng, Bangracion đánh điện báo cho Kokinlop biết rằng hồi 6 giờ 40 phút sáng, hắn đã được đại tá Vakratuni, tham mưu trưởng quân khu Petrograd chuyển trong mệnh lệnh của Kereniski bắt phải cho tất cả các đoàn tàu nhà binh quay trở về. Và hiện nay, các đoàn tàu của sư đoàn đang bị giữ lại trên quãng đường từ ga tránh xe Gatka đến Oredek. Vì theo lệnh của chính phủ lâm thời, ngành đường sắt không được phát giấy lộ trình. Tùy Bagration có nhận được quyết định của Lốp nói rõ rằng người công tước Bagration tiếp tục chuyển quân bằng đường sắt nếu không thể dùng đường sắt được nữa thì hành quân trên đường cái tới Luga. Tại đấy sẽ hoàn toàn chịu quyền chỉ huy của tướng quân Krumov. Hắn vẫn không quyết định cho các đơn vị dưới quyền hành quân trên đường cái và cứ ra lệnh cho quân đoàn bộ lên các toa xe. Trung đoàn trong đó Evgeny Linyky đã từng phục vụ cùng các trung đoàn khác trong biên chế của sư đoàn Cô Giác Sông Đông số 1 được chuyển về phía Petrograd theo tuyến đường sắt reven vesenberg nakva 5 giờ chiều ngày 28, đoàn tàu chở hai đại đội của trung đoàn này tới Vakna. Viên chỉ huy đoàn tàu nhà binh được biết rằng đến đêm tàu không thể lại lên đường vì đoạn đường sắt giữa Nakva và Yambuk đã bị phá hoại và một bộ phận của tiểu đoàn sắt đã được phái đến đây bằng một đoàn tàu hỏa tốc sáng mai nếu kịp chữa xong đoạn đường đoàn tàu sẽ chuyển bánh dù muốn hay không viên chỉ huy đoàn tàu nhà binh cũng bắt buộc phải đồng ý hắn vặc rầm lên một trận leo lên toa xe của hắn cho bọn sĩ quan biết tin rồi ngồi vào bàn trà uống đêm hôm ấy trời u ám một làn gió đầy hơi ẩm lạnh thấu xương thổi từ ngoài vịnh vào trên đường sắt anh em cô giác âm thầm nói chuyện với nhau trong các toa xe những con ngựa lo lắng vì những tiếng đầu máy rúc còi chốc chốc lại đập móng xuống sàn gỗ ở đuôi đoàn tàu có một gã cô giác trẻ tuổi ngồi hát trong bóng tối không biết hắn muốn kể khổ với ai thôi vĩnh biệt tỉnh thành thị trấn vĩnh biệt người thôn xóm thân yêu thôi vĩnh biệt cô em tươi trẻ vĩnh biệt em đóa hoa biết nhỏ nhoi. Nhớ khi trước sớm chiều gần gũi, bàn tay anh nắm chặt tay em. Nhưng em hỡi, nay sớm chiều đòi dõi. Dựa bên anh còn khẩu súng này thôi. Từ sau ngôi nhà xám xịt to lù lù của kho hành lý, có một người bước ra. Người ấy đứng lại một lát, vừa lắng nghe tiếng hát và nhìn theo đoạn đường ray in lốm đốm những ánh đèn vàng ạch rồi mạnh dạn bước về phía đoàn tàu nhà binh. Chân anh ta bước nhẹ nhàng khi dậm trên các tà vẹt còn có tiếng trầm trầm. Nhưng khi bước xuống lớp đất sét nện cứng thì không còn nghe thấy gì nữa. Người ấy đi tránh toa xe cuối cùng. Nhưng gã cô giác đứng ở cửa xe ngừng tiếng hát và gọi anh ta. Ai? Thế cậu đợi ai đây? Người kia miễn cưỡng trả lời nhưng không dừng bước. Đêm hôm khuya khoắt như thế này, còn láng tráng ở đây làm gì hả? Cái bọn đầu trộm đuôi quyết chúng mày, bọn ông thì nện cho như tử bây giờ. Định nhòm ngó xem có cái gì sơ hở để xoáy có phải không? Người kia không trả lời, cứ đi tiếp đến giữa đoàn tàu, rồi ngó đầu vào khe cửa một toa xe và hỏi. Đại đội nào thế? Đại đội nhà pha. Trong bóng tối có tiếng cười khà khà. Này, bình hỏi có việc đấy, đại đội nào vậy? đại đội 2. Thế trung đội 4 đâu? Đếm từ đầu là toa thứ 6. Ba anh chàng cô giác đang hút thuốc bên cạnh toa xe thứ 6 tính từ đầu máy. Một người ngồi xổm, hai người đứng cạnh đấy. Cả ba lặng thinh nhìn người đang đi tới gần họ. Chào anh em đồng hương. Ơn Chúa. Một người nhìn chằm chằm vào mặt người lạ trả lời. Nikita Dugin còn sống không? cậu ấy có ở đây không mình đây người ngồi xổm trả lời bằng một giọng nam cao véo von như hát rồi đứng dậy lấy gót ủng di di điếu thuốc mình mình không nhận được ra cậu cậu là ai thế ở đâu đến thế anh ta vươn bộ mặt râu ria xồm xoàm cố nhận ra người lạ người này mặc áo capote đầu đội chiếc mũ cát kép binh sĩ nhầu nát bỗng anh lính cô giác ngạc nhiên kêu lên Ồ, Ilya Bunchuk à? Ilya Bunchuk có phải không? Người anh em thân mến của mình, ma quỷ nào sách cổ cậu ở đây thế này? Anh ta đưa bàn tay sần sủi ra, nắm lấy bàn tay đầy lông lá của Bunchuk Chúc một phát rồi cúi xuống khẽ hỏi. Cậu đừng sợ, đây toàn là anh em mình. Cậu từ đâu mò về đây thế? Nói đi chứ, ma quỷ bắt cậu đi. Bunchuk chào bà hai anh chàng cô giác kia rồi trả lời bằng một giọng yếu ớt trầm trầm như tiếng gan. Bình ở Petrograd về, mất bao nhiêu công sức mới tìm thấy các cậu. Có việc phải làm đấy, cậu cần phải bàn với mọi người. Người anh em ạ, à, mình thấy cậu còn sống còn khỏe mạnh, thế là mình mừng lắm. Bun chúc mỉm cười, trên khuôn mặt rất to có vầng trán bênh mông, răng của anh hiện ra trắng lóa cặp mắt long lanh ấm áp vui vẻ nhưng trầm tĩnh. Có việc bàn với nhau à? Anh chàng dâu sồm lại nói véo von với cái giọng nam cao. Cậu là sĩ quan mà cũng đi lại chơi bời với bọn mình Cảm ơn cậu nhé và ơn Chúa nữa. Nếu không, chúng mình đây đừng hòng được nghe một lời thân mật âu yếm. Trong giọng nói của Dugin thoáng có ý trêu chọc nhưng hồ hởi không có gì ác ý. Bùn Trúc cũng thân mật pha trò. Được thôi, rồi sẽ có đủ chuyện cho cậu phá quấy. Cậu vẫn chẳng bỏ cái tính nghịch ngợm một chút nào. Nhưng cứ pha trò nữa đi, dâu cậu lại dài quá rốn rồi đó. Dâu gì á? Thì bọn mình có thể cạo bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà cậu hãy cho biết tình hình ở Petrograd như thế nào đã. Bắt đầu có báo động rồi à? Ừ, tao vào trong toa đã, Bun Chúc đề nghị giọng đầy hứa hẹn. Bốn người leo lên toa xe. Đùng khi đưa chân lay một anh chàng nào đó khẽ gọi. Này, dậy đi các cậu. Có một nhân vật đến thăm bọn mình giữa lúc đang cần đây. Nào, thôi, mau lên các thầy quyền, quáng quàng lên. Đám cô rắc è è trong họng lồm ngồm đứng dậy. Có hai bàn tay không biết của ai, hai bàn tay rất to, nặng mùi thuốc lá và mùi mồ hôi ngựa. Nhẹ nhàng sờ soạn trong bóng tối trên mặt Bùn trúc, lúc này đang ngồi trên một cái yên ngựa. Một giọng trầm đặc sệt như dầu ma rút, hỏi. Bùn trúc đây à? Mình đây. Còn cậu, chị Kamasop đấy phải không? Ừ, mình đây, mình đây mà. Chào cậu, anh bạn thân mến. Chào cậu. Này, mình chạy ngay đi gọi anh em trung đội ba nhé. Phải, phải, quáng quàng lên Trung đội ba đến gần đủ Chỉ để lại hai anh chàng coi ngựa Anh em cô giác lại gần buôn trúc Họ nhìn những bàn tay sần sủi to như lát bánh mì gối bắt tay anh Họ khom người dưới ánh đèn bão Nhìn vào khuôn mặt rộng bè bè hơi âm thầm của anh Họ gọi anh khi là buôn trúc, khi là Ilya Mitrit, khi là Elinsa nhưng trong tất cả các giọng nói Đều chỉ có thể cảm thấy một vẻ vồn vã thân mật và ấm áp Trong toa xe bắt đầu thấy ngột ngạt Ánh đèn nhảy múa trên thành xe làm bằng ván ghép Những cái bóng không sai hình thù gì cả đung đưa và to ra Ngọn đèn bốc khói mù mịt Ánh đèn vàng khè nhớp nhú Trong toa xe bắt đầu thấy ngột ngạt Ánh đèn nhảy múa trên thành xe làm bằng ván ghép những cái bóng không ra hình thù gì cả đung đưa và to ra ngọn đèn bốc khói mù mịt ánh đèn vàng khè nhớp nhố mọi người niềm nở kéo buôn trúc tới gần ngồi ở chỗ sáng những người phía trước thì ngồi xổm còn lại bao nhiêu đều đứng vây quanh chen chúc như nêm đùng ghìn húng hắng ho rồi cất cái giọng nam cao nói ilamitrid à hôm nọ chúng mình có nhận được thư của cậu nhưng vẫn muốn nghe cậu nói kia để được cậu bảo cho biết sau này bọn mình sẽ phải làm như thế nào. Chúng nó đang lôi bọn mình đi Petrograd. Thế thì làm thế nào bây giờ? Mitrit à, cậu thử xem trời đất bây giờ như thế nào. Gã cô giác đứng ở ngay cửa toa xe nói. Một chiếc vòng lủng lẳng dưới cái giái tai nhăn nhúm chính gã đã từng bị epinyi leniki làm nhục không cho nấu nước trà bên lá chắn súng máy trong chiến hào đã có những thằng tuyên truyền đủ loại đến đây khuyên can bọn mình nào là các cậu đừng đi petrograd nào chúng ta không đánh lẫn nhau làm gì chúng nó còn nói nhiều ý khác nhưng đại loại đều như thế cả bọn mình nghe thì cứ nghe nhưng chẳng tin gì chúng nó chúng nó không phải là anh em mình chưa biết chừng chúng nó muốn đưa bọn mình đến chỗ chết cũng nên. á. Ai biết đâu mà ăn cỗ. Mà nếu từ chối không đi thì cóc nhi lốp sẽ kéo bọn chắc két đến đây và lại đổ máu. Còn cậu, cậu là anh em nhà, là dân cô giác. Bọn mình rất tin cậu và thậm chí rất cảm ơn cậu đã viết thư từ Petrograd về cho bọn mình, lại gửi ca báo nữa. Bọn mình thú thực là ở đây đang thiếu giấy cuộn thuốc ghê gớm, vừa may nhận được báo. Cậu, cậu nói tầm bậy tầm bạ những gì thế? Đầu óc gì mà ngu khố ngu sở? Một gã khác bực mình ngắt lời gã đeo vòng tay. Cậu là một thằng mù chữ, nên cứ tưởng mọi người đều tối tăm như cậu có phải không? Cậu nói như bọn mình đem báo ra cuộn thuốc hút đấy. Cậu Ilya Mitrit à? những tờ báo ấy, bọn mình thường là cứ đọc từ đầu đến cuối. Nói lao đây, đồ quỷ, đồ sâu thuốc. Đem cuộn thuốc hút, thế mà cũng mớ mồm ra mà nói. Ừ, nói với thằng ngu thì chẳng khác gì, vạch đầu gối ra mà nói. Các cậu à, có phải là mình muốn nói như thế đâu? Gã cô giác đeo vòng tay chống chế. Tất nhiên là đầu tiên đem báo ra đọc đã chính ngài đọc ấy à mình thì chữ nghĩa chẳng có mình chỉ muốn nói rằng đầu tiên mọi người đọc đã rồi sau mới đem ra hút thuốc buôn trúc tủm tỉm cười ngồi xuống một yên ngựa rồi đưa mắt nhìn anh em cô giác một lượt anh cảm thấy ngồi mà nói thì không tiện bèn đứng dậy xây lưng về ánh đèn rồi bắt đầu nói giọng chậm rãi gần như miễn cưỡng các cậu chẳng phải đến Petrograd làm gì Trên ấy chẳng có bạo động bạo điếc gì đâu Các cậu có biết Chúng nó định sách cổ các cậu lên trên ấy làm gì không Để lật đổ chính phủ lâm thời đấy Đúng như thế đấy Đứa nào bắt các cậu đi Thằng Kornilov Tướng của vua Nga Thế nó cần phải hất cẳng Kerensky để làm gì Để chính nó ngồi vào chỗ của Kerensky Các cậu cẩn thận đấy anh em đồng hương à chúng nó định tháo khỏi cổ các cậu một cái ách bằng gỗ và nếu chúng nó lồng được một cái ách khác vào thì lần này sẽ là bằng thép đấy nếu bắt buộc phải chịu một trong hai tai họa thì hãy chọn tai họa nào đỡ khổ hơn có phải thế không nào đấy các cậu tự ngẫm mà xem dưới chế độ vua nga chúng nó quạng gãy răng các cậu rồi dưới chế độ kerensky chúng nó cũng không để cho mình được yên, nhưng không đánh gãy răng mình. Sau khi Kerensky, khi nào chính quyền chuyển sang tay người Bolshevik, tình hình sẽ hoàn toàn khác hẳn. Người Bolshevik không muốn chiến tranh. Nếu họ nắm được chính quyền thì lập tức sẽ hòa bình ngay. Mình không ủng hộ Kerensky, quỷ dữ là anh em của nó. Tất cả chúng nó đều một ruột cả thôi. Buôn Trúc mỉm cười, đưa tay áo lên lau mồ hôi chán rồi lại nói tiếp. Nhưng mình kêu gọi các cậu không nên làm đổ máu anh em công nhân. Nếu là chính quyền của Cóc Nhi Lốp thì nước Nga sẽ ngập đến đầu gối trong máu của thợ thuyền. Dưới chính quyền của nó sẽ càng khó giành được chính quyền để đặt nó vào tay nhân dân lao động. Hượng một chút đã, Ilya Mitrita, một gã cô giác đứng ở một hàng sau bước lên. Người gã nhỏ bé, béo lùn, cũng như bùn trúc. Gã húng hắng ho, xoa hai tay dài ngoãng sần sủ hai đoạn rễ sồi già cỗi chìm dưới nước. Và nhìn bùn trúc bằng cặp mắt tươi cười màu xanh lá cây nhạt, lấp lánh như hai cái lá non. Cậu vừa nói đến chuyện cái ách. Thế người Bolshevik đoạt được chính quyền rồi thì họ sẽ lọng vào cổ chúng ta cái ách bằng gì? Cậu, cậu làm sao thế? Tự mình lại đem ách quàng vào cổ mình hay sao? Tự mình là nghĩa thế nào? Dễ hiểu lắm. Dưới chế độ Bolshevik, ai sẽ nắm chính quyền? Cậu ấy, cậu sẽ nắm. Nếu người ta bầu cậu lên, hoặc là Dugin, hoặc là nhà bác kia kia cũng được. Chính quyền do nhân dân bầu ra, hội đồng Xô Viết. Cậu hiểu chưa? Thế mãi tít ở trên kia là ai? cũng là người nào được bầu ra. Người ta mà bầu cậu thì cậu sẽ lên ngồi mãi tít trên kia. Thật thế à? Cậu không nói bậy đấy chứ, Beatrice. Anh em cô giác phá lên cười. Mọi người nhao nhao cùng nói một lúc. Cả đến chàng lính gác đứng ngoài cửa cũng tạt vào một phút, nói xen vào câu chuyện. Thế còn vấn đề ruộng đất thì họ định sao? Họ có chiếm mất của chúng ta không? còn chiến tranh thì họ sẽ chấm dứt chứ hay chưa biết chừng bây giờ hứa hão để người ta giơ tay bầu cho họ cậu cứ lấy lương tâm ra mà nói cho bọn mình biết với bọn mình ở đây tối như bưng chẳng được biết gì cả tin những kẻ không phải là anh em mình thì thật là nguy hiểm có lắm kẻ nói láo quá mà hôm qua có một thằng thủy binh nhóc con nào đó đến khóc lóc kêu gọi ủng hộ Kerensky. Bọn mình bèn nắm tóc nó, lôi cổ nó ra khỏi toa xe. Nó lại còn làm dầm lên, chúng mày là đồ phản. Cái thằng đến là kỳ quặc. Bọn mình chẳng hiểu các lời lẽ như thế, nghĩa lý ra sao cả. Không biết nên đem ăn với món gì được. Bùn trúc xoay đầu khắp xung quanh, vừa chờ cho mọi người đỡ ồn ào, vừa dùng mắt dò xem tinh thần anh em cô giác như thế nào. Đầu tiên anh cũng chưa tin chắc vào kết quả của công việc mình làm, nhưng bây giờ mọi điều nghi ngờ đã tan sang bê khói. Sau khi nắm vững được tinh thần của mọi người, anh biết rõ rằng dù là hoàn cảnh thế nào cũng phải giữ đoàn tàu nhà binh ở lại pha Một ngày trước đó khi tới ban chấp hành đảng bộ khu Petrograd đề nghị cho mình đảm nhiệm công tác tuyên truyền trong các đơn vị sư đoàn sông Đông số 1 đang tiến về phía Petrograd. Anh đã tin vào kết quả. Nhưng sau khi tới Narva, sự tin tưởng đó đã có phần lung lay. Anh hiểu rằng muốn nói với anh em cô giác thì về dùng những lời lẽ riêng. Nhưng anh lo lắng cảm thấy rằng chưa biết chừng mình sẽ không tìm ra được tiếng nói chung với họ. Trước đây, sau 9 tháng trở lại đi sâu vào quần chúng thợ thuyền, anh đã hoàn toàn hòa mình với họ, đã quen chỉ nói nửa lời, đã làm cho họ cảm thông với mình, hiểu mình ngay. Nhưng bây giờ, về với anh em đồng hương, tình hình lại đòi hỏi phải có một thứ tiếng nói khác, thứ tiếng cục mịch của địa phương mà mình đã quên mất một nửa. Phải xoay sở nhanh nhẹn, khéo léo như một con thằn lằn, phải có cả một năng lực thuyết phục rất lớn không những chỉ để nhen nhóm lửa mà còn làm cho mọi người phải cháy bùng lên. Sao cho nó có thể xóa bỏ được cái tâm lý sợ không dám cưỡng lệnh trên đã tích lũy bao nhiêu thế kỷ, như những lớp phủ xa, đánh bạt cái thói thủ cựu hủ lậu, khiêu gợi cho mọi người cảm thấy chân lý của mình lôi cuốn mọi người theo mình. Đầu tiên, lúc mới bắt đầu nói, chính tai Bùn Trúc lại bắt gặp trong lời nói của mình những chỗ vấp váp chập chững gượng gạo cứ như anh là một người khác đứng bên nghe những lời khô khan của anh anh lo lắng thấy cái lý lẽ của mình đưa ra hình như chưa đủ sức thuyết phục anh đau khổ moi móc trong óc cố kiếm với những khối từ ngữ thật to thật nặng để đem ra dùng vào việc đập phá của mình nhưng với một cảm giác chua chát không giải thích nổi anh vẫn cảm thấy rằng những lời không có trọng lượng mình nói ra nổ vỡ ngay trên môi như bọt xà phòng. Và đầu óc mình cứ dối bời với những ý nghĩ nhạt nhẽo, không có nơi bám chắc. Anh thở hồn hển đứng dậy, mồ hôi đổ ra nóng bỏng. Anh vẫn nói, nhưng một ý nghĩ cứ khoan khoái vào đầu anh. Mình được tin cậy, được trao cho một công tác quan trọng như thế, và lại tự tay làm hỏng bét nói năng trắng ra đầu ra đũa gì cả. Nhưng không hiểu sao mình lại như thế này nhỉ? Trong trường hợp mình thì có lẽ một cậu khác đã trình bày đã thuyết phục tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần rồi. Chà, mẹ khỉ, sao mình lại vụng về đến thế này nhỉ? Anh chàng cô giác có cặp mắt xanh lá cây, nhìn dính như keo, hỏi về cái chuyện cái ách đã lôi được bùn chúc ra khỏi cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê tệ hại đó. các ý kiến trao đổi sau đó đã giúp anh rũ bỏ hết hoang mang, lấy lại tinh thần. và sau đó chính anh lại ngạc nhiên thấy dồi dào sức lực khác thường và có được cả một loạt những lời hết sức phong phú, sáng sủa, sắc bén, đánh rất chúng. bùn chúc hăng lên nhưng vẫn cố giấu sự xúc động đột ngột của mình dưới một vẻ ngoài bình thản lúc này anh đã trả lời rất xác đáng rất cay độc tất cả các câu hỏi móc mói anh điều khiển cuộc trao đổi ý kiến như một người trị một con ngựa bất kham đang chạy hăng sùi bọt mép cũng được nhưng cậu hãy bảo quốc hội lập hiến có gì không tốt nào ông lenin của các cậu có phải do bọn đức đưa về không hả không à thế thì ông ấy từ chỗ nào mò ra bây giờ nứt mây rơi xuống có phải không Mitria, cậu đến là cậu tự ý đến hay được người ta cử đến thế? Các ruộng đất của quân khu rồi đây sẽ lọt vào tay ai? Dưới chế độ vua Nga, đời sống của chúng ta đã tồi tệ ở chỗ nào? Cánh Bensevich cũng vì nhân dân kia mà. Ở vùng chúng ta cũng đã từng có group quân khu cũng là chính quyền nhân dân. Vậy thì chúng ta có cần có Soviet làm gì? Trên đây là một số câu hỏi của anh em cô giác. Quá nửa đêm, mọi người mới kéo nhau ra về. Nhưng trước đó, họ đã quyết sáng mai sẽ họp một cuộc meeting chung của cả hai đại đội. Bùn Trúc ở lại nghỉ đêm trong toa xe. Chị Kamasot mời anh em cùng nằm với hắn. Hắn làm dấu phép trước khi đi ngủ, thu xếp chỗ nằm rồi báo trước. Ilya Mitrit ạ cậu có thể nằm yên ngủ kỹ mà chẳng cần phải lo gì cả. Nhưng cậu cũng thứ lỗi cho bọn mình. Anh bạn thân bến à, ở chỗ bọn mình nó cháy giận như sung ấy. Nếu chúng nó mà kéo đến với cậu thì chớ có bực mình. Cứ phải nuôi những con giận to lù lù như thế này thì thật là tai vạ. Con nào con ấy cứ như là một con bò non vùng đồi núi ấy. Hắn nín lặng một lát rồi khẽ hỏi. Ilya Mitrit này, Lenin là người dân tộc nào thế nhỉ? Mình muốn hỏi, ông ấy sinh ở đâu, lớn lên ở đâu? Lenin ấy à, người Nga đấy. Thật á, thật mà, người Nga đấy. Đâu có thế, người anh em thân mến à. Mình thấy cậu có vẻ ít hiểu về Lenin lắm. Giọng Chikamasov trầm hẳn xuống, nghe có phần kẻ cả. Cậu có biết máu của Lenin là máu người ở đâu không? máu người vùng chúng ta đấy. Ông ấy chính là dân cô giác sông Đông, sinh ở tỉnh Sanski, chấn Velikonya Zeskaya. Cậu đã hiểu chưa? Nghe nói đã từng đi lính pháo thủ. Cứ nhìn nét mặt cũng nhận được ra ngay là một tay cô giác vùng sông Đông Hạ. Gò má thì cao, cả cặp mắt nữa chứ. Cậu à, cậu nghe nói như thế ở đâu đấy? anh em cô giác bàn tán với nhau như thế mình nghe lỏm được mà không phải thế đâu cậu cậu chikamasov lenin là người nga sinh ở tỉnh xin biết không mình tin sao được thậm chí có lý do rất đơn giản để không thể tin được pugachov có phải là dân cô giác không còn stepan radin còn ekbak timofeyit nữa đấy đấy cậu đã thấy chưa tất cả những người lãnh đạo dân khố rách áo ôm dấy lên chống lại vua nga tất cả đều là dân cô giác tuốt thế mà cậu lại bảo là người tỉnh xin biết cậu mitrit ơi chỉ nghe nói thế cũng đủ bực mình rồi bun chúc mỉm cười hỏi thế anh em bảo là cô giác à cô giác hẳn đi chứ lị, chỉ có điều bây giờ còn chưa nói rõ thôi mình chỉ nhìn qua tướng mạo một cái là lập tức nhận ra ngay chicamasop châm thuốc hút rồi vừa húng hắng ho vừa phả vào mặt bun trúc một hơi thuốc lá hạng tồi nồng nặc mình cũng ngạc nhiên và bọn mình ở đây đã tranh cãi gần như đánh nhau đến nơi nếu vladimir ingrid là dân cô giác chúng ta là một người lính pháo binh thì ông ấy kiếm ở đâu ra cái tài thông kim bác cổ như thế được nghe nói hình như hồi chiến tranh mới bùng nổ, ông ấy có bị bọn Đức bắt làm tù binh, nên đã học tập ở bên ấy. Đã mò mẫm nắm được tất cả các môn khoa học, rồi bắt đầu giấy bọn thợ thuyền nước chúng nó nổi lên bạo động, và còn đeo lại kính cho bọn bác học của chúng nó nữa, làm cho chúng nó sợ chết đi được. ấy. Chúng nó bèn bảo ông ấy, Này, cái anh chán dô kia, anh hãy về nước anh mà sinh sống, cầu chúa che chở cho anh, nếu không, anh cứ gây cho chúng tôi những chuyện như thế này, thì đến già, chúng tôi cũng không gỡ được hết đâu. Thế là, chúng nó đưa ông ấy về bên Nga, chỉ sợ ông ấy lôi thợ thuyền nước chúng nó nổi dậy. Đấy, đã thấy chưa? Chà, người anh em mà, Lenin quá là một tay ghê gớm. Chikamasov nói câu cuối cùng không khỏi có vẻ hênh hoang, rồi sung sướng bật cười trong bóng tối. Còn cậu, Cậu Mitrit à, cậu đã được gặp Lenin lần nào chưa? Chưa à, thế thì thật đáng tiếc. Nghe nói, ông ấy có cái đầu to lắm thì phải. Hắn húng hắng ho, thở ra đằng mũi một hơi khói, hút nốt điếu thuốc, rồi lại nói tiếp. Bọn đàn bà phải đè cho nhiều những con người như thế mới được. Quá là một tay lợi hại. Thật đấy, mà Lenin đâu phải chỉ lật đổ một lão vua Nga này. Nói đến đây thì hắn thở dài. Không, à, cậu cãi lại mình cũng vô ích thôi. Inghit chính là dân cô giác đấy. Trong chuyện này thì có gì mà phải che đậy? Ở tỉnh Simbixkaiga không thể mọc ra những tay như thế đâu. Bùn trúc lặng thinh mỉm cười nằm im sở lâu, hai con mắt ráo hoảnh. Mãi chẳng làm thế nào mà chợp mắt được của đang tội khắp người anh đã đầy dẹp chúng bò khắp mọi chỗ dưới áo sơ mi gây một cảm giác nóng rát ngứa ngáy khó chịu chikamasov nằm bên cạnh hết thở dài lại gãi sồn sột hắn đang mơ mơ màng màng thì một con ngựa không biết của ai bỗng nhiên nổi nóng thở phì phì rồi đến lúc hắn chưa thiết đi hẳn mấy con ngựa không chịu ở yên với nhau lại đá lộn lung tung chân dẫm lộp cộp kèm theo những tiếng hí đầy bực bội. Có yên đi không? Đồ quỷ dữ! Đồ chết tiệt! Đù nghìn trồm dậy, quát giọng nam cao ngái ngủ, rồi đánh con ngựa buộc gần hắn nhất bằng một cái gì đó có lẽ nặng lắm. Bùn trúc khổ vì dẹp cứ chằn chọc mãi. Anh quay lưng nằm nghiêng sang bên kia và bực mình biết trước rằng còn chán mình mới ngủ được. Vì thế, anh bắt đầu nghĩ đến buổi meeting tinh vào sáng mai. Anh cố tưởng tượng xem bọn sĩ quan sẽ có thể có những phản ứng như thế nào, rồi cười nhạt. Anh em cô giác mà nhất loạt phản đối, thì có lẽ chúng nó sẽ đánh bài chuồn. Nhưng mẹ khỉ, làm thế quái nào biết được chúng nó? Để tránh mọi điều bất chắc, mình sẽ bàn trước với ủy ban đơn vị đóng ở đây mới được. Rồi không hiểu sao, Bùn Trúc bất giác nhớ lại một tình tiết trong chiến tranh. Trận tấn công tháng 10 năm 1975, và sau đó trí nhớ của anh tựa như sung sướng vì được đưa vào những con đường quen thuộc, đã qua nhiều lần, cứ ngoan cố và quái ác bới móc moi ra những bầu hồi ức, những bộ mặt dáng nằm khủng khiếp của những người lính Nga và Đức bị giết. Những lời nói đủ các giọng, những mảnh phong cảnh nhợt nhạt không có màu sắc mà xưa kia anh đã từng được thấy những ý nghĩ chưa nói ra nhưng không hiểu sao vẫn còn lưu lại trong óc hồi âm của những loạt pháo kích chỉ cảm thấy rất loáng thoáng trong nội tâm tiếng súng máy tằng tằng quen thuộc và tiếng băng đạn chạy lạch sạch nghe như một giai điệu hùng tráng những đường nét lờ mờ của cặp môi người đàn bà mà anh đã từng yêu những đường nét đẹp đến đau nhói trong lòng mỗi khi nhớ tới rồi lại là những bầu hình ảnh chiến tranh những xác chết, những đấm mồ lún siêu vẹo, chôn chung, không biết đến bao nhiêu người chết. Bùn Trúc cảm thấy dạo rực bồi hồi. Anh chống tay ngồi dậy, không hiểu mình nói ra hay là mới nghĩ trong đầu óc. Mình sẽ ghi nhớ đến chết các hồi ức đó. Nhưng đâu phải chỉ có mình, tất cả những ai còn sống sót đều không thể nào quên được. Chúng nó đã làm cho sự sống trở nên đuôi què tàn tật. Chúng nó đang bôi nhọ cuộc sống. Cả một lũ đáng nguyền rủa, cả một lũ khốn kiếp. Cái chết cũng không xóa được tội của chúng mày đâu. Rồi anh nhớ tới Lusa, một đứa con gái 12 tuổi, con gái một người thợ luyện kim Petrograd đã chết ngoài mặt trận. Người này là bạn thân của anh, trước đó làm việc cùng một chỗ với anh ở Tula một buổi tối, Bun Trúc đang đi trên một con đường trồng cây, thì thấy Lusa ngồi đầu một chiếc ghế dài, hai cái chân lèo khèo dang rộng với một vẻ rất càn. Điếu thuốc lá lắt lẻo trên môi, nhưng vẫn còn giữ cái dáng mảnh khảnh ngượng nghịu của một cô bé chưa thành niên. Trên khuôn mặt héo hon của Lusa, hai con mắt hiện lên mệt mỏi một nét chua chát hẳn rõ trên mép cặp môi tô đỏ chót, dành sang hai bên, mọng lên quá sớm. Chú, chú không nhận ra cháu nữa à? Lusa mỉm cười, một nụ cười giả tạo của một tay hành nghề đã thạo. Hỏi giọng khàn khàn, rồi đứng dậy, cong hẳn lưng xuống, úp mặt vào khuỷu tay buôn chúc khóc nức nở, một cách bất lực và đau đớn, hoàn toàn như một đứa con nít buôn trúc gần như tắc thở vì lòng căm hờn trào lên trong lòng làm anh ngột ngạt như chúng hơi độc anh tái mặt rên rỉ nghiến sang ken két môi run bẩn bật và cứ phải đưa tay lên vuốt mãi bộ ngực lông lá anh có cảm tưởng lòng căm hờn ấy cháy bừng bừng trong ngực mình như một hòn than hồng rồi cứ thế âm ỉ không cho anh thở nữa và làm cho bên ngực trái chỗ bên dưới tim đau nho nhói cho đến sáng bun chúc cũng không chợp mắt được phút nào nhưng trời vừa dạng anh đã đi ngay tới ủy ban cách mạng của công nhân viên đường sắt mặt vàng hẳn ra non cau có bực bội hơn bao giờ hết bàn bạc xong về việc không cho đoàn xe chở lính cô giác chuyển bánh khỏi nagfa một giờ sau anh tìm các ủy viên của ủy ban đơn vị đóng quân trong thành phố đến 8 giờ bun chúc lại quay về đoàn tàu anh cảm thấy cái âm ấm man ấm mát của khí trời buổi sáng ngấm khắp người mình. Anh sung sướng nghĩ rằng chuyến công tác của mình rất có khả năng thành công. Vì vầng mặt trời đang ngoi lên khỏi cái mái hoen gì nham nhở của kho hành lý. Và một giọng nói phụ nữ véo von như hát vẳng tới không biết từ chỗ nào. Lúc trời sắp hừng đã mưa thốc tháo một trận rất to nhưng cũng rất ngắn mặt đường toàn đất cát, bị nước sói, còn ngoằn ngoèo dấu vết những con suối tí hon. Mùi nước mưa sông lên nhạt thách. Ở những chỗ bị giọt nước mưa nặng ăn sâu, mặt cát còn hẳn vô số những cái lỗ nhỏ mới xe xe, nòm rỗ nhằng rỗ nhịt như mặt một người bị bệnh đậu mùa. Một viên sĩ quan đi vòng đoàn tàu tới trước mặt buôn trúc. Hắn mặc áo capote, đi đôi ủng cao ống, bê bết những bùn. Bun Chúc nhận ra tên đại úy Cốp, bèn hơi chậm bước cho hắn tới. Hai người đi đến sát nhau. Cốp đứng lại, long lanh hai con mắt đen sách lạnh như tiền. Thiếu úy Bun Chúc à, anh được tự do à, không bị ngồi tù hay sao? Xin lỗi, tôi không chìa tay cho anh bắt đâu. Hắn bím chặt môi, thọc hai tay vào túi áo capote. Tôi có định chìa tay cho anh bắt đâu, chớ vội tưởng. Bùn Chúc trả lời giọng chế nhạo. Thế nào, anh về đây để cứu lấy cái mạng của anh à? Hay là ở Petrograd về đây? Từ chỗ anh chàng đẹp trai Kerensky đến đây có phải không? Sao vậy? Hỏi cung à? Đây chỉ là sự tò mò rất hợp lý, muốn biết về số phận của một tên đào ngũ trong đám đồng sự cũ. Bùn chúc ghi một nụ cười chế nhạo nhún vai tôi có thể nói cho anh yên tâm. Tôi đến đây không phải do Kerensky phái đến đâu. Nhưng bây giờ, đứng trước một mối nguy cơ đang ập tới trước mặt, các anh cũng phải hợp nhất với nhau. Một sự gần gũi quả là cảm động. Nhưng dù sao thì tôi cũng muốn hỏi, hiện nay anh là một con người như thế nào? Lon chẳng có, capot là capot của lính. Căn cốt phập phòng cánh mũi, nhìn cái thân hình gù gù của Bun Chúc với một vẻ vừa khinh bỉ vừa thương hại. Là một tay đi chào hàng chính trị à, có đúng thế không? Doãn không chờ Bun Chúc trả lời, quay ngoắt đi, bước những bước rất dài. Về đến toa xe của anh, Bun Chúc gặp Dugin. Cậu còn định làm gì thế? Cuộc meeting bắt đầu rồi đấy. Sao lại bắt đầu rồi? Chỉ biết là bắt đầu rồi thôi, Thằng đại úy Kanmukop Đại đội trưởng đại đội này Vừa rồi không có mặt ở đại đội Hôm nay nó ngồi trên Một chiếc đầu máy mò từ Petrograd Về đây Và cho gọi luôn anh em cô giác tới Nó lại sắp sửa hô hào Dụ dỗ chúng nó đấy Bun trúc nán lại Hỏi xem Kanmukop được phái đi công tác Ở Petrograd từ bao giờ Qua lời Dugin Anh được biết rằng Thằng cha đã đi vắng gần một tháng nay nó là một trong những thằng muốn bóp chết cách mạng mà Quang Nhi Lốp đã đi Petrograd dưới danh nghĩa nghiên cứu về vấn đề ném bom. Như thế là một thằng cốt cán của bọn con nhi lốp đây Nhưng được, rồi xem Bùn Trúc đã có những ý nghĩ rời rạc như thế Trong khi đi với Dunkin tới chỗ họp bít Sau nhà kho hành lý những binh sĩ mặc vare cô giác và áo capote đã đứng chen chúc thành một hàng rào xanh xanh xam xám căn bờ đứng ở ngay giữa đán trên một cái thùng tôn nô lật sắc bọn sĩ quan về quanh hắn hắn nói gay gắt tách bạch từng tiếng tiến hành cho tới thắng lợi cuối cùng chúng ta được cấp trên tin cậy và chúng ta sẽ tỏ ra xứng đáng với lòng tin cậy đó. Bây giờ, tôi sẽ đọc bức điện của Đại tướng Cóc Nhi Lốt gửi các quân nhân cô giác. Rồi với một vẻ hấp tấp, thật ra chẳng có gì cần thiết. Hắn rút trong túi bên của chiếc áo quân phục cổ, rút ra một mảnh giấy nhầu nát và thì thầm với tên chỉ huy đoàn tàu nhà binh. Bùn Trúc và Dugin lên tới gần, lẫn trong đám binh sĩ cô giác. Hỡi anh em cô giác, anh em đồng hương thân mến. Căn bực cốp đọc bằng một giọng truyền cảm và không thiếu vẻ hùng hồn. Chẳng phải nhờ có xương máu của tổ tiên anh em mà biên cương quốc gia Nga đã được mở rộng, được đẩy xa thêm hay sao? Chẳng phải nhờ có tinh thần dũng cảm đầy sức mạnh của anh em nhờ các kỳ tích hy sinh và khí phách anh hùng của anh em mà nước Nga vĩ đại đã trở nên hùng mạnh hay sao? Anh em là những người con tự do, không chịu kiềm tòa của sông Đông êm đềm, sông Kuban kiều diễm, sông Cherek ngang tàng, là những con đại bàng quả cảm ngoan cường của các đồng cỏ và núi non ở Uran, Orenburg, Ustarakhan, Remeschenko và Siberia cũng như của các vùng xa xôi Zabekan, Amur và Usturi. Bao giờ anh em cũng đã từng đứng lên bảo vệ danh dự và vinh quang cho lá cờ của mình và đất nước Nga, đã ghi biết bao nhiêu huyền thoại về công huân của cha ông anh em. Bây giờ, đã đến giờ phút, anh em phải góp phần bảo vệ tổ quốc. Tôi tố cáo chính phủ lâm thời về tội thiếu quyết tâm trong hành động, bất tài và vô năng trong việc quản lý quốc gia. Về tội để cho quân Đức hoàn toàn làm mưa làm gió trong nước. Chứng cứ rành rành là vụ để nổ gần một triệu trái đạn pháo và một vạn hai ngàn khẩu súng máy bị phá hủy ở Kazan. Nhưng không phải chỉ có thế mà thôi. Tôi tố cáo một số thành viên chính phủ về tội trực tiếp phản bội tổ quốc và xin nêu dưới đây chứng cớ về tội đó. Hôm tôi đến dự cuộc họp của chính phủ lâm thời ở Cung điện Mùa Đông ngày mùng 3 tháng 8, Bộ trưởng Krensky và Savinkov có báo cho tôi biết rằng đừng nói hết mọi điều vì trong số các bộ trưởng có những kẻ không trung thành. Rõ ràng là một chính phủ như thế chỉ có thể đưa nước nhà đến chỗ diệt vong. Rõ ràng là không thể nào tín nhiệm được một chính phủ như thế và với một chính phủ như thế thì không thể nào cứu vớt nước nga đang đau khổ vì thế khi hôm qua chính phủ lâm thời chiều theo ý muốn của kẻ thù đòi tôi phải từ bỏ chức tổng tư lệnh tối cao thì với tư cách là một người cô giác chỉ nghe theo tiếng gọi của lương tâm và danh dự tôi đã bắt buộc phải từ chối không chấp hành yêu cầu đó thà chết trên chiến trường còn hơn chịu nhục và phản bội tổ quốc. Hỡi anh em cô giác, hỡi các dũng sĩ của đất nước Nga, anh em đã hứa sẽ đứng bên cạnh tôi để cứu tổ quốc khi tôi thấy việc đó là cần thiết. Giờ phút ấy đã điểm, tổ quốc đang sắp bị diệt vong. Tôi không phục tùng mệnh lệnh của chính phủ lâm thời và với mục đích cứu nước Nga tự do, Tôi chống lại chính phủ lâm thời và chống lại những tên cố vấn vô trách nhiệm của chính phủ ấy đang bán rẻ tổ quốc. Hỡi anh em cô giác, anh em hãy gìn giữ danh dự và vinh quang của người cô giác anh dũng vô song. Và chính làm như thế, anh em sẽ cứu được tổ quốc cùng quyền tự do mà cách mạng đã giành được. Anh em hãy tuân theo, hãy chấp hành các mệnh lệnh của tôi anh em hãy đi theo tôi. Ngày 28 tháng 8 năm 1917, tổng tư lệnh tối cao Đại tướng Kokhnykov căn mực cốp nín lặng một lát rồi gấp tư tờ giấy kêu lên: những tên tay sai của bọn Bolshevik và của Krensky đang cản trở cuộc tiến quân bằng đường sắt của chúng ta. Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh của tổng tư lệnh tối cao là trong trường hợp không có điều kiện thực hiện việc tiến quân bằng đường sắt, chúng ta sẽ đi ngựa tiến về Petrograd. Chúng ta sẽ lên đường ngay ngày hôm nay. Anh em mau sửa soạn xuống xe. Bùn Trúc dùng hai khuỷu tay một cách thô bạo, len thẳng vào giữa đám người. Chưa lên tới chỗ bọn sĩ quan, anh đã sang sảng nói to bằng một giọng quen dùng trong các cuộc meeting. tinh các đồng chí cô giác tôi là người được công nhân và binh sĩ petrograd cử đến đây với các đồng chí chúng đó đang đưa anh em vào một cuộc chiến tranh nồi ra nấu thịt đang dùng anh em để đàn áp cách mạng nếu các đồng chí muốn chống lại nhân dân muốn lập lại chế độ vua quan thì các đồng chí hãy đi nhưng công nhân và binh sĩ petrograd mong rằng các đồng chí không phải là những tên canh canh là con của adam và eva vì giết em là abel nên bị rủa xả phải lang thang khắp nơi đến đâu cũng bị lòng hối hận dằn vặt công nhân và binh sĩ gửi tới các đồng chí lời chào anh em nồng nhiệt và muốn nhìn thấy ở các đồng chí không phải là những kẻ thù mà là những người bạn đồng binh nhưng mọi người không để cho Bun trúc nói hết lời. Nơi họp meeting bỗng nhao nhao như vỡ trở. Những tiếng la thét vang lên ghê gớm, tựa như lôi can mực cốt từ trên cái thùng tô xuống. Hắn khom người bất rất nhanh về phía Bun trúc Nhưng khi còn cách vài bước thì hắn xoay gót ủng lại. Anh em cô giác, năm ngoái, thiếu úy Bun trúc đã đào ngũ, bỏ mặt trận. Chuyện ấy anh em đã biết cả. Thế nào, chẳng nhẽ chúng ta có thể nghe lời một kẻ hèn nhát, một tên phản bội hay sao? Cái giọng trầm ồm ồm như sấm của tên trung tá Sukin, đại đội trưởng, đại đội 6, át cả tiếng căn bước cốp. Hãy bắt giữ lấy nó, cái thằng đê tiện. Trong lúc chúng ta đang phải đổ máu, thì nó chuồn về hậu phương, bắt lấy nó. Hợp đã, đừng bắt cứ để cho buôn trúc nói đi đừng có cái kiểu nhét khăn vào miệng người ta như thế cứ để cho buôn trúc nói rõ ý kiến của cậu ấy đi bắt ngay nó lại chúng ta không cần đến bọn đào ngũ cứ nói đi Bun trúc bitridge chặt cụt đuôi chúng nó đi Đá Đà đáo. cầm đi đồ chó đẻ nói Nói cho chúng nó câm mồm đi, buôn chúc. Nói cho chúng nó tắt họng đi. Cậu ấy, cậu hãy đánh gục chúng nó đi. Đánh gục chúng nó đi. Một anh chàng cô giác cao lớn, ủy viên ủy ban cách mạng trung đoàn. Không đội mũ, đầu cạo nhẫn thín, nhảy lên chiếc thùng tôn Bằng một giọng sôi nổi, anh kêu gọi anh em cô giác đừng phục tùng tên tướng Cóc Nhi lốp, Tên đao phủ giết các đồng chí cách mạng anh nói về hậu quả tai hại sẽ dẫn tới nếu đổ ra chiến tranh chống lại nhân dân rồi trước khi ngắt lời anh quay lại nói với buôn chúc nhưng đồng chí ạ à, đồng chí đừng tưởng rằng anh em chúng tôi cũng khinh đồng chí như khinh các ngài sĩ quan đây chúng tôi sung sướng được gặp đồng chí chúng tôi kính trọng đồng chí như kính trọng một đại biểu của nhân dân chúng tôi càng kính trọng đồng chí hơn vì hồi làm sĩ quan, đồng chí không đè nén anh em cô giác mà lại đối xử với chúng tôi như anh em một nhà. Chúng tôi chưa từng thấy đồng chí nói nặng lời với anh em bao giờ cả. Đồng chí đừng nghĩ rằng anh em chúng tôi, những con người không có chữ nghĩa, không hiểu cách cư xử thế nào là phải. Lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng thì con bò, con ngựa cũng hiểu, nói chi là con người anh em chúng tôi cung kính cúi chào đồng chí và đề nghị đồng chí chuyển lời của chúng tôi tới anh em công nhân và binh sĩ Petrograd rằng chúng tôi không chống lại anh em đâu. Những tiếng ầm ầm lại dội lên như tiếng trống. Các binh sĩ cô giác la lớn tỏ ý tán thành. Những tiếng gào thét vang lên tới mức cao nhất, lắng dần rồi tắt hẳn rồi lại thấy căn bức cốp ngật ngưỡng trên cái thùng tôn nô. Hắn cúi gặp cái thân hình đầy đạn, nói về vinh quang và danh dự của sông Đông với làn sóng bạc đầu, về sứ mệnh lịch sử của người cô giác, về việc các sĩ quan và binh sĩ cô giác đã cùng đổ máu. Hắn vừa nói vừa thở hổn hển mặt nhợt nhạt như bột xác chết. Một gã cô giác vai u thịt bắp, dâu tóc trắng phách đứng lên tiếp lời căn bức cốp. Nhưng anh em binh sĩ đã không để cho hắn nói hết những lời căm hờn công kích buôn trúc và nhà hùng biện đã bị lôi tay kéo xuống. Chikamastop nhảy lên chiếc thùng tono. Anh ta chém hai bàn tay xuống như là bổ củi rồi gào lên. Chúng ta không đi! Chúng ta sẽ không xuống tàu! Trong bức điện có viết là anh em cô giác đã hứa ủng hộ Lốt. Nhưng đã có ai hỏi gì anh em đâu. Chúng ta chẳng hứa hẹn gì với hắn cả. Chỉ có bọn sĩ quan trong hội đồng Hội Liên Hiệp Quân Nhân Cô Giác hứa thôi. Recop đã vẫy đuôi thì để cho hắn đi mà ủng hộ. Những người thay nhau lên phát biểu mỗi lúc một nhiều. Bùn trúc vẫn cúi cái đầu có vừng chán rồ đứng đấy, máu dồn lên làm da mặt anh đen lại như bầu đất. Những mạch máu trên cổ và hai bên thái dương phồng lên, giật giật rất nhanh theo nhịp mạch. Không khí như bị truyền điện trở nên đặc quánh. Có thể cảm thấy rằng chỉ thêm chút nữa, nếu có một hành động thiếu cân nhắc là tình hình căng thẳng có thể nổ ra thành một cuộc đổ máu. Giữa lúc ấy, binh sĩ trong trại quân của thành phố lũ lượt từ nhà ga kéo đến. Bọn sĩ quan bèn rời khỏi cuộc meeting Nửa giờ sau, Dugin thở hổn hển chạy đến tìm Bun Mitrida, à, làm thế nào bây giờ? Thằng căn mực cốp đang mưu mô giờ trò gì đây? Chúng nó vừa hạ súng máy trên tàu xuống và phái một thằng liên lạc cưỡi ngựa đi đâu không biết. Ờ, ta lại đẳng cái đi. Cậu tập hợp cho mình chừng hai mươi anh em. Mau lên. Bên cạnh toa xe của tên chỉ huy đoàn tàu nhà mình, Căn cốt cùng tiến sĩ quan đang thổi khẩu súng máy lên lưng ngựa. Bun chúc xông tới trước tiên. Anh quay lại, đưa mắt cho anh em cô giác, rồi thọc tay vào túi áo capote, rút ra một khẩu súng ngắn của sĩ quan mới toanh, lau chùi cẩn thận. Căn cốt, mày đã bị bắt. Dưa tay lên. Căn cốt nhảy ra khỏi chỗ mấy con ngựa, né nghiêng người, chộp tay xuống bao súng nhưng hắn không kịp rút khẩu súng ngắn ra. Một viên đạn đã rít lên phía trên đầu hắn, và trước tiếng súng đổ ra, bùn trúc đã quát lên bằng một giọng trầm trầm không báo trước điều gì tốt lành. Giơ tay lên. Con trò của khẩu súng ngắn từ từ dương lên đến nửa, cho thấy đầu kim hỏa. Cần mực cốp nheo mắt nhìn mũi kim hỏa rồi bật ngón tay đánh đét một cái và từ từ giơ tay lên. Bọn sĩ quan trao vũ khí một cách miễn cưỡng. Thưa, có phải tháo gươm ra không ạ? À? Viên trung úy súng máy còn trẻ lễ phép hỏi. Có. Anh em cô giác tháo những khẩu súng máy trên lưng ngựa xuống, khiêng lên toa xe. Đặt thêm vọng gác ở chỗ này. Bun chúc bà Dugin. Chikamasov bắt nốt những tên còn lại rồi giải đến đây có nghe rõ không chị Kamasov? còn căn thì mình với cậu sẽ giải lên ủy ban cách mạng của trại quân thành phố đại úy căn anh bước lên trước đi cho cừ thật cừ thật quá đi một tiến sĩ quan vừa tấm tắc khen vừa nhảy lên toa xe và đưa mắt nhìn theo Bunchuk Dugin và căn đi xa dần. Các ngài ơi, nhục quá các ngài ơi. Chúng ta hành động thật như một bầy con nít, chẳng có ai nghĩ tới chuyện kịp thời cho thằng khốn kiếp ấy một phát. Lúc nó chĩa khẩu súng ngắn vào căn bưcúp mà chúng ta hạ thủ luôn, thì có phải xong xuôi rồi không? Tên trung tá Stukin phẫn nộ nhìn bọn sĩ quan một lượt, những ngón tay của hắn run lên mãi không lấy được một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ra. Nhưng mà chúng nó có cả một trung đội. Chúng nó sẽ bắn chết hết. Tên trung úy súng máy nhận xét giọng như tự thấy mình có lỗi. Bọn sĩ quan lặng lẽ hút thuốc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. Mọi việc xảy ra nhanh như chớp, làm chúng chưng hửng. Căn bực quốc nhai nhai đầu hàng ria đen đi một lát chẳng nói chẳng rằng. Cái má bên trái của hắn với gò má gồ nhọn đỏ ửng lên như vừa ăn một cái tát. Những người dân mà ba người gặp trên đường nhìn họ một cách ngạc nhiên và đứng lại thì thầm với nhau. Trên thành phố Nakva, bầu trời ảm đạm trước lúc hoàng hôn bạc màu dần. Lá mạch dương rụng đầy các nẻo đường, non như những thỏi vàng ròng tháng tám sắp trôi qua. Vài con quạ nhỏ bay qua cái nóc tròn màu xanh lá cây của nhà thờ. Ở nơi nào đó phía sau nhà ga, sau những cánh đồng nằm lịm dưới ánh hoàng hôn, màn đêm mang theo khí lạnh đã phủ xuống mặt đất. Nhưng từ Nakva tới Perscope những đám mây rách mướp được quét lớp son chì trắng bạch của buổi chiều tà vẫn lang thang không đường không lối trên nền trời chưa từng có ai động tới từ từ trôi về phía luca màn đêm vượt qua một đường ranh giới vô hình đang đánh lui dáng chiều khi tới bên cạnh nhà ga bất thình lình căn bức cốp quay phát lại nhổ vào mặt bun chúc đồ đồ đê tiện bun chúc né người tránh được bãi nước bọt anh Dương cao hai hàng lông mày, đưa tay trái sang giữ chặt rất lâu bàn tay phải vừa thọc rất nhanh vào túi. "Đi." Bun Trúc phải cố gắng lắm mới nói được. Căn bực cốt vừa đi vừa chửi rất tục tĩu và thở ra những lời hết sức bẩn thỉu. "Mày, mày là một thằng bán nước, một thằng phản bội, rồi mày sẽ phải đền tội." Chốc chốc, hắn đứng lại xông tới trước mặt Bun Trúc quát lên đi đi, tôi khuyên anh đi đi. Lần nào buôn Chúc cũng chỉ bảo hắn có như thế thôi. Và căn bức cốp lại nắm chặt hai tay, vùng vàng đi một đoạn, non cứ như là con ngựa chạy đã kiệt sức. Ba người đi gần tới cái tháp nước, căn bức cốp nghiến răng gầm lên. Chúng mày không phải là một chính đảng, mà là một bầy những cặn bã xã hội nhơ nhớp bẩn thỉu kẻ lãnh đạo của chúng mày là đứa nào là bộ tổng tư lệnh quân đức à bọn Bolshevik à một lũ quái thai đảng của chúng mày một bọn lưu manh chúng nó thả tiền ra mua được như một lũ bán chôn á những thằng những thằng đều cáng những thằng đều cáng chúng mày đã bán rẻ tổ quốc tao thì treo cổ tất cả chúng mày lên cùng một cái giá ồ oh, rồi rồi sẽ đến lúc thôi. Tên Lenin của chúng mày đâu chỉ đem nước Nga đi bán lên 30 đồng bác Đức. Nó ấy, nó đã đút túi hàng triệu đồng rồi chuồn thẳng. Cái thằng đã tù mọt gông ấy. Đứng sát vào tường. Bùn trúc quát lên, giọng anh lắp bắp kéo dài. Đù cuống lên hốt hoảng nói. Ilya, Ilya Mitrit, hượm đã. Cậu, cậu định làm gì thế? hợp đã nào cơn giận điên cuồng làm mặt bun trúc đen sạm nom không còn ra hình thù gì nữa anh nhảy số tới bên căn bực cốp đánh cho hắn một cái rất mạnh vào thái dương anh dẫm lên cái mũ cát két lăn từ trên đầu của hắn xuống rồi lôi hắn sành sạch tới bức tường gạch tối đen của tháp nước đứng vào kia mày làm gì hả mày 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 không được mày không được đánh Căn bức cốp vừa chống cự vừa gầm lên. Lưng hắn đập đánh bịch vào tường tháp nước. Rồi hắn vỡ lẽ, bèn dướn thẳng lên. Mày muốn giết tao à? Buôn trúc khom người, hấp tấp kéo khẩu súng ngắn ra vì con trò bị vướng vào lần lót túi. Căn bức cốp vừa bước tới, vừa cài rất nhanh tất cả các khuy áo capote. Mày bắn đi, đồ chó đẻ, cứ bắn đi, dương mắt lên mà xem những người sĩ quan Nga biết chết như thế nào. Ngay trước khi chết, tao... Tàu... Viền đạn cắm phập vào mồm hắn. Tiếng vọng khàn khàn của phát súng vang dần mỗi lúc một cao phía sau tháp nước. Căn bước cốt bước thêm được một bước thì vấp chân. Hắn đưa tay trái ôm đầu, ngã lăn cành. Hắn gập đôi người, nhổ xuống ngực, mấy cái răng đen xì những máu lưỡi đánh chặt chặt như đang nuốt một cái gì. Lưng hắn duỗi thẳng ra, vừa sát lớp đá răm ẩm xì, thì buôn trúc bồi thêm cho hắn một phát nữa. Cần một cốp dẫy mạnh một cái, quặt người sang bên, nấc lên một tiếng ngắn ngủi, đầu ngoặt xuống vai như con chim đang ngủ. Đi đến ngã tư thứ nhất, Dugin đuổi kịp buôn trúc cậu cậu vừa làm gì vậy mitrit sao cậu lại giết nó bùn trúc nắm chặt lên hai vai của dugin hai con mắt đanh thép rất kiên định xuyên thẳng vào mắt dugin rồi nói bằng một giọng mất tiếng nhưng bình thản lạ lùng một là chúng nó giết chúng mình hai là chúng mình giết chúng nó không có con đường nào ở giữa nợ máu phải trả bằng máu vấn đề là Ai diệt ai? Hiểu chưa? Những đứa như thằng căn bức cốp thì phải tiêu diệt, phải dẫm chết chúng nó như là loài rắn độc. Cả những kẻ dò rớt nước rãi thương tiếc chúng nó thì cũng phải cho ăn đạn. Cậu hiểu chưa? Tại sao cậu lại chảy rớt chảy rãi ra như thế? Cần phải cứng rắn lại, phải giữ tợn lên. Thằng căn bức cốp này, nếu có nắm được quyền hành, thì nó sẽ bắn em mình mà chẳng cần nhà điếu thuốc lá khỏi miệng đâu thế mà cậu chả chỉ được cái mau nước mắt Đậu đu lắc một thôi một hồi hai hàm răng đập vào nhau lập cập cặp chân to đần đẫn đi đôi ủng đã chuyển thành màu hung hung không hiểu sao đi cứ vướng vào nhau một cách rất vô lý hai người lặng lẽ đi theo một dãy phố hẹp không một bóng người. Chốc chốc, bùn trúc lại ngoái nhìn về phía sau. Trên đầu hai người, những đám mây đen lồm xồm như sủi bọt bay rất thấp về phía trời đông. Trong một mảng trong nhỏ xíu của bầu trời tháng 8, vành trăng lưỡi liềm vừa được trận mưa ngày hôm qua rửa sạch, ghé nhòm xuống đất như một con mắt lác xanh lá cây. Ở ngã tư gần nhất, có một gã bộ binh và một người đàn bà choàng trên vai một chiếc khăn màu trắng đứng sát vào nhau. Gã bộ binh ôm lấy người đàn bà, ghi chặt vào mình và dỉ vào tay ả à những gì không biết. Chỉ thấy ả à kia đưa hai tay đẩy vào ngực gã, ngửa đầu ra sau hồn hển trả lời. Em, em không tin, em không tin đâu. Nói xong rúc rích cười, tiếng cười nghe rất trẻ. tên tướng Gromov bị Kerensky gọi về Petrograd đã tự cho mình ăn một phát đạn ngày 31 tháng 8 ở Kinh Đô. Những đoàn đại biểu và những viên chỉ huy các đơn vị thuộc tập đoàn quân Gromov lũ lượt kéo nhau tới cung điện mùa đông, tỏ dấu hiệu quy phục. Những kẻ mới đây còn định đối thoại với Kerensky bằng tiếng nói của súng đạn, thì nay đã ngoan ngoãn đến cúi đầu trước mặt Kerensky cam đoan tuyệt đối, trung thành với hắn. Tinh thần hoàn toàn tan rã. Tập đoàn Krumov mới đang hấp hối chứ chưa chết hẳn. Theo đảng cũ, các đơn vị của nó vẫn tiếp tục bò về phía Petrograd. Nhưng cuộc tiến quân của nó đã mất hết ý nghĩa vì âm mưu đảo chính của lốp đã đi tới bước đường cùng. Ngọn lửa phản động bùng lên như một quả pháo bông rồi lại tắt ngấm kể ra trong mấy ngày đó, kẻ chấp chính lâm thời của nước Cộng Hòa cũng có cặp má bánh dày. Nhưng bây giờ, hắn đã có thể bắt trước Napoleon, đưa đi đưa lại hai cái bắp chân đi ghẹt cao, tuyên bố trước cuộc họp của Hội đồng Chính phủ ngay sau âm mưu đảo chính thất bại rằng tình hình chính trị đã hoàn toàn ổn định. Một ngày trước khi Grumot tự tử, tướng Alexeyev nhận được quyết định bổ nhiệm làm tổng tư lệnh tối cao. Alexeyev vốn là một con người đúng mực và hết sức thận trọng. Lão không thể không thấy rõ tính chất nửa rơi nửa chuột và chẳng có gì đẹp đẽ của cương vị mình. Vì thế, lúc đầu đã dứt khoát từ chối. Nhưng sau, lão đã nhận lệnh bổ nhiệm với động cơ duy nhất là lão muốn giảm nhẹ phần nào số phận bi đát của Cognilope cùng những kẻ bằng cách này hay cách khác đã dính dáng với tổ chức nổi loạn chống chính phủ trên đường đi lão đã dùng đường dây điện thoại trực tiếp liên lạc với đại bản doanh để thử dò xem cóc nhi lốp có thái độ như thế nào đối với việc lão được bổ nhiệm và đến nhận chức cuộc thương lượng chán ngấy kéo dài tới đêm khuya với những đoạn ngắt quãng ngay hôm ấy ở chỗ cóc nhi lốp đã có cuộc hội nghị của các cấp lãnh đạo trong đại bản doanh và các nhân vật thân cận với Kokyniuk, khi nêu vấn đề tiếp tục đấu tranh với chính phủ lâm thời có phải là hợp lý hay không, đa số những kẻ đến dự cuộc họp đều phát biểu tán thành tiếp tục chiến đấu. Ngài Aleksej Sergeyevich mời ngài phát biểu ý kiến của ngài. lốp nói với Lukomsky từ đầu đến cuối buổi họp cứ im như thóc. Lukonsky tỏ ý phản đối việc tiếp tục chiến tranh nồi ra nấu thịt bằng những lời lẽ rè rạt nhưng rất kiên quyết. Thế là đầu hàng à? có nhìn lốp ngắt phứt lời Lukonsky và hỏi. Lukonsky nhún vai. Các kết luận được rút ra một cách tự nhiên thôi. Cuộc bàn bạc còn kéo dài thêm nửa giờ. có nhìn lốp không nói gì thêm. Có lẽ hắn đã phải đem hết nghị lực để giữ bình tĩnh Chẳng mấy chốc cuộc họp giải tán Nhưng chỉ một giờ sau Nhi lốt đã cho mời Lukonsky tới Ngày hôm ấy Ở chỗ Nhi lốt Đã có cuộc hội nghị của các cấp lãnh đạo Trong đại bản doanh Và các nhân vật thân cận với Kognilov Khi hắn nêu vấn đề tiếp tục đấu tranh với chính phủ lâm thời có phải là hợp lý hay không? Đa số những kẻ đến dự cuộc họp đều phát biểu tán thành tiếp tục chiến đấu. Ngài Alexander Sergeyevich mời ngài phát biểu ý kiến của ngài. Tóc như lúc nói với Lukomsky, từ đầu đến cuối buổi họp cứ im như thóc. Lukomsky tỏ ý phản đối việc tiếp tục chiến tranh nổi ra nấu thịt bằng những lời rè rạt nhưng rất kiên quyết Thế là đầu hàng à Còn nhìn lốp ngắt phất lời Lukonsky và hỏi Lukonsky nhún vai Các kết luận được rút ra một cách tự nhiên thôi Cuộc bàn bạc còn kéo dài thêm nửa giờ Có nhìn lốp không nói gì thêm Có lẽ hắn đã phải đem hết nghị lực để giữ bình tĩnh Chẳng mấy chốc cuộc họp giải tán nhưng chỉ một giờ sau, cọc Nhi lốp đã cho mời Lukomsky tới. Ngài Alexander Sergeyevich, ngài nói đúng đấy. Cọc Nhi lốp bẻ ngón tay răng rắc, đưa cặp mắt mờ đục xám như rắc cho nhìn sang bên cạnh và nói với một giọng mệt mỏi. Tiếp tục chống cự là ngu xuẩn và tội lỗi. Rồi hắn gõ gõ ngón tay xuống bàn lắng nghe không biết cái gì. Có lẽ hắn đang theo dõi những ý nghĩ rối bời chạy loạn trong đầu áp hắn như là đám chuột. Hắn nín lặng một lát rồi hỏi. Bao giờ ngài Mikhail Vasilievich sẽ tới? Ngày mai. Alexeyev đến nơi ngày bồng 1 tháng 9. Ngay chiều hôm ấy, theo lệnh chính phủ lâm thời, lão đã bắt giữ lốp Lukomsky và Romanovsky trước khi giải những kẻ bị bắt tới khách sạn Metropole là nơi chúng sẽ bị canh giữ alexeyev đã mặt giáp mặt trao đổi với nhi lốp trong 20 phút không biết về vấn đề gì lão bước trong phòng nhi lốp ra nòm vẻ hết sức xúc động gần như là không tự chủ được nữa romanovsky cố tìm cách vào gặp nhi lốp nhưng vợ nhi lốp ngăn lão lại xin ngài thứ lỗi cho. Ông Lavre Georgievich nhà tôi đề nghị không để ai vào. Romanovsky đưa mắt nhìn rất nhanh khuôn mặt khổ não của mụ rồi bỏ đi. Mắt nháy lia lịa vì xúc động, hai gò má đen sạm lại. Ở Berdichot, ngày hôm sau đã bắt giữ tướng Donikia, tổng tư lệnh mặt trận Tây Nam, và tham mưu trưởng của hắn là tướng Markov, tướng Vanovsky, và viên tư lệnh tập đoàn quân đặc biệt là tướng Lee. ở bước khốp phong trào con nhi lốp đã bị lịch sử bóp chết một cách nhục nhã trong trường trung học con gái. phong trào này đã chấm dứt nhưng nó lại làm nảy sinh một phong trào mới mầm mống các kế hoạch của cuộc nội chiến sau này và của những cuộc tấn công vào cách mạng triển khai trên khắp các mặt trận không được khai sinh ở đây thì còn ở đâu? một ngày cuối tháng 10, mới sáng tinh mơ, viên đại úy Evgeny Kỳ đã nhận được mệnh lệnh của viên trung đoàn trưởng, đem đại đội của hắn đi bộ tới quảng trường Hoàng Cung. Evgeny ra lệnh cho lão quản, rồi vội vã mặc quần áo. Mấy tên sĩ quan đứng dậy, đứa thì ngáp, đứa thì văng tục. Có chuyện gì thế? Lại bọn Bolshevik nhỉ? Này các ngài, ngài nào lấy đạn của tôi thế này kéo nhau đi đâu thế các ngài có nghe thấy không có tiếng súng đấy làm quái gì có tiếng súng ngài chỉ thần hồn nát thần tính bọn sĩ quan ra sân đại đội đã chuyển thành đội hình trung đội hàng dọc evgeny dẫn đại đội dào bước ra khỏi sân đại lộ nevsky vắng tanh vắng ngắt không biết ở chỗ nào quả thật có vài phát súng đổ lẻ tẻ. Một chiếc xe thiết giáp chạy ngang chạy dọc trên quảng trường Hoàng Cung. Bọn Yunke, tức là bọn học sinh trường đào tạo sĩ quan, cũng đang tuần tiễu. Các phố đều chết lặng như vùng đất hoang. Đến cổng cung điện mùa đông thì Gây Nhi gặp một toán Yunke và những tên sĩ quan Cô Giác thuộc đại đội 4 một tên trong số đó, viên đại đội trưởng gọi riêng M. nhi ra một chỗ. Toàn đại đội đều cùng đi với ngài chứ? Vâng, nhưng sao ngài lại hỏi thế? Các đại đội 2, 5 và 6 không chịu đi. Chúng nó cưỡng lệnh, nhưng đội súng máy còn theo chúng tôi. Thế bọn cô giác như thế nào? Em cái nhi hỏi khoát tay. Bỉ đạt lắm. Thế còn trung đoàn 1 và trung đoàn 4? không có chúng nó đâu. Chúng nó không chịu đi. Ngài có biết không, hôm nay ấy, phải đề phòng bọn buôn Bolshevik nổi loạn đấy. Ma quỷ nào biết được tình hình rồi sẽ ra sao? Nói đến đây, hắn buồn bực thở dài. Quảng tra những chuyện bát nháo này đấy, bỏ quách về vùng sông Đông cho xong đi. Em kỳ nhì dẫn đại đội của hắn vào trong sân. Anh em cô sắc gác súng lại, rồi đi lang thang trên cái sân rộng mênh mông nòm trắng khác gì một quảng trường bọn sĩ quan kéo đến tụ tập ở một trái nhà đằng xa chúng hút thuốc chúng chuyện gẫu một giờ sau trung đoàn yunke và tiểu đoàn lính đàn bà cũng kéo đến bọn yunke đến đóng trong phòng ngoài của cung điện chúng lôi cả những khẩu đại liên vào trong đó bọn đột kích tức là những mụ thuộc tiểu đoàn lính đàn bà, đứng túm tụm ở ngoài sân. Bọn lính cô sắc láng tráng tới gần chồng gạo chúng bằng những lời thô tục. Gã hạ sĩ Azanov vỗ vào lưng một ả lùn tròn tròn, mặc một chiếc áo capot ngắn cũn. Này bác gái, về nhà mà sinh con đẻ cái, sao lại làm công việc của đàn ông? Anh về nhà mà đẻ. Bác gái chẳng lịch sự chút nào, cho luôn một câu giọng trầm trầm này các em yêu xấu của anh các em cùng đi với chúng anh nhá. chị cùng nốt một gãng cựu giáo vua tán gái cũng bám lấy bọn đột kích nện cho các mụ này một trận bọn yêu tinh linh với tráng gì mà toàn chân chữ bát chú phải xóa bếp có xong không ai vời đến mà mò ra đây súng kíp hai nòng đấy mà nhìn đằng trước thì còn tạm là lính, nhưng nhìn đằng sau thì trắng ra cố đạo, cũng trắng ra của nợ gì cả. Tớm, chỉ muốn nhổ vẹt cho một bãi. Này, cô nàng đột kích, thu cái mông lại. Không đây lại cho một báng súng bây giờ. Anh em cô giác cứ nhìn bọn đàn bà mà cười kha kha, họ cảm thấy vui vui. Nhưng đến giữa trưa thì không còn vui vẻ được nữa bọn đột kích chia thành từng trung đội ra quảng trường khiêng về những khúc thông to tướng làm vật cản chặn cổng cung điện. Chỉ huy bọn này là một mũ to béo tạng người như đàn ông, áo capote may rất khéo, trên ngực có một cái huân chương thánh giáo. Xe thiết giáp chạy trên quảng trường mỗi lúc một nhiều. Bọn Yunke lôi không biết ở đâu vào cung điện những hòm đạn sách tay và những băng đạn súng máy. Nào, anh em đồng hương ạ, à, phải cứng cỏi lên mới được. Như thế là... sẽ phải đánh nhau à? Thế cậu bảo sao? Sách cổ cậu đến đây để đú đờn với bọn đột kích phải không? Một nhóm đồng hương, người hai chấn Bukhanovskaya và Slasevskaya đứng túm tụm chung quanh Lagutin Họ bàn tán to nhỏ không biết những gì, rồi la cà hết chỗ này đến chỗ khác bọn sĩ quan đã chuồn đi đâu cả. Trong sân, ngoài anh em cô giác và bọn đột kích chẳng còn ma nào nữa. Gần như ngay bên cạnh cổng cung điện, còn trỏng gọng vài khẩu đại liên bị bọn lính súng máy quẳng lại đấy. Với những cái lá chắn ẩm ướt sáng lên một ánh bềnh bạch. Sắp hoàng hôn thì sương muối bắt đầu rơi. Anh em cô giác nháo cả lên. Thế này thì còn nghĩa lý gì nữa? lôi cổ anh em đến đây, bắt phơi mặt ở ngoài sân mà trắng cho ăn uống gì thế này. Cần phải tìm Linh Nhất Kỳ mới được. Cậu đi mà tìm. Hắn đang ở trong cung điện, mà anh em bình thì bọn Yunke Ke không cho vào đâu. Phải cho một cậu đi tìm xe nhà bếp để chúng nó đánh về đây mới được. Hai anh chàng cô giác được cử đi tìm xe nhà bếp. Đi thì chớ mang theo súng, chúng nó tước mất đấy. Là ngủ trìn khuyền. Mọi người chờ xe nhà bếp chừng hai tiếng đồng hồ. Nhưng xe nhà bếp chẳng thấy đến. Hai anh chàng đi kiếm, nó cũng mất tăm. Vốn là chiếc xe vừa chạy trong sân ra, thì bị ngay bọn lính trung đoàn Semenovskaya đuổi về. Đến lúc trời sắp tối, bọn đột kích ra tập trung ở bên cạnh cổng và dàn thành một tuyến chiến đấu dày đặc. Chúng nằm sau những khúc gỗ, bắt đầu nổ súng đi đẹt qua quảng trường không biết vào những chỗ nào. Anh em cô giác mặc chúng không bắn biết gì cả. Mọi người cứ hút thuốc mặt ỉu xỉu. Là ngụt chìn gọi đại đội cô giác đến tập trung bên bức tường. Anh bắt đầu nói, nhưng chốc chốc lại đưa mắt về phía cửa sổ của cung điện có ý e ngại. Thế này này, anh em đồng hương à, chúng ta chẳng ở đây làm gì cả, phải rời khỏi chỗ này thôi. Nếu không, chẳng làm gì nên tội, mà cũng sẽ phải dơ đầu chịu báng đấy. Họ sắp bắt đầu bắn vào cung điện. Còn chúng ta ở đây thì có ích gì? Bọn sĩ quan thì chẳng thấy bóng vía đâu cả. Còn chúng ta, chẳng nhẽ, chúng ta là những thằng bị rùa xả, phải nằm đây mà chịu chết à? Chuồn về nhà thôi, tội gì đem máu của mình ra rửa những bức tường này? Còn cái chính phủ lâm thời, bọn chúng mình mặc xác nó. Anh em thấy thế nào? Anh em đồng hương. Nhưng mà ra khỏi sân thì bọn xích vệ sẽ dùng súng máy quét cho đó. Chúng nó sẽ lấy đầu cho mà xem. Làm gì có chuyện ấy? Đến lúc đó sẽ biết. Không được. Chúng ta cứ ngồi chờ đây. Xong chuyện nặng hay. Cái kiếp bọn mình là kiếp con bò, ăn cho no rồi về chuồng ai thế nào thì không biết. Chứ trung đội chúng mình thì về đây. Cả bọn mình cũng về. Bọn mình sẽ cho vài cậu đến chỗ bọn Bolshevik. Bảo chúng nó đừng động đến anh em mình. Còn anh em mình cũng sẽ không động đến chúng nó. Anh em cô giác đại đội 1 và đại đội 4 kéo đến. Mọi người bàn bạc với nhau chỉ loáng cái là xong. Mỗi đại đội cử một anh chàng cô giác cả ba cùng ra khỏi cổng. Và một giờ sau họ trở về cùng với ba chàng thủy binh. Ba chàng thủy binh nhảy qua những xúc gỗ để ngồn ngang ở cổng, bước vào sân, điệu bộ cố làm vẻ ngang tàng. Họ đi thẳng tới đám binh sĩ cô giác, chào hỏi vài câu. Có một anh chàng trẻ tuổi da đen đẹp trai lèn vào giữa đám cô giác. Chiếc vét thủy binh bằng vải buồm phanh trước ngực, mũ lật ra sau gáy. Các đồng chí cô giác, chúng tôi là những đại diện của hạm đội cách mạng biển Baltic. Chúng tôi đến đây để đề nghị các đồng chí rời khỏi cung điện mùa đông. Các đồng chí chẳng có lý do gì để bảo vệ chính quyền cho bọn tư sản. Chính quyền ấy đâu phải là chính quyền của các đồng chí. Cứ mặc cho con cái của giai cấp tư sản, cho bọn Yunke bảo vệ nó. Chẳng có một người lính nào đứng lên bảo vệ chính phủ lâm thời đâu ngay những người anh em của các đồng chí, anh em cô giác trung đoàn 1 và trung đoàn 4 cũng đã đứng về phía chúng tôi rồi. Đồng chí nào muốn đi với chúng tôi thì xin mời đứng sang bên trái. Hượm đã người anh em. Một gã hạ sĩ đại đội 1 bước lên coi bộ rất ngang tàng. Bỏ đi thì thằng này và các em đây rất sẵn sàng. Nhưng mà nếu bọn xích vệ các anh cho về với ông bà ông vải thì sao? Các đồng chí, nhân danh Ủy ban quân sự cách mạng Petrograd, chúng tôi hứa đảm bảo cho các đồng chí được hoàn toàn yên ổn, sẽ không có ai động đến các đồng chí đâu. Một anh chàng tướng ngũ đoàn mặt rỗ như tổ ong, đến đứng bên cạnh chàng thủy binh xe đen. Anh ta xoay cái cổ mạnh như cổ bò, nhìn anh em cô sắc một lượt, rồi tự đấm vào bộ ngực nở nang hẳn rõ dưới cái áo va rơi. Chúng tôi sẽ cùng đi với các đồng chí. Các người anh em chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Người vô sản Petrograd không phải là kẻ thù của các đồng chí. Kẻ thù của các đồng chí là bọn kia kìa. Anh ta chỉ ngón tay cái, chỉ về phía cung điện, rồi cười, nghe hai hàm răng sát xin xít. Anh em cô giác còn đang trù trừ thì bọn đàn bà đột kích lởn vởn đến nghe ngóng. Chúng nhìn anh em cô giác một lượt rồi lại quay ra cổng. Này, các mụ kia, có đi cùng với bọn này không? Một anh chàng cô giác to lớn, dâu dê xồm xoàm hỏi to. Bọn kia, không trả lời gì à? Dỡ súng ta đi thôi. Là cô nói giọng kiên quyết. Anh em cô giác đều dỡ súng tập hợp thành hàng súng máy cũng mang đi chứ? Gã cô giác giữ súng máy hỏi chàng thủy binh ria đen. Các bạn mang đi hết, đừng để lại cho bọn nhun ke. Trước khi các binh sĩ cô giác ra đi, bọn sĩ quan các đại đội kéo nhau ra không thiếu một tên nào. Chúng đứng sát nhau, thành một đám mắt không rời mấy chàng thủy binh. Các đại đội tập hợp xong bắt đầu xuất phát. Đội súng máy kéo mấy khẩu súng máy đi đầu những cái bánh xe khẽ rít lên lăn lọc cọc trên lớp đá ẩm. Chàng thủy binh mặc áo vét vải buồm đi bên cạnh trung đội đầu của đại đội 1. Một. một gã cô giác cao lớn, lông mày trắng phách, người chấn Fodosevskaya, nắm lấy tay anh chàng thủy binh, nói giọng cảm động như nhận lỗi. Anh bạn thân mến à, bọn mình có tự nguyện chống lại nhân dân đâu. Chỉ vì ngu ngốc nên mới bị chúng nó no sách cổ đến đây, nếu mà được biết trước thì đã chẳng đi làm gì. Gã lắc cái bờm tóc một cách đau khổ. Anh, anh có thể tin lời tôi nói. Nếu biết trước thì không đi đâu. Đúng thế đấy. Đại đội bốn đi cuối cùng. Ra đến cổng, chỗ tất cả tiểu đoàn đàn bà đứng lốc thốc thì gặp một chút trở ngại. Một anh chàng cô giác lực lưỡng leo lên đống gỗ khuôn một ngón tay đen thì móng dài một cách đầy ý nghĩa cũng đầy sức thuyết phục. Này, cái bọn lính đàn bà kia nghe thằng này nói đây này, bọn này bỏ đi đây. Với cái ngu xuẩn của đàn bà, các mụ ở lại thì cứ ở lại cũng được thôi. Nhưng chớ có dở trò ngu xuẩn gì đấy. Hễ mà bắn vào lưng bọn này thì bọn này quay lại băm nát tất cả cho mà xem. Đó, nói thế. Nghe đã đủ rõ chưa hả? À? Thôi nhá, tạm biệt nhá. Rồi gã nhảy trên đống gỗ xuống, chạy đuổi theo anh em. Nhưng chốc chốc vẫn ngoái cổ nhìn lại. Anh em cô sắc đã tiến gần tới giữa quảng trường. Một người chợt quay nhìn lại rồi nói, giọng có ý nghe ngại. Xem kìa các cậu, một tay sĩ quan đang đuổi theo bọn mình kìa nhiều người vừa đi vừa quay đầu lại. Một viên sĩ quan cao lớn đang chạy trên quảng trường, một tay giữ gươm. Viên sĩ quan vẫy tay. Atascop đấy, hắn ở đại đội 3 đó. Atascop nào? Cao cao, có nốt ruồi trên mắt đấy. Hắn muốn bỏ đi với chúng mình đấy. Thằng cha trẻ và tốt đấy. Chẳng mấy chốc Atascop đã gần theo kịp đại đội. Từ xa đã có thể nhìn thấy một nét cười run run trên mặt anh ta. Anh em cô giác vẫy tay phá lên cười. Cố lên chút nữa ngài trung úy. Quáng quàng lên. Chợt từ trong cổng cung điện vang ra một phát súng lẻ loi khô khan. Atascop vung rộng hai tay, ngửa người ngã vật xa hai chân đập đành đạch trên mặt đường, ý chừng muốn đứng dậy. Như vừa nghe thấy một mệnh lệnh, các đại đội đều quay mặt về phía cung điện. Các xạ thủ súng máy quỳ xuống bên cạnh những khẩu súng máy chĩa ngược nòng lại. Có tiếng băng đạn loạt xoạt. Nhưng bên cạnh cổng cung điện, đằng sau các khúc gỗ thông, chẳng thấy bóng vía một ai nữa phát súng tựa như đã liếm sạch bọn đàn bà đột kích, cũng như những tên sĩ quan mới một phút trước đó còn đứng ụn cả ở đấy. Các đại đội cô giác lại vội vã tập hợp tiếp tục đi, mỗi lúc một rào bước hơn. Hai gã cô giác chạy về từ chỗ Atasikov ngã gục xuống. Một gã kêu to cho toàn đại đội đều nghe thấy. Bị trúng ngay, chỗ dưới xương bả vai ở bên trái. Ngòm rồi. Tiếng chân bước vang lên mỗi lúc một to một sành sọt. Chàng thủy binh mặc áo vải buồm ra lệnh. Vai trái đưa lên trước, đi đều bước. Các đại đội lượn khúc rẽ bên trái. Cung điện chết lặng âm thầm nhìn theo họ. Tiết trời mùa thu đã ấm hơn, thỉnh thoảng lại mưa một trận bên trên thành phố bức khốp. Năm thì mười họa mới thấy ló ra một vừng mặt trời nhợt nhạt như người bị băng huyết. Tháng mười, chim trời bắt đầu bay đi. Đến đêm, vẫn còn tiếng xếu hối hả gọi đàn. Tiếng kêu đau khổ vang lên trên vùng đất lạnh lẽo đen ngòm, nghe đến là dạo rực. Từng đàn chim mùa vội vã trốn chạy những băng giá sắp ập tới. Những cơn so bấc lạnh buốt hoành hành trên các tầng cao những kẻ bị bắt vì dính líu tới vụ án lốp rồi bị giam ở Bukov đã chờ ngày xét xử một tháng rưỡi trời. Trong thời gian ấy, cuộc sống của họ trong nhà tù hình như chỉ ngưng đọng lại với một hình thức nếu không phải là hoàn toàn bình thường thì dù sao cũng chỉ chặt chẽ theo một kiểu đặc biệt. Sáng sáng, điểm tâm xong, các tướng lĩnh đi dạo chơi rồi về đọc thư từ tiếp những người họ hàng thân thuộc đến thăm, dùng bữa trưa, và sau giờ chết, người nào về làm việc riêng trong phòng người nấy. Tối tối, họ thường tụ tập ở chỗ con như lốp chuyện trò bàn bạc rất lâu. Dù sao, trong cái trường trung học con gái chuyển thành nhà giam này, họ sống cũng không thiếu tiện nghi. Đảm nhiệm công việc canh khác, bên ngoài có tiểu đoàn Yogi Sepki. Bên trong có những tên lính của trung đoàn turkestan sự canh gác này kể ra cũng có gò bó đến mức nào đó và hạn chế tự do của những kẻ bị giam nhưng bù vào đó nó lại có một ưu điểm hết sức căn bản là cách bố trí canh phòng đã được sắp xếp để bất cứ lúc nào những kẻ giam cũng có thể bỏ trốn một cách dễ dàng và an toàn nếu mà họ muốn suốt thời gian sống trong nhà giam ở bức hốp họ vẫn có thể liên lạc với thế giới bên ngoài mà không gặp trở ngại gì cả. Họ có thể gây áp lực với giới nhân sĩ tư bản yêu cầu điều tra về xét xử cho nhanh, làm phi tang cuộc nổi loạn, mò xem tinh thần của giới quân quan hiện nay như thế nào, và chuẩn bị vượt ngục nếu tình huống chuyển hướng tới một kết cục tệ hại. Có như lốp lo giữ bên cạnh hắn, bọn lính trung đoàn Tuketan từ xưa vẫn trung thành với hắn vì thế hắn đã liên lạc với Kalendin và bên này theo yêu cầu khẩn khoản của hắn đã cấp tốc gửi đi cho vài toa xe lúa mì cho gia đình đang bị đói của bọn lính trong trung đoàn để giúp đỡ vợ con những tên sĩ quan tham gia âm mưu chính biến Koknylov đã viết cho những tên chủ nhà băng cách xù ở Moscow và Petrograd một bức thư hết sức gay gắt. Thế là bọn này lập tức gửi ngay vài vạn rút vì sợ có những lời phát giác không lợi cho mình. Cho tới tháng 11, một Nhi Lốp không ngừng trao đổi rất nhiều thư từ với Caledin. Trong một bức thư dài gửi cho Caledin hồi trung tuần tháng 10, hắn đã hỏi Han về tình hình sông Đông và thái độ của dân cô giác nếu hắn trốn về vùng đó. Caledin đã gửi cho hắn một bức thư trả lời với nội dung thuận lợi. Cuộc chính biến tháng 10 đã làm ngả nghiêng đất dưới chân những kẻ bị giam ở bức khốp. Ngay hôm sau, đã có những tên liên lạc được tung đi các nơi. Và chỉ một tuần sau, trong bức thư Kaledin gửi cho tướng Dukhonin, một tổng tư lệnh tối cao tự phong đã có thể nhận ra tiếng vang của tâm trạng lo lắng cho số phận của những kẻ bị giam. Trong bức thư đó, Kaledin khẩn khoản xin bảo lãnh cho Konyilov cùng những tên bị bắt khác. Đại bản doanh cũng nhận được những lời đề nghị như thế của Hội đồng Hội Liên hiệp các quân nhân cô giác và Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Sĩ quan Lục quân và Hải quân. Nhưng Dukhonin lần nữa không giải quyết ngay. Ngày mùng 1 tháng 11, Cóc Nhi Lốp gửi cho hắn một bức thư. Những lời Dukhonin ghi bên lời bức thư chứng tỏ rõ ràng rằng Đại bản doanh đang trong tình trạng bất lực như thế nào. Và hồi này, nó đã thực tế mất hết quyền hành đối với quân đội, chỉ còn đờ đẫn sống cho qua những ngày cuối cùng. Kính gửi ngài Nikolai Nikolaevich, định mệnh đã đặt vào ngài, cương vị có thể quyết định sự chuyển biến của những sự kiện diễn ra theo một hướng nguy hại cho đất nước, chủ yếu Do cái thói do dự bất quyết và dung túng buông lỏng của các cấp chỉ huy bên trên. Đối với ngài, đang sắp tới giờ phút người ta chỉ còn hai con đường, một là gan dạ dám làm, hai là rút lui. Nếu không, sẽ phải chịu trách nhiệm về việc nước nhà bị diệt vong và phải mang cái nhục về sự tan rã hoàn toàn của quân đội. Theo những tài liệu không đầy đủ, phiến đoạn mà tôi được biết, tình thế Quả thật có gay go, nhưng còn chưa mất hết lối thoát. Nhưng tình thế sẽ trở nên như thế nếu ngài để cho bọn Bolshevik chiếm được đại bản doanh, hoặc nếu ngài tự nguyện công nhận chính quyền của chúng. Trong tay ngài hiện giờ chỉ còn tiểu đoàn Georgievsky, một nửa đã bị tuyên truyền làm tan rã và trung đoàn Tuketan yếu ớt bất lực. Lực lượng như thế hoàn toàn không thể coi là đầy đủ. Dự kiến bước phát triển sau này của các sự kiện, tôi nghĩ rằng Ngài cần phải lập tức thi hành những biện pháp như nắm vững đại bản doanh, có thể tạo ra hoàn cảnh thuận lợi để tổ chức việc đấu tranh sau này với tình trạng vô chính phủ đang ập tới. Tôi cho rằng các biện pháp đó là một Lập tức điều về Mogilov, một trong các trung đoàn tiệp khắc và trung đoàn kỵ binh nhẹ Ba Lan. Lời ghi của Dukhonin Đại bản xoanh không coi các đơn vị ấy là hoàn toàn đáng tin cậy. Các đơn vị này nằm trong số các đơn vị đầu tiên giảng hòa với bọn Bolshevik. 2. Chiếm Oksa, Smolensk, Solobin và Gomen với những đơn vị của quân đoàn Ba Lan. Sau khi tăng cường pháo binh của các sư đoàn thuộc quân đoàn này bằng những đại đội pháo cô giác ngoài mặt trận, bức thư của con lốt gửi cho Đức Hồ Nhìn viết tiếp lời ghi Với mục đích chiếm Oksa và Smolensk Đã tập trung sư đoàn Kuban số 2 Và một lữ đoàn Cô Giác Atrakhan Không nên điều trung đoàn của sư đoàn Ba Lan số 1 Ra khỏi bước khốp Để bảo đảm an toàn cho những người đang bị giam giữ Các đơn vị của sư đoàn 1 Có những cán bộ rất yếu Vì thế không thể coi là một lực lượng có thật Quân đoàn này đã nhất định không can thiệp vào các công việc nội bộ của nước Nga. ba, Với danh nghĩa điều quân về Petrograd và Moscow, tập trung trên tuyến Oksa Mogilov, Zubolin, tất cả các đơn vị của quân đoàn tiệp khác Slovak, trung đoàn Kognilov, cùng một hay hai sư đoàn cô chọn trong số các sư đoàn vững vàng nhất. Lời ghi, bọn cô đã dứt khoát giữ lập trường không đánh nhau với bọn Bolshevik. 4. Cũng trong khu vực ấy, tập trung tất cả các xe thiết giáp của anh và Bỉ, thay tất cả các nhân viên trên các xe ấy bằng những sĩ quan. 5. Tập trung ở Mogilov và tại một trong những địa điểm gần nhất, có bảo vệ cẩn mật, một kho dự trữ súng trường, đạn, súng máy, súng trường tự động và lựu đạn, để phân phát cho các sĩ quan và những người tình nguyện. Những người này nhất thiết phải tập trung ở khu vực đã chỉ định. Lời ghi, làm như thế có thể gây ra những việc quá khích. 6. Đặt liên hệ chặt chẽ và hiệp đồng ăn khớp với các Ataman, các quân khu sông Đông, Chevech và Kuban, cũng như các ủy ban Ba Lan và Tiệp Khắc. Người Cô Giác đã dứt khoát tuyên bố ủng hộ việc lập lại trật tự trong nước. Còn đối với người Ba Lan và người Tiệp Khắc, thì vấn đề lập lại trật tự trong nước Nga là vấn đề sống còn của chính bản thân họ. Các tin tức nhận được mỗi ngày một thêm đáng lo ngại. Những con người ở bức khốp ngày càng mất ăn mất ngủ. Xe hơi của những kẻ muốn giúp đỡ con lốp chạy như mắc cửi giữa Mogilov và Bước Khốp để yêu cầu Đức thả những người bị giam. Thậm chí, Hội đồng Hội Liên Hiệp Quân Nhân Cô Giác đã dùng đến những lời đe dọa ngầm. Bị đè nặng dưới những sự kiện dồn dập xảy ra, Đức Hồ Nhìn bắt đầu dao động. Ngày 18 tháng 11, hắn đã ra lệnh chuyển những tên bị giam về vùng sông Đông, nhưng lại lập tức thu hủy nó ngay. Sáng hôm sau, có một chiếc xe hơi bùn bắn bê bết chạy tới cổng chính của trường trung học Bức Khốp dùng làm nhà giam ngã lái xe mở cửa xe với một vẻ vừa quỵ lụy vừa có ý đề phòng rồi từ trong xe bước ra một viên sĩ quan không còn trẻ nữa nhưng người rất cân đối hắn đưa cho viên sĩ quan cảnh vệ xem tờ chứng minh thư ghi tên đại tá Kusonsky ở bộ tổng tư lệnh tôi ở đại bản doanh đến được ủy nhiệm đến gặp tướng quân kokhilov đang bị giữ Tôi có thể gặp ngài chỉ huy cảnh vệ ở đâu bây giờ? Viên chỉ huy cảnh vệ là trung tá Edgar thuộc trung đoàn Tuyết lập tức dẫn viên sĩ quan vừa tới đến chỗ Cọc Nhi Lốp. Tự giới thiệu xong, Kusonsky báo cáo giọng nhấn mạnh và cũng có phần làm vẻ quan trọng. Bốn tiếng đồng hồ nữa, đại bản doanh sẽ rút khỏi Mogilov, không có chiến đấu gì cả. Tướng quân Dukhonin ra lệnh cho tôi truyền đạt với ngài rằng tất cả những người bị giam đều phải lập tức rời khỏi bức khốp. Kognilov hỏi Kusonsky về tình hình Mogilov rồi cho mời viên trung tá ép tới. Hắn nặng nề chống năm ngón tay của bàn tay trái xuống mép bàn và nói Ngài hãy lập tức thả ngay các vị tướng ra. Các binh sĩ trung đoàn Tuyết phải chuẩn bị để sẵn sàng lên đường lúc 12 giờ đêm. Tôi sẽ cùng đi với trung đoàn. Suốt hôm ấy, những cái bể trong lò rèn dã chiến luôn luôn kéo phì phì than cháy đỏ rực búa đập chan chát. Những con ngựa bực tức hí dầm lên bên các cọc buộc ngựa. Bọn lính Tukertan đóng lại tất cả các móng ngựa, sửa chữa dây cương, lau súng, làm tất cả các việc chuẩn bị. Ban ngày, những tiên tướng được thả ra lẻ tẻ rời khỏi nơi giam giữ. Nhưng đến nửa đêm, lúc đã rất khuya, đến giờ lang sói hoành hành. Lúc cái tỉnh lẻ nhỏ bé này đã tắt hết đèn lửa và ngủ mê mệt. Lúc đó mới thấy một đoàn người ngựa xếp hàng ba tiến ra khỏi trường trung học bư khốp. Với những thân hình đen như quả hiện lên rõ mồn một như những bức tường khắc nổi trên nền trời màu thép những tên lính kỵ binh đội chiếc mũ lông cừu rất cao, gù lưng trên yên vì lạnh, giấu kín những bộ mặt nâu bóng nhấp nhoáng như dầu dưới những chiếc mũ có tai, nòm trắng khác gì những con chim đen đang sủ lông. Ở giữa đội hình hàng dọc của trung đoàn, có nhi lốp gù gù lưng ngồi lắc lư trên một con ngựa cao rất khỏe. Đi bên cạnh viên đại tá trung đoàn trưởng Kiu Mặt hắn nhăn như bị dưới làn gió buốt lạnh thổi lùa qua những dãy phố nhỏ của bư khốp hai con mắt lươn nheo nheo nhìn lên bầu trời băng giá lấm tấm sao tiếng những vó ngựa mới đóng lại vang lên lộp cộp trên đường phố ra đến ngoại ô thì lắng dần trung đoàn rút lui đã sang ngày thứ hai rút lui từ từ rút lui có chiến đấu nhưng dù sao vẫn là rút lui những đoàn xe vận tải quân Nga và quân Rumani nối đuôi nhau trên những con đường đất đắp rất cao. Những đơn vị của liên quân Đức Áo vu hồi rất sâu, hai bên sườn quân đội rút lui, cố khép kín vòng vây. Đến lúc trời sắp hoàng hôn thì có tin, trung đoàn 12 cùng với lữ đoàn Rumani ở bên cạnh nó có nguy cơ bị bao vây đến nơi. Lúc mặt trời lặn, quân địch đã đánh bật quân Romani ra khỏi làng Khovinheki và đã tiến tới cao điểm 180 nằm ngay sát đèo Gonsker. Đến đêm, trung đoàn 12 được tăng cường bằng những đại đội pháo của sư đoàn kỵ binh biển núi và nhận được mệnh lệnh chiếm lĩnh trận địa ở những chỗ thấp dưới thung lũng Gonsker. Sau khi đặt xong các đội cảnh giới, trung đoàn chuẩn bị đối phó nếu xảy ra một trận tao ngộ chiến. Đêm ấy, Miska Kosevoy có mặt ở một điểm cảnh giới bí mật cùng Alexei Bệt Nhác, một gã đồng hương có phần ngốc nghếch. Hai người đắp dưới cái hố đào cạnh một cái giếng lở bỏ không dùng nữa. Không khí vừa loãng vừa lạnh buốt, thỉnh thoảng có đàn ngỗng trời chưa kịp chuyển xuống miền Nam bay qua bầu trời u ám đầy những đám mây lồm xồm. Những con ngỗng cảnh giới hối hả chỉ hướng cho đàn. Miska bực mình nhớ rằng không được hút thuốc, bèn lầu bầu. Alexei, cuộc sống đến là kỳ quặc. Con người ta cứ mò mẫm đi như là một lũ mù, tụ tập lại với nhau rồi lại bỏ nhau đi mỗi kẻ một nơi. Có khi còn dẫm còn đạp lên nhau. Bọn mình cứ sống như thế này, kể bên cái chết mà cứ lấy làm lạ không hiểu tất cả những sự phiền toái khổ sở như thế là để làm gì theo mình thì trên đời này chẳng có cái gì đáng sợ hơn là lòng dạ con người cậu chẳng có cách nào mò được tới đáy lòng của người khác đâu nói ngay như mình đang nằm bên cạnh cậu đây này nhưng mình cũng chẳng biết cậu đang nghĩ những chuyện gì và từ trước tới nay cậu cũng chưa tìm hiểu xem Cuộc đời trước kia của cậu như thế nào? Mình cũng không biết về cậu mà cậu cũng không biết về mình. Có thể là ngay giữa lúc mình đang muốn giết cậu thì cậu lại đem lương khô cho mình ăn, trong bụng chẳng nghi ngờ gì cả. Con người hiểu rất ít về bản thân mình. Mùa hè vừa qua, mình phải đi nằm quân y, bên cạnh giường của mình có một anh chàng bộ binh người dân Moscow thẳng cha cái gì cũng tò mò muốn biết cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác cố tìm hiểu xem dân cô giác chúng mình sinh sống như thế nào thiên hạ nghĩ rằng dân cô giác chúng mình chỉ biết có cái cặp bò cứ tưởng là dân cô giác dã man không có tâm hồn mà thay vào đó chỉ có một cái vỏ chai thủy tinh nhưng chúng ta cũng là những con người cũng yêu đàn bà cũng thích gái khi đau khổ thì cũng khóc người khác sung sướng cũng không vui. Đấy, cậu thấy thế nào hả, Alexei? Còn mình là một thằng hết sức thèm khát được sống. Hễ nhớ lại rằng trên đời này có bao nhiêu người đàn bà đẹp là trong lòng mình lại nhoi nhói. Mình cứ nghĩ rằng suốt đời mình cũng không đủ để yêu hết được họ. Mình yêu đàn bà đến nỗi bất cứ con bé nào mình cũng yêu tha thiết. Đĩ thoã cũng không sao. Chăm chồng cũng không sao, chỉ cần đẹp là được rồi. Thế mà người ta lại tưởng là thông minh lắm khi sắp xếp cuộc sống theo cái kiểu ghép cho bọn mình một à nào đó để cùng sống với nó cho đến chết. Như thế thì làm gì mà chẳng chán ngấy, mà lại còn bày ra cái trò đánh nhau nữa chứ. Và như vậy, cái con bò nuôi để cúng thần này, lưng mày ăn gậy còn ít đây. Biết nhắc chửi như không có ác ý gì cả. Miska nằm ngửa ra không nói gì nữa, mắt cứ đăm đăm nhìn sờ lâu những khoảng không cao tít. Một nụ cười mơ mộng trên môi, hai bàn tay sao xuyến, âu yếm vuốt ve mặt đất giá lạnh vô chi vô giác, đến như không thể nào gần được. Trước lúc đổi gác một giờ, cả hai đã bị bọn Đức tập kích. Biệt nhác vừa kịp nổ một phát súng đã ngồi sụp xuống, răng nghiến ken két, lưng uốn cong làm lễ trước khi chết. Mũi lê kiểu lưỡi dao của quân Đức đã xuyên cắt ruột gan hắn, sọc toạc bọng đái hắn, rồi cắm vào cột xương sống và run bắn lên. Miska thì bị địch đánh gục bằng báng súng. Một tên Landstuegner, tức là lính dự bị loại ba của quân Đức và Áo, lực lưỡng và Miska đi nửa Vesta. Miska tỉnh lại thấy mình đang bị sặc vì máu trong miệng bèn lấy lại hơi, thu hết sức lực, rồi nhảy bật từ trên lưng tên Đức xuống. Không khó khăn lắm. Bọn Đức nã theo một băng đạn, nhưng đêm tối và bụi giảm đã giúp cho Miska quàng chân lên cổ, chạy thoát. Sau khi cuộc rút lui kết thúc và các đơn vị Nga, Rumani đã ra khỏi vòng vây, Trung đoàn 12 được điều từ tuyến lửa về hậu phương đóng cách khu vực trung đoàn phụ trách vài Vesta về bên trái. Một bản mệnh lệnh đã được phổ biến cho trung đoàn, làm nhiệm vụ ngăn chặn đào ngũ, phá những đội tuần tiễu đi khắp các nẻo đường, theo dõi không cho những tên lính đào ngũ trở về hậu phương, không ngại dùng vũ khí bắt giữ chúng rồi áp giải về sư đoàn bộ. Miska Kusevoi nằm trong số những người đầu tiên bị cắt đi làm việc đó từ sáng sớm, Miska cùng ba anh chàng cô giác nữa đã ra khỏi một thôn nhỏ. Rồi theo lệnh lão quản đến bố trí ở cuối cánh đồng ngô, cách đường cái không xa. Con đường chạy vòng cánh rừng nhỏ rồi mất hút trên một vùng đất trống bấp mô gò đống, nham nhở những mảnh đất cày vuông vuông. Bốn anh chàng cô giác thay phiên nhau quan sát. Đến quá giữa trưa, thấy một nhóm chừng 13 bộ binh đi về phía họ. Rõ ràng, bọn lính bộ binh này định đi vòng, tránh cái thôn nhỏ mà họ đã nhìn thấy dưới sườn núi. Khi đến ngang cánh rừng, họ dừng lại hút thuốc, có lẽ là để bàn bạc rồi chuyển hướng rẽ hẳn sang trái. Gọi chúng nó lại chứ? Miska nhỏm lên từ trong đám ngô rậm rạp hỏi ba chàng cô giác kia. Bắn một phát lên trời. Này, các cậu kia, đứng lại những người lính bộ binh đang đi cách nhóm cô giác vài chục xa gen. Họ nghe thấy tiếng gọi, đứng lại một phút rồi lại đi, có phần như còn do dự. Đứng lại! Một gã cô giác kêu lên, rồi liên tiếp bắn lên trời, hết một kẹp đạn. Bốn anh chàng cô giác cầm ngang súng trường, đuổi theo kịp những người lính bộ binh đi lững thững. Mẹ khỉ! Sao không đứng lại hả? Đơn vị nào? Các anh đi đâu? Cho xem giấy tờ. Tiên hạ sĩ của Chép chỉ huy vọng tiêu chạy tới kêu lên. Toán bộ binh đứng lại. Ba người lừng khừng hạ súng trường trên vai xuống. Anh chàng đi sau cùng cúi xuống, dùng một đoạn dây điện thoại buộc lại bên gót ủng bị long. Cả bọn đều rách dưới bẩn thỉu không thể tưởng tượng được. Mấy hoa vạn thọ nâu nâu bám đầy trên tà áo capote của họ. Đúng là đêm qua cả bọn đã ngủ trong rừng, trong những bụi rậm. Hai người đội các két mùa hạ, những người khác đều đội chiếc mũ lông cừu non xám bẩn, vành mũ bật khuy, đai mũ lọng thẳng. Anh chàng đi sau cùng cao lớn lưng gù gù như ông lão, có lẽ là người cầm đầu cả bọn. Anh ta hung hãn quát lên ồm ồm giọng mũi, hai cái má nhẽo nhợt như hai cái túi run lên. Các anh muốn gì hả? chúng tôi động gì đến các anh? Can gì mà các anh dính vào công việc của chúng tôi? Cho xem giấy tờ. Gã hạ sĩ cố lấy giọng nghiêm khắc cắt lời anh chàng kia. Một người lính bộ binh mắt màu da trời, tóc đỏ rực như viên gạch mới ra lò, rút quả lựu đạn lọ mực mắc trên thắt lưng, vung lên trước mũi gã hạ sĩ, rồi vừa nhìn các bạn của anh ta, vừa nói liến thoáng giọng Yaroslav. Đấy, cậu nhỏ, giấy tờ mà cậu muốn xem đây. Đây, giấy công tác dùng cho cả năm đấy. Liệu mà giữ lấy cái xác, kẻo thằng này đoàn một cái là tim gan bề phổi không còn biết đâu mà tìm nữa. Hiểu chưa? Hiểu chưa hả? Hiểu chưa? Này, chớ có giờ trò nhé. Gã hạ sĩ cau mày để vào ngực anh chàng kia. Chớ có giờ trò mà cũng đừng hòng dọa dẫm bọn này bọn này không dễ dọa đâu còn anh là những thằng đào ngũ thì hãy quay về sư đoàn bộ đã trên ấy đã có sẵn những bón súp như thế này cho các anh xơi rồi đó những người lính bộ binh đưa mắt nhìn nhau rồi cùng hạ súng trường xuống một anh chàng ria đen mặt mày hốc hác có vẻ thợ mỏ vừa đưa cặp mắt liều lĩnh hết nhìn miska lại nhìn ba chàng cô giác kia vừa khẽ nói. Này, hãy xem chúng tao cho chúng mày ăn lưỡi lê đây. Nào, thế có cút đi không? Xéo, xéo ngay đi. Tao không nói đùa đâu. Tao sẽ là thằng nổ phát súng đầu tiên cho mà xem. Anh chàng bộ binh mắt xanh quay tròn của lựu đạn trên đầu. Anh chàng cao lớn lưng hù bước tới. Mũi lưỡi lê han rỉ sát cả vào cái áo capote dạ của gã hạ sĩ còn anh chàng có vẻ thợ mỏ thì chửi rầm và vung báng súng lên trước mặt Miska. Ngón tay Miska thì cứ run lên trên cỏ súng. Cả má súng có khuỷu tay ấn vào sườn mà vẫn đầy bần bật. Một gã cô giác túm lấy của áo capote của một anh chàng bộ binh nhỏ bé lôi đi, nhưng vẫn sợ hãi ngoái nhìn những người khác vì lý do là bị đánh sau lưng. Lá ngô khô kêu loạt soạt trên những thân ngô mây nhanh núi hiện lên xanh xanh sau cánh đồng ngổn ngang gò đống vài con bò lông hung hung lang thang trên những bãi cỏ bên cạnh cái làng nhỏ gió xoáy tròn một đám bụi sương muối sau cánh rừng bầu trời tháng mười bình bệch thanh thản như mưa ngủ mặt trời rè xẻn tỏa xuống cảnh vật thiên nhiên và những khoảng sáng lốm đốm đem lại một cảm giác thanh thản và yên tĩnh Thế mà ở gần con đường cái, lại có nhiều con người dẫm chân bực bội một cách vô lý, sẵn sàng đổ thêm máu mình xuống, làm độc cả chất đất màu mỡ để gieo hạt đã ê hề nước mưa. Mọi người đã có phần bớt nóng. Sau khi làm dầm lên một trận, cả lính bộ binh lẫn lính cô giác đều bắt đầu nói với nhau giọng ôn tồn hơn. Bọn này vừa được điều khỏi trận địa ba ngày chứ lâu la gì chúng tôi có bỏ về hậu phương đâu thế mà các anh lại bỏ chạy thật là xấu hổ bỏ anh em lại thế còn ai giữ mặt trận bây giờ chả những thằng như các anh chính tôi có người bạn vừa bị chúng nó sọc lưỡi lê vào sườn kia kìa tôi và cậu ấy đã phải giữ một vọng tiêu bí mật thế mà anh lại bảo chúng tôi chưa ngửi mùi chiến tranh anh, hãy thử ngửi mùi chiến tranh như chúng tôi đã ngửi đi. Biska nói giọng tức tối. Thừa hơi mà phí lời như thế. Một gã cô giác ngắt lời Miska. Cứ lên sư đoàn bộ đã, không có một hai gì cả. Thôi, anh em cô giác à, hãy để cho chúng nó đi. Nếu không, chúng tôi bắn cho mà xem. Có chúa chứng giám đấy. Người lính bộ binh có vẻ thợ mỏ cố khuyên anh chàng hạ sĩ khoát rộng hai tay một cách tuyệt vọng. Chúng tôi không thể làm như thế được, người anh em mà. Các anh bắn vào chúng tôi thì bắn, nhưng các anh sẽ không thoát đâu. Đại đội chúng tôi đóng ngay ở trong cái thôn kia kìa. Người lính bộ binh vừa cao vừa gù hết dọa lại dỗ dành, có lúc còn nhịn nhục van lơn. Cuối cùng, anh ta hấp tấp lấy trong chiếc túi rết bẩn thỉu ra một cái chai chung quanh tết sơm rồi vừa nháy mắt lấy lòng cô xe vôi vừa khẽ nói anh em cô giác thân mến à chúng tôi xin biếu anh em ít tiền và đây vốt ca của bọn đức đấy chúng tôi còn có thể kiếm thêm vài thứ nữa thôi cho chúng tôi đi đi anh em hãy vì chúa nhà còn mấy cháu nhỏ chính anh em cũng hiểu được kiệt hết sức lực rồi nhớ nhà chết đi được ấy không biết bao giờ mới hết tội hết nợ lạy chúa tôi chẳng nhẽ anh em không để cho chúng tôi đi được hay sao rồi anh ta vội vã moi trong ống ủng ra một cái túi đựng thuốc rũ ra hai tờ giấy bạc krensky nhầu nát cố nhét vào tay của xe cầm lấy đi cứ cầm lấy đi nào lạy chúa tôi anh đừng có ngại gì cả. Không có tiền, chúng tôi vẫn có thể sống vất vưởng được. Tiền cũng chẳng làm quái gì. Không có tiền cũng được. Cứ cầm lấy đi. Chúng tôi còn gom góp thêm được nữa. Ngượng đến chín cả mặt, Miska bước lùi lại, giấu hai tay sau lưng, lắc đầu lia lịa. Móng bừng bừng dồn lên mặt, làm cho anh chàng trào cả nước mắt. Lúc nãy, mình làm hung như thế, chỉ làm vì biết nhát mà thôi. Còn chính mình thì sao nhỉ? Mình cũng là một thằng chống chiến tranh kia mà. Thế mà mình lại giữ người ta lại. Mình có quyền gì để mà làm như thế? Lại đức mẹ, mình đã làm chuyện gì thế nhỉ? Mình đã biến thành chó săn của chúng nó rồi hay sao? Miska lại gần gã hạ sĩ, kéo hắn ra một bên rồi nói nhưng không nhìn vào mắt hắn. Thôi, bọn mình cho họ đi vậy. Cậu thấy thế nào, con lơ rốt? Cho họ đi nhé, mình nói thật đấy. Gã hạ sĩ nhìn quanh nhìn quẩn như đang làm một việc nhục nhã rồi nói. Thôi, cho chúng nó đi. Đối với chúng nó thì còn làm thế quái nào được nữa. Chính bọn mình rồi cũng sắp phải đi theo con đường ấy thôi. Chẳng cần phải giấu giếm làm gì rồi anh ta quay về phía toán lính bộ binh quát lên giọng phẫn nộ các anh các anh là bọn khốn nạn người ta coi các anh là những con người đứng đắn đối đã lịch sự với các anh thế mà các anh lại đưa tiền cho chúng tôi à sao thế sao thế hả tưởng chúng tôi ít tiền đấy phải rồi anh chàng đỏ mặt tía tai có cất túi tiền đi không không thì lên sư đoàn bộ bây giờ Mấy người lính cô giác đứng lui sang một bên. Miska đưa mắt về phía những dãy phố hẹp vắng tanh trong cái thôn nhỏ ở đằng xa, rồi kêu với theo toán lính bộ binh đang đi xa dần. Này, đàn ngựa cái kia, sao lại cứ mò ra chỗ trống thế hả? Có cánh rừng nhỏ đằng kia kìa, ban ngày mò vào trong ấy mà nghỉ, đến đêm hãy đi tiếp nếu không lại đâm đầu vào một vọng tiêu khác cho chúng nó tóm cổ bây giờ. Bọn lính bộ binh đưa mắt nhìn quanh, nhún nhún vai ra vẻ do dự, rồi nối đuôi nhau như một đàn sói lăn xuống khoảng đất trũng mọc đầy những cây liễu hoàn điệp lồm xồm. Nhìn ra, non họ cứ như một chuỗi những mắt xích xám xịt, bẩn thỉu. Đến đầu tháng 11, Thính tin đồn hết sức trái ngược về cuộc chính biến ở Petrograd bắt đầu lọt đến tai các binh sĩ cô giác. Những tên lính hầu trong các ban chỉ huy thường được biết tin tức sớm hơn mọi người. Chúng tôi chắc chắn rằng chính phủ lâm thời đã bỏ chạy sang Mỹ, còn Kerensky thì bị anh em thủy binh tóm cổ. Họ cạo chọc đầu hắn bôi đầy nhựa trưng lên như là một con đĩ rồi bêu rong hai ngày qua các phố ở petrograd sau đó khi đã được thông báo chính thức về việc chính phủ lâm thời bị lật đổ chính quyền chuyển sang tay thợ thuyền và dân cày anh em cô giác đều lặng đi trong tâm trạng căng thẳng chờ đợi nhiều người sung sướng mong ngày chiến tranh chấm dứt song lại có những tin đồn ngấm ngầm gieo rắc hoang mang nói rằng Quân đoàn kỵ binh số 3 cùng với Kerensky và tướng Konyilov đang tiến về Petrograd. Còn Kaledin thì đang từ phía nam đánh thúc lên vì hắn đã kịp điều một số trung đoàn cô giác về vùng sông Đông. Mặt trận đã tan vỡ. Hồi tháng 10, binh lính còn rời khỏi mặt trận thành những nhóm lẻ tẻ vô tổ chức. Nhưng đến cuối tháng 11, đã có những đại đội tiểu đoàn trung đoàn rút khỏi tuyến lửa có những đơn vị bỏ đi không mang theo gì cả nhưng phần lớn đều chiếm đoạt tài sản của trung đoàn phá các kho tàng bắn giết bọn sĩ quan suối âm âm đổ về quê hương như nước lũ không còn bị ai kiềm chế nữa đi đến đâu cướp bóc đến đấy Tình hình đã chuyển đến bước như thế mà còn trao cho trung đoàn 12 nhiệm vụ ngăn chặn các binh lính đào ngũ thì thật là không còn có nghĩa lý gì nữa. Vì thế, trung đoàn lại bị điều động trở lại tuyến lửa, hòng lấp một cách hoài công vô ích các lỗ hồng và các chỗ rách hình thành ở những nơi bộ binh rời bỏ các khu vực của họ. Nhưng đến tháng chạp, trung đoàn cũng bỏ nốt mặt trận, hành quân bằng ngựa tới nhà ga gần nhất rồi đưa lên các toa tàu tất cả tài sản của trung đoàn, súng máy, đạn dược dự trữ, ngựa, kéo về trung tâm nước Nga lúc này đã sôi sục trong các trận chiến đấu. Các đoàn tàu nhà binh của trung đoàn 12 chạy qua xứ Ukraine về vùng sông Đông. Ở một nơi cách Donamenka không xa mấy, các chiến sĩ xích vệ định cước vũ khí của trung đoàn. Cuộc đàm phán kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Miska Kusevoy cùng năm anh em cô giác, chủ tịch các ủy ban cách mạng đại đội, đề nghị cho trung đoàn mang theo vũ khí. Các anh cần đến vũ khí làm gì? Các ủy viên trong Xô Viết các đại biểu của nhà ga hỏi. Để đánh bọn tư sản và tướng tá vùng chúng tôi? Để chặt đuôi thằng Kaledin? Biska trả các đoàn tàu 2, nhà cả... binh của trung đoàn 12 chạy qua xứ Ukraine về vùng sông Đông ở một nơi cách donamenka không xa mấy các chiến sĩ xích vệ định tước vũ khí của trung đoàn cuộc đàm phán kéo dài nửa tiếng đồng hồ miska kusevoi cùng năm anh em cô giác chủ tịch các ủy ban cách mạng đại đội đề nghị cho trung đoàn mang theo vũ khí các anh cần đến vũ khí làm gì các ủy viên trong xô viết các đại biểu của nhà ga hỏi để đánh bọn tư sản và tướng tá vùng chúng tôi để chặt đuôi thằng kaledin miska trả lời thay tất cả vũ khí chúng tôi mang theo là của quân khu chúng tôi không trao được anh em cô giác nhào nhao đoàn tàu đã được phép chạy qua ở kremenchuk người ta lại định tước vũ khí của họ mãi tới khi bọn cô giác giữ súng máy đặt các khẩu súng máy bởi các cửa toa xe bờ toang nhằm vào nhà ga và một đại đội tàn khai thành tuyến chiến đấu bố trí trên đường sắt người ta mới đồng ý cho đi nhưng đến Ekaterinoslav thì bắn nhau với đội xích vệ cũng không thu được kết quả trung đoàn vẫn bị tước một phần vũ khí các cỗ súng máy hơn một trăm hòm đạn các máy điện thoại giã chiến và vài cuộn dây điện đã bị tịch thu. Khi đội xích vệ đề nghị bắt các sĩ quan, thì anh em cô giác không đồng ý. Suốt chặng đường, họ chỉ mất một sĩ quan là tên phó quan của trung đoàn Tchaikovsky. Chính anh em cô giác đã tuyên án xử tử tên này. Bản án trao cho tóc trái đào cùng một anh chàng thủy binh xích vệ nào đó chấp hành. Ngày 17 tháng chạp, ở nhà ga, Xin nhăn kỳ, anh em cô giác lôi tên phó quan trên toa xe xuống lúc trời sắp nhá nhem. Chính thằng này đã phản lại anh em cô giác à? Anh chàng thủy binh hắc hải dỗ nhằng dỗ nhịt vui vẻ hỏi. Anh ta đeo khẩu mauser, tức là một kiểu súng ngắn của Đức và một khẩu súng trường Nhật. Cậu tưởng bọn mình nhầm mà? Không, bọn mình nhằm không sai đâu. Lôi cổ nó ra. Tóc trái đào thở hồn hển nói. Tên phó quan cấp thượng úy còn trẻ. Hắn hoàng hốt nhìn quanh như một con thú bị vây bắt và đưa bàn tay đẫm mồ hôi lên vuốt tóc. Lạnh cháy mặt, bán súng đập bình bịch. Hắn cũng chẳng cảm thấy gì cả. Tóc trái đào và anh chàng thủy binh đẩy hắn ra xa toa xe một chút. Chính vì cái bọn quỷ này mà người ta phải làm loạn. Chính vì chúng nó mà cách mạng đã đổ ra. Này, này, anh bạn yêu quý của tôi ơi, chớ có run, không lại vụn ra như cám bây giờ. Tóc trái đào nói giọng rủ rỉ, rồi bỏ chiếc mũ cát két xuống làm dấu phép. Cứng rắn lên, cứng rắn lên một chút, ngài thượng úy. Sửa soạn xong chưa? Anh chàng thủy binh nghịch nghịch khẩu mau xe, nhai hàm răng trắng lóa, cười một cách tinh quái và hỏi. Xong! Tóc cháy đào, làm dấu phép lần nữa, liếc nhìn anh chàng thủy binh dạng chân, nâng khẩu mau xe lên, tập trung tinh thần, nheo mắt, ngắm. Tóc cháy đào cười gằn nổ súng trước. Tới gần Chaplin, trung đoàn lỡ ngớ thế nào bị lôi cuốn vào một trận chiến đấu giữa bọn vô chính phủ và bọn Ukraine. Bị giết mất ba gã cô giác. Rồi mất không biết bao nhiêu là hơi sức mới giải tỏa được con đường bị những đoàn tàu nhà binh của một sư đoàn khinh binh nào đó chiếm lĩnh chạy thoát ra được. Sau ba ngày ba đêm đoàn tàu đầu tiên của trung đoàn đã đổ người, ngựa và vũ khí xuống ga Minlerovo. Còn bao nhiêu điều ứ lại ở Lugansk? Trung đoàn về tới thôn Kargin, quân số chỉ còn một nửa. Nửa kia đã phân tán về nhà từ các ga. Hôm sau, người ta đem bán đấu giá chiến lợi phẩm tức là những con ngựa cướp được của quân áo đem từ mặt trận về chia nhau các món tiền của trung đoàn cùng các đồ quân trang quân dụng miskakusevôi cùng những anh chàng cô giác khác ở thôn tatarski lên đường về nhà lúc trời đã xế chiều mọi người cho ngựa lên núi bên dưới thôn Kakgin, thôn đẹp nhất của vùng thượng lưu sông đông nằm dài trên một khúc sông chia băng kết trắng loá khói vụt lên thành những quả bóng nhỏ rất dễ vỡ trên ống khói của nhà máy xay chạy bằng hơi nước. Từng đám người đứng đen nghịt trên cái bãi giữa thôn. Chuông nguyện kinh triều đã gióng. Sau ngọn đồi của thôn Kakin, thấp thoáng hiện ra ngọn những cây liễu của thôn Klimovsky sau đám liễu ấy sau đường chân trời băng tuyết xanh xanh như bầu ngải cứu dáng chiều mông lung như khói lấp lánh đỏ rực nửa bầu trời 18 tám chàng cưỡi ngựa đi sát ba cây táo dại đầy xương buối vòng qua ngọn cuốc khan cho ngựa thanh thản chạy nước kiệu về hướng đông bắc đệm yên cọt kẹt màn đêm băng giá len lén mò đến nấu mình sau ngọn đồi anh em cô sắc kéo tay mũ xuống kín mặt thỉnh thoảng lại chuyển sang nước đại như trên mặt trận móng ngựa đập lộp cộp vang lên rành rọt làm trong lòng nhoi nhói dưới vó ngựa một con đường bằng phẳng tuôn ra về phía nam hai bên đường lớp tuyết mỏng đã kết băng bị nước tuyết tan mấy ngày gần đây xô đẩy vẫn còn bám lấy những thân cỏ lấp loáng thành những vạch sáng dài dưới ánh trăng các chàng cô giác lặng lẽ thúc ngựa. Con đường vẫn cứ tuôn về nam, còn khu rừng thì chạy vòng sang đông về phía cái khe cây sồi. Vết chân thỏ đan vào nhau như những mắt lưới lấp loáng bên cạnh các vó ngựa. Bên trên đồng cỏ, sông ngân hà huy hoàng bao quanh bầu trời một dải thắt lưng cô giác chạm trổ tinh vi. Mãi gần cuối mùa thu năm 1917, anh em cô giác mới lũ lượt kéo nhau từ các mặt trận trở về. Cristonia về với ba gã cô giác cùng đi lính với hắn ở trung đoàn 52, già xọm đi. Giải ngũ về, hẳn có anh chàng ăn như cây, mặt mày vẫn nhẵn thín, chẳng có dâu ria gì cả như xưa. Hai gã pháo binh Tomilin Ivan và Jacob móng lừa rồi đến Martin Samin, Zakhar Zankakorolov và gã Boksev, với cái thân hình dài ngoãng, chẳng cân đối chút nào. Đến tháng chạp, đùng một cái, thấy Mitka Kotsunov lù lù mò về. Một tuần sau là cả một sốc một sách những anh chàng cô giác trước kia ở trung đoàn 12. Miska Kosevoi, Prokhor, Zhukov, Andrei, con lão già kastulin epipitan maksaev Sinilin egor gã phedo buroskov mặt mũ nhân dân can mức bị lạc trung đoàn chuồn thẳng từ vronjezers về trên lưng con ngựa tuyệt đẹp lông vòng hởi tước được của một tên sĩ quan áo và trong thời gian rất dài gã cứ kể đi kể lại chuyện mình len lỏi qua những làng sụp sôi cách mạng của tỉnh vronjezerskaya chạy thoát ngay trước mũi những đội xích vệ. Vạn sự nhờ cả vào nước phi như gió của con ngựa chiến này. Sau gã, người ta thấy Merkulov, Petro và Nikolai Kustevoy trở về từ ngay trấn Kamenskaya. Cả ba đều trốn khỏi trung đoàn 27 hồi này đã theo Bolshevik. Bà gã đem về thôn cái tin Belekhov gần đây đóng ở trung đoàn dự bị số 2 đã ngả về phe Bolshevik và ở lại Kamenskaya. Gã Maximka Ryanov bán trời không văn tử với cái quá khứ ăn cắp ngựa cũng ở lại đấy trong trung đoàn 27. Tính chất mới mẻ của cái thời buổi hỗn quân hỗn quan vừa bắt đầu cùng các khả năng tự do kiếm trác đã hấp dẫn gã làm cho gã đi theo người Bonsevich. Thiên hạ đồn rằng Maximka đã kiếm được một con ngựa hình dáng cổ quái xấu hết chỗ nói, nhưng chạy nhanh và hăng cũng chưa từng thấy. Người ta nói rằng suốt dọc sống lưng con ngựa có một dải lông tự nhiên trắng như bạc, còn lông các chỗ khác đều đỏ lòm như lông bò trên cái thân không cao nhưng dài ngoẵng. Mọi người rất ít nói tới Grigory họ không muốn đả động tới chàng vì biết rằng chàng đã đi một con đường khác với bà con trong thôn sau này có cùng về với nhau nữa không thì hiện giờ chưa biết sao mà nói nhà nào có người trở về hoặc là chủ gia đình hoặc là người khách được mong đợi thì đều vui như tết niềm vui đó càng tô đậm hơn càng làm nổi bật một cách tàn nhẫn hơn nỗi đau buồn âm ỉ mọc dễ trong lòng những người vĩnh viễn bị mất những người thân thích ruột thịt. Nhiều gã cô giác không bao giờ về nữa. Họ đã giải thay trên các cánh đồng Galisti, Bukovin, Đông Phổ, Prikapat, Rumani. Xác họ đã nằm lại những nơi ấy, đã thối giữa dưới lời ai điếu của hỏa lực pháo binh. Và hiện nay, những nấm mồ chung đã mọc đầy cỏ dại, mặc cho mưa dập tuyết vùi biết bao nhiêu người đàn bà cô sắc đầu tóc rũ rượi chạy ra ngõ, đưa tay lên che mắt ngóng trông. Nhưng đâu còn được hưởng cái phúc gặp lại những người yêu dấu của lòng mình. Dù những cặp mắt sưng hút và nhòa bờ này có đổ bao nhiêu nước mắt, nỗi đau buồn cũng không bao giờ rửa sạch được. Dù trong những ngày rỗ ngày cầu vong, người ta có kêu gào đến mấy, gió đông cũng chẳng đưa nổi những tiếng la khóc tới Galicia và Đông Phổ, tới những nấm bổ chung lún siêu lún vẹo. Cỏ mọc dần đầy mồ, thời gian cũng lấp dần những nỗi bi thương. Gió liếm sạch dần vết chân của những người ra đi. Thời gian cũng xoa dịu dần những vết thương dỉ máu, xóa nhòa cả ký ức những người mong mãi chẳng thấy người thân yêu trở về mà đợi sao được mãi, vì cuộc đời con người vốn ngắn ngủi. Số phận có dành phần cho mỗi người chúng ta được dẫm trên đường nhiều cỏ lắm đâu. Nhìn thấy em chồng là mắc Chin về nhà vuốt ven người vợ đang thai ngén, đựng nịu và chia quà cho các con. Mụ vợ của gã Prokhor Sambin hết đập đầu bình bịch xuống nền đất rắn, lại nhe răng gặm mặt sàn đất người mẹ cứ vật vã lăn lộn dưới đất trong khi đàn con nhỏ lốc thốc đứng bên như một bầy cừu chúng dương tròn những cặp mắt kinh hoàng khóc thét lên nhìn mẹ hỡi người đàn bà đáng thương mụ cứ giật đất cổ chiếc áo lót cuối cùng đi cứ dứt cho hết những sợi tóc xác xơ vì cuộc sống vất vả đau khổ cứ cắn đến chảy máu cặp môi dập nát cứ vặn đến gãy hai bàn tay méo mó tàn tật vì lao động cứ đập đầu xuống đất bên ngưỡng cửa căn nhà quạnh hiu đi. Nhà mụ không có chủ nữa rồi. Mụ không có chồng nữa rồi. Đàn con nhỏ của mụ không có bố nữa rồi. Mụ hãy nhớ rằng cả mụ lẫn những đứa con côi cút của mụ đều không có ai vuốt ve nựng điệu nữa đâu. Sẽ không có ai giải thoát cho mụ khỏi những công việc ngập đầu, khỏi cảnh bình hàn cơ cực và đêm đêm khi mụ mệt đứt hơi gục xuống sẽ không có ai áp đầu mụ vào ngực mà nói với mụ những lời xưa kia mụ thường được nghe đừng đau buồn nữa anika chúng ta sẽ sống qua thời cơ cực này mụ sẽ không có chồng nữa và công ăn việc làm cảnh nghèo đói và đàn con sẽ làm cho mụ héo hon đần độn mấy đứa con của mụ quần chẳng kín đùi áo để hở ngực rớt rãi bẩn thỉu từ nay không có bố nữa rồi. Mụ sẽ phải tự tay cày lấy, bừa lấy, sẽ phải thở dốc vì làm việc quá sức. Sẽ phải tự tay xúc hất lúa trên máy gạt xuống Rồi lại bốc lên xe Sẽ phải tự tay cầm cái đinh ba Xúc những bó lúa nặng như cùm lên Để cảm thấy phía dưới bụng Như có cái gì bục ra Rồi mụ sẽ co rúm người Sẽ băng huyết dưới những mảnh rẻ rách che thân bà mẹ của Alexei bệt nhát, dở lại gói quần áo lót cũ của thằng con, âm thầm nhỏ những giọt nước mắt hiếm hoi cay đắng, cố được người thấy chút hơi thừa của con. Nhưng chỉ có tấm áo lót cuối cùng mà Miska Kosevoi mang về hộ còn giữ được trong những nếp vải mùi mồ hôi của Alexei. Bà già áp mặt vào tấm áo, lào đảo rên rỉ kể khổ nước mắt của bà làm loang lộ cái áo sơ mi nhà binh bẩn thỉu bằng vải bông. Các gia đình Manukov, Afonka Oderov, Eblanchi Kalinin, Likovidov, Emakov và nhiều gia đình cô giác khác đã mất người trụ cột. Riêng Stepan Astakhov là chẳng có ai khóc. Vì còn ai mà khóc nữa? Căn nhà, cửa sổ, cửa ra vào, đóng đình kín mít, chống huếch chống hoác, đã gần đổ rụi, ngày mùa hè non cũng âm u. Asinia vẫn ở bên Yangonoye. Bà con trong thôn vẫn ít nghe nói đến nàng như xưa. Còn nàng thì cũng chẳng nhòm ngó gì đến xóm làng, vì có lẽ còn gì mà lưu luyến nữa. Bọn cô giác các chấn biển trên của quân khu Donetsky kết thành đám đồng hương un un kéo nhau về nhà đến tháng Chạp thì binh sĩ ngoài mặt trận thuộc các thôn của trấn Vosenskaya đã về gần đủ. Suốt đêm suốt ngày, có những đoàn người ngựa từ 10 đến 40 người nghèo qua thôn Tatarsky tiến sang tả ngạn sông Đông. Các thầy quyền người đâu ta? Vài cụ già ra cổng hỏi. Có những tiếng trả lời. Vùng sông Chaknaya, Dimotna, Dubrovka, Resetovsky, ồ chúng tôi ở là dân dundarov đây dân grovkov đây dân alimov đây đánh đấm đủ rồi hay sao có cụ hỏi trầm trọng vậy những tên lính đứng đắn tính tình hòa nhã thì chỉ mỉm cười thôi đủ rồi các bố già ơi chán ngấy những chuyện đánh đấm rồi chúng tôi chịu tội chịu nợ xong rồi bây giờ về nhà đây còn những gã bạt mạng nhất hung hãn nhất thì vặc rầm lên một trận rồi bảo lão già này lão thử ra ngoài ấy mà xem rồi có cúp đuôi chuồn thẳng không làm gì mà như hỏi cung thế can chi đến lão ôi sao ở đây nhiều cái hạng như lão thế này lắm mồm quá đến cuối mùa đông những bầm bóng của nội chiến đã bắt đầu trồi lên ở novotchakask nhưng ở vùng thượng lưu sông đông các thôn các chấn vẫn chết lặng như bãi tha ma chỉ trong các gia đình là có những chuyện xích mích ngấm ngầm đôi khi cũng nổ ra cho bên ngoài biết kẻ già cả không ăn ý với bọn vừa mặt trận trở về về chuyện chiến sự đang sôi sục ở gần thủ phủ tỉnh quân khu sông đông người ta mới chỉ nghe phong thanh người ta mơ hồ đoán mò về các trào lưu chính trị vừa xuất hiện người ta nghe ngóng chờ đợi những việc xảy ra cho tới tháng riêng thôn tatarski vẫn còn được sống bình an vô sự sau khi ở mặt trận trở về bọn cô giác nghỉ ngơi có vợ kè kè bên cạnh ăn uống phè phỡn nhưng họ biết đâu rằng tai ương hoạn nạn đang rình họ ngay ở ngưỡng cửa mà lần này sẽ còn ghê gớm hơn nhiều so với những điều họ đã phải chịu đựng trong cuộc chiến tranh vừa qua. Tháng riêng năm 1977, Grigori Melekhov được đề bạt thiếu úy do những biểu hiện xuất sắc trong chiến đấu và được cử làm trung đội trưởng trung đoàn hậu bị số 2. Đến tháng 9, sau khi bị viêm phổi, chàng được nghỉ phép. Chàng về sống ở nhà một tháng rưỡi, rồi đến khi đã lại người chàng qua ủy ban quân y của quân khu kiểm tra và lại được cho về trung đoàn cũ. Sau cuộc chính biến tháng 10, Grigori được đề bạt làm đại đội trưởng. Thời kỳ này có thể ăn khớp với sự chuyển biến trong tâm tư của chàng. Chuyển biến này là hậu quả của những sự kiện nổ ra chung quanh và một phần do ảnh hưởng của việc đi lại với một sĩ quan cùng trung đoàn. Viên Trung úy Cô Giác Efim Itvarin. Grigori đã làm quen với Ivarin ngay hôm mới hết phép trở về đơn vị. Sau những lần va chạm thường xuyên với hắn trong công tác cũng như ngoài công tác, dần dần Grigori đã chịu ảnh hưởng của hắn lúc nào không biết. Efim Ivarin là con một gia đình cô giác khá giả ở chấn Gundrovskaya. Hắn được đào tạo ở trường Yunke ở Novochekatsk. Tốt nghiệp xong, được phái ra mặt trận tới trung đoàn Cô Giác Sông Đông số 10. Công tác ở đấy chừng một năm, và như là lời hắn nói, hắn đã nhận được một huân chương thánh gióc của sĩ quan trên ngực, cùng với 14 mảnh lựu đạn khắp người, ở những chỗ tiện nói cũng như những chỗ không tiện nói ra. Và cuối cùng, hắn rơi về trung đoàn hậu bị số 2 để sống nốt cuộc đời nhà binh chẳng lâu dài lắm của hắn. Ivarin là một con người có nhiều khả năng xuất sắc. Rõ ràng, hắn có tài, có trình độ học vấn vượt xa nhiều mức bình thường mà bọn sĩ quan cô giác thường có để đạt tới. Itvarin là một phần tử nhiệt liệt chủ trương dành quyền tự trị cho dân cô giác. Cách mạng tháng 2 đã làm hắn bị chấn động và đem lại cho hắn khả năng biểu hiện tài năng. Hắn liên lạc với các giới cô giác có xu hướng độc lập, vận động khéo léo cho thuyết quân khu sông đông hoàn toàn tự trị lập lại cái chính thể đã sẵn có trên vùng sông đông từ hồi dân cô giác còn chưa bị chế độ chuyên chế nô dịch hắn rất thuộc lịch sử tính tình sôi nổi nhưng đầu óc lại thông minh tỉnh táo hắn vẽ lên bức tranh rất đẹp đầy sức thuyết phục về cuộc sống tự do tương lai trên sông đông yêu dấu khi nào chính quyền thuộc về crook hình thức chính quyền cũ của vùng sông đông do dân cô giác tự bầu ra nhưng mà chỉ đại diện cho quyền lợi của các tầng lớp địa chủ quý tộc phú nông và tư sản nắm đầy đủ quyền hành khi nào trong địa giới tỉnh này không còn một người nga nào nữa khi nào dân cô giác đặt những đồn biên cảnh trên các biên giới quốc gia của mình sẽ nói năng ukraine nga và đại nga một cách bình đẳng không phải xum xe quỵ lụy và buôn bán trao đổi với họ. Ivarin đã làm mê mẩn đầu óc những tên cô giác, ngây thơ, chất phác và cả bọn sĩ quan ít học. Ngay đến Grigori cũng chịu ảnh hưởng của hắn. Đầu tiên, giữa hai người còn đổ ra những cuộc tranh cãi sôi nổi. Nhưng Grigori vốn là một anh chàng không có mấy chữ nghĩa. Vì thế so với đối phương, chàng chỉ là một kẻ tay không tất sắt và ivarin đã dễ dàng đánh cho grigori đại bại trong các trận khẩu chiến hai người thường tranh cãi với nhau trong một góc trại lính và cảm tình của những người nghe bao giờ cũng ngả về phía ivarin hắn đã làm cho bọn cô Giác phải thán phục với những lý lẽ hắn trình bày hắn phát ra bức tranh toàn cảnh về cuộc sống độc lập tương lai làm rung động những tình cảm thầm kín và sâu sắc nhất của phần lớn giới cô giác có của ăn của để ở vùng hạ du không có nước nga chúng ta sẽ làm thế nào mà sống được một khi ngoài lúa mì chúng ta chẳng có gì khác gregory hỏi ivarin kiên nhẫn giải thích ý tôi không muốn nói một vùng sông đông tự lập và tồn tại cô lập trên cơ sở liên bang tức là trên cơ sở liên hợp chúng ta sẽ chung sống với vùng Kuban, vùng Cherek và các thổ dân biển núi ở Kavkaz. Kavkaz giàu về các thứ khoáng sản. ở đấy chúng ta có thể kiếm được mọi thứ. Thế còn than đá? Ngay dưới tay ta có vùng mỏ đôn nhét đấy. Nhưng mà vùng mỏ đôn nhét thuộc về nước Nga kia mà. Vùng này thuộc về ai mà nằm trên lãnh thổ nào thì chuyện đó còn là vấn đề phải tranh luận. Nhưng ngay trong trường hợp vùng mỏ Đôn Nhét bị cắt cho nước Nga, chúng ta cũng chẳng mất gì mấy. Liên bang của chúng ta sẽ không dựa trên cơ sở nông nghiệp. Bản chất vùng chúng ta là một vùng nông nghiệp, muốn có than để cung cấp cho nền công nghiệp nhỏ bé của chúng ta. Chúng ta sẽ mua của nước Nga. Không riêng than mà nhiều thứ khác nữa cũng sẽ phải mua của nước Nga. Gỗ này, những sản phẩm công nghiệp này, kim khí này, vân vân Để đổi lại, chúng ta sẽ cung cấp cho họ lúa mì thượng hảo hạng, dâu lửa. Nhưng... Chúng ta tách khỏi nước Nga thì có lợi gì? Ồ, lợi hẳn đi chứ. Trước hết nhé, sẽ thoát khỏi quyền giám hộ chính trị. Sẽ khôi phục lại cái chế độ cũ đã bị các vua Nga thủ tiêu. Chúng ta sẽ tống cổ tất cả các tên ngụ cư ở ngoài đến. Khoảng 10 năm nữa, chúng ta sẽ phát triển nền kinh tế của chúng ta sẽ giàu lên gấp 10 lần bây giờ bằng cách nhập máy móc từ nước ngoài. Đất này là đất của chúng ta, đã được tưới bằng máu của tổ tiên chúng ta, đã được bón bằng xương cốt tổ tiên chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại bị nước Nga chinh phục và 400 năm nay đã đi bảo vệ quyền lợi cho nước Nga mà chẳng nghĩ gì đến mình cả. Chúng ta có những đường ra biển, chúng ta sẽ có một đội quân hết sức hùng mạnh, hết sức có khả năng chiến đấu. Không nói gì đến Ukraine, ngay nước Nga cũng sẽ không dám động đến quyền độc lập của chúng ta. Với thân hình tầm thước, cân đối rộng vai, Ivarin là một gã cô giác điển hình. Bộ tóc xoăn vàng vàng màu lúa kiểu mạch chưa chín hẳn, nước da bánh mật, cái chán trắng xuôi xuôi, nắng chỉ làm dám hai bên má, in lại một đường hẳn nở ngang hai hàng lông mày trắng phách. Hắn nói bằng một giọng nam cao rất dễ thương. Và trong khi nói, hắn có cái tật cứ dương gãy hàng lông mày bên trái và động đậy một cách rất đặc biệt cái mũi gãy sống không to lắm. Vì thế, người ta có cảm tưởng như bao giờ hắn cũng đánh hơi một cái gì. Bước đi của hắn cương nghị, vẻ tự tin trong dáng người cũng như trong cặp mắt màu hạt rẻ nhìn rất thẳng thắn làm cho hắn khác hẳn những tên sĩ quan khác trong trung đoàn. Các binh sĩ cô giác rất kính trọng hắn, có lẽ còn kính trọng hắn hơn là cả viên trung đoàn trưởng. Ikvarin chuyện trò với Grigori ngày nọ qua ngày kia và dần dần Grigori cảm thấy rằng chỗ dựa chân của mình gần đây còn chắc chắn thế mà nay lại lung lay rồi. Cảm giác của chàng hồi này đại khái cũng giống như hồi ở Moscow. Qua những cuộc tiếp xúc với Gransha ở bệnh viện mắt. Cuộc chính biến tháng 10 đổ ra không được bao lâu thì giữa Grigori và Ivarin đã có cuộc trò chuyện dưới đây. Grigori đang bị những mối mâu thuẫn trong lòng làm tình làm tội, bèn hỏi dò một cách thận trọng về người Bolshevik anh nghe phim Ivan này. Anh thử bảo, theo anh thì bọn Bolshevik, cách suy nghĩ của họ đúng hay sai? Ivarin cười khà khà, dương gãy hẳn bên lông mày, cái mũi nhăn lại rất buồn cười. Cách suy nghĩ của chúng đó à anh bạn thân bến của tôi. Anh cứ như một thằng bé Mới lọt lòng của ừ. chính biến tháng 10 đổ ra không được bao lâu thì giữa Grigori và Ivarin đã có cuộc trò chuyện dưới đây. Grigori đang bị những mối mâu thuẫn trong lòng làm tình làm tội, bèn hỏi dò một cách thận trọng về người Bolshevik. Anh nghe phim Ivanus này, anh thử bảo, theo anh thì bọn Bolshevik, cách suy nghĩ của họ đúng hay sai? Ivarin cười khà khà, dương gãy hẳn một bên lông mày, cái mũi nhăn lại rất buồn cười. Cách suy nghĩ của chúng đó, ha, anh bạn thân mến của tôi, anh cứ như một thằng bé mới lọt lòng á. Bọn Bolshevik, chúng đó có cương lĩnh chính trị, có mục đích và ước mong của chúng đó. Bọn Bolshevik đúng theo quan điểm của chúng đó, còn chúng ta thì đúng theo quan điểm của chúng ta. Thì anh có biết đảng của bọn Bolshevik có cái tên cúng cơm là gì không? Không biết à? Sao lại không biết nhỉ? Là đảng công nhân xã hội dân chủ Nga. Anh hiểu chưa? Công nhân bây giờ thì chúng nó ve vãn cả nông dân lẫn người cô giác nhưng cơ sở của chúng nó vẫn là giai cấp công nhân chúng nó đem lại cho giai cấp này sự giải phóng còn nông dân thì chúng nó đem lại cho họ một sự nô dịch mới mà lần này có lẽ còn tệ hại hơn trước kia là khác ấy. trên đời này thường không phải tất cả mọi người đều được sống như nhau nếu bọn bolshevik chiếm phần thắng thì công nhân sẽ sung sướng, còn các thành phần khác phải chịu khổ. Nếu chế độ quân chủ được phục hồi, thì bọn địa chủ cùng một số người khác sẽ sung sướng, ngoài ra đều phải chịu khổ. Cả bọn Bolshevik lẫn chế độ quân chủ, chúng ta đều không cần. Chúng ta chỉ cần cái gì của chúng ta, và trước hết là sự giải thoát khỏi mọi quyền giám hộ, dù là của Kognilov, Kerensky hay Lenin. Không có các vị ấy, chúng ta vẫn sống được như thường trên đồng ruộng của chúng ta kia mà. Ôi lạy chúa tôi, xin người hãy giải thoát chúng con khỏi những người bạn. Còn với các kẻ thù thì chúng con sẽ có thể tự tay đối phó. Nhưng mà, phần lớn anh em cô giác đều ngả theo bọn Bolshevik. Anh có biết thế không? Riska anh bạn thân mến, anh phải nhớ lấy điều này. Một điều căn bản đấy, trong tình thế trước mắt, cô giác, nông dân và Bolshevik đều đi cùng một đường. Anh có biết vì sao không? Vậy thì sao? Vì rằng... Itvarin vặn vẹo cái mũi, nắn cho tròn lại rồi phá lên cười. Vì rằng bọn Bolshevik chủ trương hòa bình, hòa bình ngay lập tức. Còn dân cô giác thì đang bị chiến tranh ngồi trồm trỗm lên chỗ này này. Hắn tự tay phát đánh đét một cái vào cái gáy rám nắng to đần đẫn hạ bằng bên lông mày từ nãy dương cao nhưng ngạc nhiên rồi quát lên vì thế dân cô giác mới nặc mùi bolshevik mới gióng bước theo bolshevik như thế chứ hệ mà chiến tranh kết thúc hệ bọn bolshevik vươn tay đòi chiến đất đai của dân cô giác là con đường của dân cô giác và của bọn bolshevik sẽ tách ra hai ngả Chuyện đó hoàn toàn có cơ sở và không thể tránh khỏi trong quá trình lịch sử. Giữa nếp sống cố giác hiện nay và chủ nghĩa xã hội, tức là kết quả của cách mạng Bolshevik, có một cái hố không thể nào vượt qua. Thú thật là... Grigori lầu bầu, giọng âm thầm. Thú thật là... Tôi chẳng hiểu gì cả. Trong vấn đề này, tôi tìm hiểu khó khăn quá cứ dò dẫm như trong cơn bão tuyết giữa đồng cỏ. Anh, anh sẽ không lẩn tránh được vấn đề ấy đâu. Cuộc sống sẽ bắt anh phải tìm hiểu cho ra, và không những chỉ bắt buộc mà còn cưỡng bức anh, xô anh sang một phía nào đó. Câu chuyện trên đây, hai người đã nói với nhau vào một ngày cuối tháng 10. Nhưng đến tháng 11, Grigori đã ngẫu nhiên được gặp một người cô giác khác người này sẽ đóng một vai trò không nhỏ trong lịch sử của cách mạng ở vùng sông Đông. Grigory đã được gặp Fedor Pochenko và sau một thời gian dao động ngắn ngủi, cái chân lý trước kia lại chiếm phần thắng trong tâm hồn chàng. Hôm ấy mưa lất phất từ giữa trưa, lúc sắp hoàng hôn, trời quang dần. Grigory quyết định sang thăm nhà Rodop, một người cùng chấn làm chuẩn úy ở trung đoàn 28. 15 phút sau, chàng đã chùi ủng lên tấm thảm đặt ở hành lang, gõ cửa phòng rốt đốt. Trong phòng đầy những quả vả héo gầy, đồ đạc đều cũ kỹ. Ngoài chủ nhân, còn có một người cô giác khỏe mạnh người chắc địch, đeo lon quản pháo binh ngự lâm, ngồi quay lưng ra cửa sổ, trên chiếc giường gập của sĩ quan người ấy gù gù cái lưng giang rộng hai chân trong cái quần đi ngựa ống rộng bằng dạ đen hai bàn tay đầy lông đỏ to như hai cái bàn và đặt trên hai đầu gối vừa tròn vừa to chiếc áo quân phục bó chặt lấy cái lưng cánh phản nhăn nhúm ở hai bên nách có vẻ như sắp bục ra đến nơi trên bộ ngực nở nang căng tròn nghe tiếng cánh cửa cọt kẹt người ấy quay cái cổ ngắn trùn chũn đầy sức sống lãnh đạm nhìn qua grigory rồi lại chôn sâu cái ánh lạnh như tiền của cặp đồng tử trong hai kẽ mắt ti hí giữa những bí mắt húp hít các cậu làm quen với nhau đi đây là griska gần như láng giềng của mình đấy còn đây là potchenkov ở uster grigory và potchenkov lặng lẽ bắt tay nhau Grigory vừa ngồi xuống vừa mỉm cười nói với chủ nhà. Ôi, mình làm bẩn cả sàn nhà, cậu không la mình chứ? Đừng lo, đừng lo, bà chủ nhà sẽ lau. Nào, thế uống nước trà nhé. Chủ nhà là một người nhỏ bé luôn luôn động chân động tay như con chạch. Anh ta gõ những móng tay ám khói thuốc lá vàng khè lên chiếc samova rồi than phiền. Phải uống trà nguội đấy, mình không uống đâu. Cậu đừng bận tâm. Grigory mời Pochankov hút thuốc lá. Pochankov đưa mấy ngón tay chuối mắn đỏ tía ra, cố lấy một trong điếu thuốc lá trắng muốt xếp thành nhà hàng rất chặt, nhưng mãi không lấy được ra. Anh ta ngượng ngùng đỏ mặt, nói giọng bực bội. Chà, điếu thuốc chết tiệt. Chẳng làm thế nào mà lôi cổ mày lên được. Nhưng cuối cùng, Pochankov cũng đẩy được một điếu lên nắp hộp thuốc rồi tươi cười nheo mắt ngước nhìn Grigory, hai con mắt cười non càng tí hí hơn. Grigory cảm thấy thích cái vẻ xuề xòa thoải mái của Potencuk, bèn hỏi: "Ngài ở thôn nào?" "Tôi vốn chôn rau cắt rốn ở thôn Krutovsky Potencuk vui vẻ trả lời: "Tôi đã ở đấy cho đến khi khôn lớn, nhưng thời gian gần đây Tôi sống ở thôn Uster Kalinovsky. Thế ngài có biết thôn Krutovsky không? Chắc hẳn là cũng có nghe nói chứ. Đại khai nằm sát bên cạnh trấn Elanskaya đấy. Thế anh có biết thôn Plesakovsky không? Phải, đi qua thôn này là sang ngay thôn Matveev đấy. Còn ngang với nó đã là thôn Chikunovsky của trấn chúng tôi. Và nếu đi quá nữa thì tới hai thôn của chúng tôi thượng và hạ Krutovsky suốt cuộc nói chuyện Potchenkov cứ gọi Grigory khi là anh khi là ngài giọng rất tự nhiên và thậm chí lúc đã quen hơn có lần anh còn đặt bàn tay nặng trịch lên vai Grigory Potchenkov có khuôn mặt rất to hơi rỗ hoa cạo nhẵn nhủi hàng ria bóng nhảy được xoắn lên rất cẩn thận Làn tóc ơn ướt trải bượt ra đến sát hai vành ta nho nhỏ thì bồng lên món tóc mai bên trái hơi xoăn khuôn mặt ấy có vẻ cũng dễ gây ấn tượng dễ chịu nếu không có cái mũi gồ rất to và cặp mắt thoạt nhìn thì hai con mắt potchenkov cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng sau khi nhìn kỹ grigori hầu như cảm thấy một sức nặng như trì ở trong đó nhỏ như hai viên đạn ghém hai con mắt ấy long lanh trong hai kẽ mắt hẹp như hai cái lỗ châu mai áp đảo những con mắt nó bắt gặp và cứ nặng nề dán mãi vào một điểm Grigori tò mò ngắm potchenkov nhận thấy anh ta có một nét đặc biệt là hầu như không nháy mắt bao giờ trong khi nói chuyện hai con mắt không vui của potchenkov cứ dồn ép đối phương đồng thời truyền từ vật này sang vật khác nhưng hai hàng bi cháy nắng ngắn cuộn lúc nào cũng hạ xuống và không động đẩy. Thỉnh thoảng, Potchenkov lại hạ hai mí mắt mọng mọng, rồi lại bất thần ngước lên. Và hai con mắt, nòm như hai viên đạn ghém, lại quét lên mọi vật chung quanh. Thú vị thật, hai người anh em mà. Grigori bắt đầu nói với chủ nhà và Potchenkov. Chiến tranh chấm dứt, chúng ta sẽ sống theo cách khác radar cầm quyền ở ukraine còn ở vùng chúng ta thì có group quân khu ataman keledin vochenkov khẽ chữa lại đằng nào thì cũng thế thôi có khác gì đâu kể ra cũng chẳng có gì khác vochenkov đồng ý bây giờ thì chúng ta dạp đầu làm cái lễ vĩnh biệt nước mẹ nga Grigori tiếp tục nhắc lại các luận điệu của Itfarin, cố dò xem Drodov và anh quản đại đội pháo ngự lâm này có thái độ như thế nào đối với những chuyện đó. Chính quyền của chúng mình, trật tự của chúng mình, tống cổ hết bọn khô kho ra khỏi các vùng đất cô giác. Chúng ta sẽ vạch rõ biên giới và đừng có kẻ nào bén mảng tới. Chúng ta sẽ sống như tổ tiên chúng ta trước kia đã sống. Tôi thấy cách mạng đang giúp chúng ta một tay. Cậu thấy thế nào, rốt đốt? Chủ nhà ngọ nguậy vài cái rất nhanh, mỉm cười. Tất nhiên, rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Bọn music đã làm chúng ta mất hết sức lực. Vì chúng đó, chúng ta không thể sống được nữa. Cái kiểu quỷ quái gì mà tất cả những thằng Ataman nhiệm mệnh đều là những thằng cha căng chú kiết nào đó người Đức. Hết phun tao kê, lại phun grab b cùng những đứa đại loại như thế cả. Có bao nhiêu ruộng đất đều đem cắt hết cho những thằng sĩ quan cao cấp ấy. Bây giờ chỉ mong thở được một chút. Thế nước Nga sẽ chịu để như vậy hay sao? một tranh cốp khẽ hỏi nhưng không rõ anh ta nói với ai. Có lẽ cũng đến phải chịu thôi. Grigory nói chắc. Và rồi cũng sẽ chẳng có gì đổi khác. Vẫn cùng một thứ súp bắp cải, chỉ có phần loãng hơn một chút. Sao lại như thế được? Nhưng đúng là như thế đấy. Puchankov đảo nhanh hai con mắt xuyên thấu như đạn ghém rồi nặng nề nhìn thẳng vào Grigori. Bọn Ataman sẽ lại làm nhục nhân dân, làm nhục người lao động như xưa. Anh ấy, sẽ lại phải đứng nghiêm cứng người trước mặt mọi hạng quan lớn quan bé và chúng nó sẽ lại quát vào mặt anh. Cũng vẫn cứ như thế thôi. Cả một cuộc sống tuyệt đẹp, đeo lấy tảng đá vào cổ rồi đứng bên bờ sông mà nhào đầu xuống còn hơn. Grigori đứng dậy, chàng bước những bước dài trong căn phòng chật hẹp, vài lần chạm cả vào hai đầu gối rang rộng của Potchenkov. Cuối cùng, chàng đứng lại trước mặt anh ta và hỏi, Thế vậy thì phải làm thế nào bây giờ? làm đến cùng thôi đến chỗ tận cùng nào đã bắt đầu cày thì phải đi cho hết luống chứ một khi đã lật đổ vua nga và bè lũ phản cách mạng rồi thì phải cố hết sức trao chính quyền cho nhân dân còn cái chuyện anh vừa nói thì chỉ là những điều hoang đường chỉ là trò dỗ trẻ xưa kia bọn vua nga đã bóp nghẹt chúng ta bây giờ không còn vua nga nữa thì lại có những kẻ áp bức mà lại còn tồi tệ hơn nữa là khác ấy. Thế ý anh phải là như thế nào, Pochenkov? Hai con mắt đạn ghém nặng như khóc, ngước lên, lại nhìn quanh nhìn quẩn trong căn phòng chật hẹp cố kiếm một chỗ thoáng. Chính quyền nhân dân, chính quyền được bầu ra, hệ lọt vào tay bọn tướng tá là lại có chiến tranh. Mà chúng ta thì chẳng cần đến chiến tranh làm gì, làm thế nào cho khắp mọi nơi trên thế giới đều thiết lập được những chính quyền như thế để nhân dân khỏi bị áp bức bóc lột khỏi bị xua đi đánh nhau nếu không thì sẽ thế nào cái quần đã bục đũng rồi thì lộn mặt trái nó vẫn cứ là cái quần bục đũng cốp, vỗ đánh bộp một cái hai bàn tay xuống đầu gối hé hai hàm răng chuột sát xin xít mỉm cười chua chát Đối với thời cổ xưa, chúng ta liệu mà kính chi viễn nhi, nếu không sẽ bị lôi cổ và cái chồng còn tệ hại hơn cả thời vua Nga cho mà xem. Nhưng mà thế ai sẽ cai trị chúng ta? Chúng ta sẽ cai trị chúng ta. Putchankov sôi nổi. Chúng ta sẽ giành lấy chính quyền vào tay mình. Phải như thế mới được. Chỉ cần cái dây đai thắng vào chúng ta được nới ra một chút. Còn chuyện tống cổ bọn Kaledin thì chúng ta có thể làm được. Grigori đứng lại trước khung cửa sổ lấm tấm những giọt nước như đổ bổ hôi. Chàng nhìn ra phố, xem một đám trẻ nhỏ đang chơi một trò gì rắc rối lắm. Dù lại nhìn cái mái ướt đẫm của mấy ngôi nhà trước mặt và những cành màu xám nhạt của vài cây dương đen trong vườn hoa tai chàng không còn nghe thấy Rodop và Potchenkov tranh cãi với nhau những gì nữa. Chàng đang đau khổ cố gỡ cả một mớ những ý nghĩ dối như bỏng bong để nghĩ cho ra một điều gì đó để quyết định sẽ làm như thế nào. Chàng đứng như thế chừng 10 phút và lặng lẽ vẽ lên khung kính hai chữ đầu tên mình và tên bố lồng vào nhau. Bên ngoài cửa sổ, trên mái một căn nhà thấp lè tè, vầng mặt trời héo hon của ngày sắp sang đông đang âm ỉ tắt dần trong giờ phút hoàng hôn nom như là bị đặt đứng trên đường sống mái hoen rỉ với màu đỏ rực ướt át và có cảm tưởng như nó sắp sửa mất thăng bằng và lăn lóc cóc xuống bên này hoặc là bên kia của mái nhà trong công viên thành phố lá cây bị mưa đập rụng loạt xoạt và những làn gió mỗi lúc một hung dữ ập tới từ Ukraine, từ Lugansk cứ lồng lộn hoành hành trong chấn. Novo đã trở thành trung tâm thu hút tất cả những kẻ chạy trốn trước cuộc cách mạng Bolshevik. Các viên tướng to đầu trước kia nắm quyền sinh quyền sát trong quân đội Nga vừa tan vỡ đã chuồn đến vùng hạ lưu, hòng có được sự ủng hộ của những tên phản động của vùng sông Đông và âm mưu dựa vào căn cứ đầu cầu này để triển khai và tiến hành trận tấn công vào nước Nga Xô Viết. Ngày 2 tháng 11, tướng Alexeyev đến Novochakask cùng đi có viên thượng úy kỵ binh Sapron. Sau khi thảo luận với Kaledin, lão bắt tay vào tổ chức những đội quân tình nguyện cốt cán của tập đoàn quân tình nguyện tương lai gồm những tên sĩ quan, học sinh sĩ quan, những nữ đội viên tiểu đoàn cảm tử, những sinh viên học sinh chạy từ phương Bắc về, những phần tử phản bội giai cấp trong các đơn vị bộ binh, những tên cô giác phản cách mạng, hoạt động hung hăng nhất, và những kẻ đơn giản chỉ tìm cơ hội mạo hiểm và lương bổng cao. Trong đó có cả những tên trước kia đã theo Kerensky. Đến ngày cuối tháng 11 thì các tướng Denikin, Lukomsky, Markov, Edeli lục tục mò đến. Hồi này hàng ngũ của Alexev đã có hơn ngàn tay súng. Ngày mùng 6 tháng 11, Kognilov xuất hiện ở Novocherkassk. Trong khi đi đường, hắn đã rời bỏ đoàn hộ tống toàn lính Turkestan, rồi cải trang lần tới địa giới vùng sông Đông. Trong thời gian đó, Kaledin đã kịp điều về vùng sông Đông gần như tất cả các trung đoàn cô giác trước kia ở hai mặt trận Rumani và Áo Đức, đem bố trí dọc theo tuyến đường xe lửa lớn Novocherkassk, Chakovo, Rostov, Chikorikaya. Nhưng binh sĩ cô giác mệt mỏi sau ba năm chiến tranh đã từ mặt trận trở về với cả một tinh thần cách mạng. Vì thế, họ không tỏ ra thích thú với chuyện đánh nhau với quân Bolshevik trong thành phần các trung đoàn hầu như chỉ còn lại một phần ba số lính kỵ binh bình thường. Các trung đoàn còn giữ được nhiều thực lực nhất, 27, 44 và hậu bị số 2 đóng ở trấn Kamenskaya. Trung đoàn ngự lâm Atamansky và trung đoàn ngự lâm Kozak cũng kịp thời điều từ Petrograd về đây các trung đoàn 58, 52, 43, 28, 12, 29, 35, 10, 39, 23, 8, 14 và các đại đội pháo 6, 32, 28, 12 và 13 bị điều từ mặt trận về được bố trí ở Chakovo, Minlerovo, Likhaya, Glubokaya, Zverovo và cả trong khu mỏ. Các trung đoàn biên chế toàn dân cô giác ở hai khu, Kubecki và Uster mewediski kéo đến các ga Filonovo, Uripinskaya, Sebrikovo đóng lại ở các nơi đó ít lâu rồi tan rã dần. Gia đình làng xóm đang có sức hút không sao cưỡng lại được và không có một sức mạnh nào có thể ngăn giữ được bọn cô giác trong cái đà tự nhiên lao về nhà của họ. Trong số các trung đoàn sông Đông chỉ có ba sư đoàn 1, 4 và 14 là Petrograd, nhưng họ ở lại đấy cũng không lâu. Kaledin đã toàn biên chế lại một số đơn vị đặc biệt đáng tin cậy hoặc bố trí những đơn vị vững vàng nhất để cách ly các đơn vị đó. Đến cuối tháng 11, khi lần đầu tiên lão thử điều những đơn vị ở ngoài mặt trận về đến tấn công thành phố cách mạng Rostov. Nhưng khi đến Aksaikaya, anh em cô Giáp đã cưỡng lệnh không tấn công rồi quay trở về. Công việc tổ chức được triển khai rộng rãi nhằm vá víu các chi đội rẻ rách đã đem lại kết quả. Ngày 27 tháng 11, Kaledin đã có thể bượn thêm lực lượng của Alistair mở những cuộc chiến đấu với những chi đội tình nguyện vững vàng. Trước đó, lão đã thu thập được vài tiểu đoàn. Ngày bồng 2 tháng chạp, Rostov bị những đơn vị tình nguyện đánh chiếm. Từ khi lốp tới đây, trung tâm tổ chức của tập đoàn tình nguyện đã được chuyển đến thành phố này. Kaladin còn lại một mình. Lão tung các đơn vị Giác ra đóng dọc theo các địa giới quân khu, cho tiến về phía Charychun và địa giới của tỉnh Saratovskaya. Nhưng để giải quyết các nhiệm vụ bức thiết, đòi hỏi phải đánh nhanh thắng nhanh lão chỉ dùng những chi đội du kích gồm toàn sĩ quan. Chính quyền quân khu mỗi ngày một lung lay rệu rã, chỉ còn có thể dựa vào các chi đội này. Để chấn áp thợ mỏ vùng Đôn Nhét, những chi đội vừa chiêu mộ xong đã bị điều tới. Viên đại úy Cô Giác, Trên Nhật Cốp, hoạt động trong khu vực Ma Ở đấy cũng có những phân đội của Trung đoàn Cô Giác Chính Quy 58 ở Novocherkassk, cũng vội vã tổ chức các chi đội của Semelitov, Grekov cùng đủ loại du kích. Về phía bắc trong khu Khopetsky, những tên sĩ quan và du kích được ghép lại thành cái gọi là chi đội Shenkaradin. Nhưng các đạo quân xích vệ đã kéo tới gần quân khu từ ba phía. Ở Kharkov, Voronezh đã tập kết dần những lực lượng sắp sửa ra đòn. Mây đã kéo tới đầy trời sông đông, mỗi lúc một dày, mỗi lúc một đen. Gió đã đưa từ Ukraine tới tiếng pháo binh gầm trong các trận chiến đấu đầu tiên. Vài đám mây phớt vàng, ượn những bộ ngực rất to lặng lẽ trôi bập bềnh như những con thuyền trên bầu trời thành phố Novocherkassk. Trong khoảng trời xanh cao tít ở bên trên, các đám mây đó ngay bên trên cái mái tròn sáng chói của tòa nhà thờ lớn có đám mây quyển trắng muốt loăn xoăn như lông cừu non treo lơ lửng không động đậy cái đuôi dài lê thê của đám mây lượn lờ xuống thấp dần và sáng lên hồng hồng bằng bạc ở một chỗ nào đó phía trên trấn krivanskaya mặt trời mọc cũng chẳng trói lọi gì lắm nhưng cửa sổ trên tòa lâu đài của lão ataman phản chiếu ánh sáng lại sáng rất gắt các mặt dốc trên các mái tôn các ngôi nhà sáng loá lên. Trận mưa hôm qua còn lưu vẻ ẩm ướt trên bức tường đồng thau tạc hình ép mát dâng về phía bắc, chiếc mũ miệng Sibia. Một trung đội lính cô giác đi chân không đang leo cây dốc Kresensky. Ánh nắng đùa giỡn trên các lưỡi lê lắp trên súng trường. Tiếng chân bước rành giọt nhưng chỉ đủ nghe thấy của toán lính cô giác hầu như không ảnh hưởng gì tới cảnh tịch mịch nhạy cảm của buổi sáng. Trong đó, năm thì mười họa mới có tiếng bước chân của một người đi bộ hay tiếng lọc sọc của một chiếc xe ngựa chở thuê. Sáng hôm sau, y chúc đi chuyến xe lửa Moscow về tới Novochekasker. Anh bước trên toa xe xuống sau tất cả mọi người, rồi vừa đi vừa sốc lại tà chiếc áo bành tô Dumisa Dông đã tàng tàng. Và cứ cảm thấy mình mất tự tin và ngỡ ngàng như thế nào ấy trong bộ quần áo thường dân này. Một tên sen đầm và hai cô gái trẻ đi đi lại lại trên sân ga. Hai cô ả à không hiểu có chuyện gì mà cười như nắc nẻ. Bun chúc đi vào thành phố. Chiếc vali rẻ tiền đã sờn rách khá nhiều kẹp dưới nách suốt chặng đường về một dãy phố ở ngoại ô, gần như không thấy một bóng người nào. Buôn trúc đi chéo ngang qua thành phố. Nửa giờ sau, anh dừng chân trước một căn nhà nhỏ gần đổ nát. Lâu lắm không được sửa chữa. Căn nhà nhỏ xíu trông thật là thảm hại. Thời gian đã đặt bàn tay thô bạo của nó lên căn nhà. Và dưới sức nặng của bàn tay ấy, mái nhà đã sụt, các bức tường xiên xẹo, các cửa chớp lung lay sọc sạch còn cánh cửa sổ thì nghiêng ngả tê liệt. Bun-chúc mở cửa hàng rào, bồi hồi đưa mắt nhìn quanh căn nhà và cái sân. Chó nằm thỏi đuôi, rồi vội vã bước lên thềm. Gần như một nửa khoảng hành lang chật hẹp đã bị chắn bởi chiếc dương to lù lù đựng nháo nhào đủ các thứ đồ nát hỏng. Bun-chúc đi mò trong bóng tối, van đầu vào một góc cái dương nhưng không cảm thấy đau. Anh giật mạnh cánh cửa. Trong căn phòng ngoài rất thấp, chẳng thấy có ai. Anh bước vào căn phòng thứ hai, cũng thấy vắng tanh, bèn đứng lại ở ngưỡng cửa. Cái mùi đặc biệt trong căn nhà, cái mùi quen thuộc một cách khủng khiếp đó làm bun trúc choáng váng. Bun trúc đảo mắt nhìn qua một lượt đồ đạc ở trong phòng. Một dãy những tượng thánh nặng nề bảy góc đẹp nhất của căn phòng chính. Cái giường, cái bàn nhỏ, cái gương cũ quá đầy những vết hoen ố treo ở trên bàn, những bức ảnh, vài chiếc ghế tựa lung lay kiểu viên, cái máy khâu, chiếc Sambuva dùng quá lâu đã mất hết vẻ hào nhoáng, đặt trên khoảng bếp lò xây nhô ra làm giường nằm. Tim buôn trúc, bất thần đập thình lình đau nhói. Anh thở khe khe như là bị bóp cổ. Anh quay người lại, quẳng chiếc vali xuống sàn ngó vào bếp. Trong đó, cái bếp lò sơn màu xanh lá cây to bè bè vẫn giữ vẻ hồ hởi đón khách như xưa. Một con mèo tam thể già nhìn ra từ sau tấm màn vải hoa xanh ra trời. Hai con mắt thông minh gần như mắt người của nó đầy vẻ ngạc nhiên. Có lẽ ít khi có khách đến thăm, bát đĩa chưa rửa còn bề bộn ở trên bàn. Cạnh đấy, trên chiếc ghế đầu có một cuộn len với những chiếc kim đan nhấp nhoáng lồng vào bốn góc của cái ống bít tất đang đan dở tám năm qua ở đây chẳng có chút gì thay đổi bun chúc có cảm tưởng như vừa mới ra khỏi nơi đây hôm qua anh chạy ra thềm từ trong cửa nhà kho ở cuối sân bước ra một bà cụ lưng gãy gập xuống vì những năm tháng đã sống cũng như vì những điều cụ đã phải chịu đựng mẹ chẳng nhẽ mẹ mình đây hay sao bun chúc chạy bổ tới môi run run anh giật cái mũ giả trên đầu xuống vo tròn trong tay bác cần tìm ai đây bác hỏi ai đây bà cụ không động đậy đặt một bàn tay lên hai hàng lông mày bạc phếch hỏi giọng lo lắng mẹ Bùn trúc buột kêu lên Giọng âm thầm Sao thế Mẹ Mẹ không nhận được con nữa ư Trong lúc chập chững chạy lại với cụ Vừa bước vừa vấp Bùn trúc nhìn thấy mẹ Nghe tiếng anh gọi lảo đảo như bị đánh Có lẽ Cụ cũng muốn chạy tới Nhưng còn sức đâu mà chạy Vì thế cứ lập cập đi vài bước một nhưng phải cố chống lại cơn gió ngược đến lúc cụ sắp quỵ xuống bun chúc mới kịp ôm lấy cụ để hôn khuôn mặt nhỏ nhoi nhăn nhúm hai con mắt mở đi vì hoảng hốt và sung sướng phát điên lên được cụ hấp háy con mắt một cách bất lực ilia thằng thằng ilia yêu quý của mẹ con trai con trai yêu quý của mẹ mẹ đã không nhận ra con ngay. Lại chúa tôi, thế mày ở đâu về thế này? Bà cụ vừa thều thào, vừa cố dướn thẳng người trên cặp chân suy nhược. Hai mẹ con cùng đi vào trong nhà. Và mãi đến giờ, sau những phút bồi hồi giao xuyến, Bun chúc mới cảm thấy khổ vì cái áo bành tô mặc của người khác. Cái áo chật quá, cứ bó lấy hai bên nách, làm mọi cử động đều vướng víu anh cởi nó ra khoan khoái cả người rồi ngồi xuống cạnh cái bàn mẹ thật không ngờ còn thấy mày sống sót trở về bao nhiêu năm trời biển biệt con yêu con quý của mẹ à mẹ nhận ra mày thế nào được nữa con đã lớn lên bao nhiêu đã giả đi như thế thế nào mẹ sống như thế nào hả mẹ bun chúc mỉm cười hỏi Bà cụ vừa kể lẻ huyên thuyên vừa luống cuống bấn lên làm việc này việc nọ. Hết thu dọn trên bàn ăn lại cho than vào Samova. Làm than lẫn với cả nước mắt bê bết cả trên mặt. Chốc chốc, cụ lại đến bên bun trúc vuốt vuốt tay anh hoặc đứng nét vào vai anh. Người run bần bật. Cụ đun nước tự tay gội đầu cho con và lục trong cái giương to lấy ra không biết từ xó nào những đồ lót cũ quá đã vàng khè cụ cho người khách quý ăn, rồi không rời mắt khỏi con trai. Cụ ngồi mãi đến nửa đêm hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, thỉnh thoảng lại gật gật đầu đau khổ. Bùn trúc nằm vào giường ngủ thì chuông đồng hồ nhà láng giềng đánh hai giờ. Anh vừa nằm xuống là thiếp đi ngay, quên hết cả hoàn cảnh hiện tại. Anh cứ tưởng mình như là vẫn còn là một thằng bé ngỗ nghịch như quỷ sứ, học sinh trường dạy nghề vừa chạy chơi một trận thà cửa về đến nhà là lan ra ngủ như chết và bà mẹ sắp sửa mở cửa bếp gọi với một giọng nghiêm khắc ilia bài ngày mai đã học thuộc chưa bùn trúc đã thiếp đi như thế với một nụ cười sung sướng trên môi từ lúc ấy cho đến khi trời hửng bà mẹ mấy lần đến bên con sửa lại chăn gối hôn vầng chán rộng có món tóc xõa chéo màu hạt rẻ nhạt rồi lại rón rén lui ra ngoài. Sang đến ngày thứ ba thì bùn trúc ra đi. Sáng hôm ấy, có một đồng chí bằng áo capote binh sĩ, đội chiếc mũ cát két mới tinh màu cất ngựa, đến tìm anh và dì dầm nói với anh không biết những gì. Bùn trúc bấn cả lên, vội vã xếp vali, ném một đôi áo lót mẹ vừa giặt lên trên, rồi nhăn mặt như chịu tội, cố lồng chiếc áo bành tô vào. Anh chào mẹ vài lời qua quýt, hứa rằng đi một tháng sẽ về. Ilya, con đi đâu thế? Con đi Rostov mẹ, đi Rostov. Con đi sẽ về ngay thôi mà. Mẹ, mẹ đừng buồn nhé. Anh cố an ủi bà cụ. Bà mẹ hấp tấp tháo trên cổ bà cây thánh giá nhỏ đeo tùy thân. Hôn con trai, hôn cây thánh giá. Rồi lồng cây thánh giá vào cổ buôn chúc cụ sửa lại cây thánh giá trên cổ áo buôn trúc những ngón tay run bần bật lạnh như châm kim vào da anh còn đeo lấy nhá Ilya thánh giá của thánh Nikolai Mierlicina lại đức thánh nhân từ cứu nạn xin người cứu vớt bênh vực nó chở che bảo vệ nó con con chỉ có một mình nó thôi bà cụ lẩm bẩm hai con mắt bừng bừng cứ nhìn chằm chằm vào cây thánh giá. Rồi cụ ôm chầm lấy con trai, cụ không hìm giữ được tình cảm của mình nữa. Hai bên mép run run chảy xệ xuống một cách cay đắng. Như nước mưa xuân, giọt nước mắt ấm ấm rơi xuống bàn tay lông lá của Bun Chúc, rồi lại giọt nữa. Bun Chúc gỡ hai bàn tay mẹ trên cổ mình, rồi cau mày chạy vùng ra thềm. trong nhà ga Rostov người chen chúc như nêm dưới sàn màu thuốc lá và vỏ hướng dương ngập đến mắt cá trên quảng trường nhà kha binh lính của đơn vị đóng quân trong thành phố ra bán quần áo nhà binh thuốc lá các đồ ăn cắp đám người tứ chiến đủ các dân tộc từ từ di động ồn ồn như vỡ chợ cảnh tượng này rất bình thường đối với các thành phố ven biển miền nam thuốc lá asmolov đây thuốc lá Asmolov bán lẻ đây. Một thằng bé bán thuốc lá réo lên. Thưa ngài công dân, tôi chỉ xin rẻ thôi. Một thằng cha người châu Á, dáng điệu khả nghi, khẽ nói sát tay buồn chúc. Giọng bồi trài và đưa mắt xuống cái gì phồng phồng dưới táo capot của hắn. Hạt hướng dương giang đây, giang nóng giòn đây. Đây có hạt hướng dương bán đây, một đám đàn bà con gái giao đủ cắt giọng ngay ở cửa ga. Năm sáu anh chàng thủy binh hắc hải bồm miệng bô bô cười khà khà đi len giữa đám người. Tất cả đều mặc đại lễ phục, khuy vàng, dây đeo lòng quàng. Những cái quần ống rộng thùng thình lệt xệt trên bùn. Dân chúng khúm đúm tránh ra nhường đường cho họ. Bùn trúc từ từ đi xuyên qua đám người. Và nghe không thể nào có chuyện ấy được. Vàng của anh là vàng mạ Samova. Cứ làm như thằng này không có mắt đấy. Một tên lính homhem thuộc đội điện quang nói vẻ nhạo bán. Gã bán hàng nổi giận, vung cái dây vàng to đến mức không thể không làm người ta nghi ngờ, gầm lên trả lời. Mắt anh nhìn như thế nào hả? Vàng chứ còn gì nữa, vàng ròng đấy. Nếu anh cần biết, thì tôi bảo cho là tước được của thằng thẩm phán tòa án hòa giải đấy. Còn anh thì chỉ là của vứt đi. Anh cút đi cho được việc. Anh có muốn tôi thử cho xem không này? Còn cái này cũng không muốn à? Hạm đội sẽ không bỏ đi đâu mà cậu nói chuyện bậy bạ gì thế? Có tiếng người nói ngay bên cạnh. Nhưng sao họ lại không bỏ đi? Trên các tờ báo ấy. Yêu tạ mang lại đây. Chúng tôi đã bầu cho số 5 chẳng có cách nào khác, nếu không thì chỉ thiệt. Mama lư ga đây, mama lư ga ngon tuyệt đây, có ai gọi không nào? Từ lệnh đoàn tàu đã hứa rồi, ông ta bảo rằng ngày mai tàu sẽ chuyển bánh. Buôn Trúc tìm được căn nhà của đảng ủy, bèn leo cầu thang lên tới tầng 2. Một người công nhân xích vệ ngáng đường anh, khẩu súng trường nhật có lắp lưỡi lê lăm lăm trong tay đồng chí tìm ai? tôi cần gặp đồng chí Abrastom. đồng chí ấy có ở đây không? phòng thứ ba bên trái. một người có cái đầu đen như con bọ hung, thân hình nhỏ bé nhưng mũi lại rất to, đang phê bình mất mặn mất nhạt người nói chuyện với anh ta. một nhân viên đường sắt đã có tuổi. anh ta luồn những ngón tay trái vào trong áo vét tông, còn tay phải thì vung lên rất đều theo nhịp lời nói. Không thể nào như thế được, mà như thế thì không còn là tổ chức. Với những cách tuyên truyền cổ động như thế, các đồng chí chỉ thu được những kết quả tai hại thôi. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng và hối lỗi của người nhân viên đường sát thì có thể đoán được rằng bác ấy còn muốn nói gì thêm nữa, nhưng anh chàng có cái đầu đen như con bọ hung kia đâu có để cho bác ta mở miệng. Xem ra anh ta đã điên tiết đến cực độ, nên cứ quát lên ầm ầm. Không những không nghe mà còn tránh cả con mắt người nói chuyện với mình. Phải lập tức đình chỉ công tác Bichanko. Chúng tôi không thể bình chân như vậy, dương mắt nhìn những việc xảy ra ở chỗ các đồng chí được. Vekoski sẽ phải trả lời trước tòa án cách mạng. Hắn đã bị bắt chưa? Tống giam rồi à? Tôi sẽ kiên quyết đề nghị đem hắn ra xử bắn. Anh ta nói nốt một cách gay gắt, rồi quay nhìn buôn trúc, mặt đỏ bừng bừng. Chưa hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh, anh ta hỏi đột luôn. Đồng chí có việc gì hả? Đồng chí là Abrasom. Phải. buôn Trúc đưa cho anh ta giấy chứng minh của mình cùng với bức thư của một trong những đồng chí cao cấp nhất ở Petrograd rồi ghé ngồi xuống cạnh đấy trên bậu cửa sổ. Abramson chăm chú đọc bức thư, cau mày mỉm cười. Anh chàng cảm thấy ngượng vì đã quát tháo gay gắt, rồi đề nghị: đồng chí chờ cho một lát, chúng mình sẽ nói chuyện với nhau ngay. Abramson cho người nhân viên đường sắt mồ hôi đổ ra như tắm ra ngoài, và chính mình cũng đi ra rồi một phút sau dẫn vào một quân nhân cao lớn mày râu nhẵn nhụi dọc theo hàm dưới có vết sẹo xanh xanh của một nhát chém phong độ có vẻ là một sĩ quan chuyên nghiệp đây là một đồng chí trong ủy ban quân sự cách mạng của chúng tôi hai đồng chí làm quen với nhau đi còn đồng chí đồng chí thứ lỗi cho tôi quên mất đồng chí họ gì ạ à? buôn trúc à đồng chí buôn trúc hình như đồng chí chuyên môn về súng máy thì phải vâng đúng là điều chúng tôi đang thiếu người quân nhân mỉm cười nụ cười làm cho cả cái sẹo của anh ta hồng lên từ rái tai xuống tới cằm trong một thời gian hết sức ngắn đồng chí có thể tổ chức cho chúng tôi một đội súng máy trong số các công nhân xích vệ được không Abramson hỏi tôi sẽ cố gắng nhưng công việc cũng đòi hỏi thời gian đấy. Được, thế đồng chí cần bao nhiêu thời gian? Một tuần, hai, ba. Người quân nhân cúi xuống hỏi buôn trúc và mỉm một nụ cười cởi mở, vẻ chờ đợi. Vài ngày thôi. Ôi, thế thì tuyệt. Abramson lau chán, nói bằng một giọng rõ ràng là bực dọc. Các đơn vị trong trại đã mất tinh thần đến cùng cực, chẳng có giá trị thực tế gì cả, Đồng chí Bun Trúc ạ, ở chỗ chúng tôi, cũng như ở tất cả các nơi khác, tôi cho rằng chỉ có thể tin tưởng vào công nhân được thôi. Thủy binh thì cũng được, còn cái bọn bộ binh... Vì thế đồng chí có hiểu không, chúng tôi chỉ muốn có những tay súng máy của mình. Abramson khẽ giật giật đầu tròm sâu xanh xanh ân cần hỏi buôn trúc. Về mặt sinh hoạt vật chất thì tình hình của đồng chí như thế nào? Thôi được, Chúng mình sẽ sắp xếp chuyện đó. Hôm nay đồng chí đã ăn sáng chưa? Phải, tất nhiên là chưa chứ gì. Chà, người anh em, không biết cậu đã phải chịu đói bao nhiêu lần để có thể nhìn thoáng một cái đã phân biệt được kẻ no với người đói. Và không biết cậu đã phải nếm mùi bao nhiêu khổ cực kinh hoàng trước khi trên đầu cậu có cái món tóc trắng như cước thế kia. Bùn Trúc đã có những ý nghĩ cảm động âu yếm như thế, trong khi nhìn cái đầu đen như con bọ hung của Abrastone với đám trắng lóa mắt của món tóc bạc phơ ở bên phải. Ngay trong khi đi theo người dẫn đường về chỗ ở của Abrastone, Bùn Trúc vẫn còn nghĩ về anh ta. Ừ, thế mới là một con người, thế mới là một đảng viên Bolshevik chứ. Khi cần thì kiên quyết cứng rắn như thế, xong ấy, vẫn cứ giữ được cái nhân hậu cái con người đối với một thằng phá hoại Vekhovsky nào đó cậu ấy có thể không nghĩ vơ nghĩ vẩn ký luôn cái án tử hình nhưng đồng thời vẫn biết bảo vệ đồng chí của mình chăm nom đồng chí mình buôn chúc về tới nhà abramson ở cuối phố Tarandrovsky, đem theo cả một ấn tượng ấm áp về cuộc gặp mặt với anh ta anh nghỉ ngơi một lát trong căn phòng nhỏ bé đầy bộn những sách. Ăn bữa trưa rồi đưa mảnh giấy giới thiệu của Amrason cho bà chủ căn hộ và nằm lăn ra giường thiếp đi thế nào cũng chẳng biết. Trong bốn ngày liền, buôn trúc quần nhau từ sáng đến tối với số nhem công nhân do đảng ủy phái đến chịu quyền chỉ huy của anh. Tất cả có 16 người, những con người hết sức khác nhau về nghề nghiệp lứa tuổi, thậm chí cả về dân tộc. Hai người là Phu Khuôn Vác, Vlitko dân Ukraine, vùng Poltava, và Mikhandili, người Hy Lạp, quốc tịch Nga. Chepanov là thợ sắp chữ, tám anh em là công nhân luyện kim. Delinkov là thợ gương lò ở mỏ Pranonovsky. Anh chàng lèo khỏeo Givokian dân Armenia là thợ bánh mì. Chàng thợ nguội chuyên môn Johan Rebinde là người Đức quốc tịch Nga. Hai anh chàng nữa là công nhân xưởng sửa chữa đầu máy xe lửa tờ giấy giới thiệu thứ 17 thì do một phụ nữ đưa tới. Chị mặc chiếc áo bông của lính, chân đi đôi ủng to quá cỡ. Lúc nhận trong tay chị chiếc phong bì dán kín đựng công văn, buôn chúc còn chưa rõ chị đến với mục đích gì. Anh hỏi. Trên đường về, đồng chí có tạt vào bộ tư lệnh không? Chị phụ nữ mỉm cười luống cuống đưa tay lên nhét lại bón tóc rất dày, tuột khỏi chiếc khăn bịt đầu rồi nói bằng một giọng rụt rè. Tôi... tôi được phái đến chỗ đồng chí. Rồi chị cố nén cái cảm giác bối rối trong giây phút, ấp úng nói tiếp. Làm... làm xạ thủ súng máy. Mặt buồn trúc đỏ dừ. Ở đằng ấy họ làm sao thế? Mất trí cả rồi hay sao? Làm như trong tay tôi là một tiểu đoàn lính đàn bà không bằng ấy. Đồng chí thứ lỗi cho nhưng mà công việc này không hợp với đồng chí đâu nặng nhọc lắm cần phải có sức khỏe của đàn ông mà thế này thì còn ra sao nữa không tôi không nhận được đồng chí đâu anh cau mày mở cái phong bì đựng công văn đọc loáng qua tờ giấy giới thiệu ghi một cách khô khan rằng đồng chí anna pogutko là đảng viên được phái đến chịu quyền chỉ huy của anh sau đó, anh đọc đi đọc lại vài lần bức thư Abramson viết kèm theo giấy giới thiệu. Đồng chí Bun Chúc thân mến, chúng tôi cử đến chỗ đồng chí một đồng chí tốt là Anna Pogutko. Đồng chí ấy đã khẩn khoản vật nài rất nhiệt tình, nên chúng tôi đành phải chịu thua. Chúng tôi cử Anna đến với hy vọng đồng chí sẽ làm cho Anna trở thành một xạ thủ súng máy có khả năng chiến đấu tôi biết rõ cô gái này tôi thiết tha giới thiệu anna với đồng chí và chỉ đề nghị đồng chí một điều anna là một cán bộ rất đáng quý phải cai quá hăng hái có phần bồng bột vì còn chưa hết tuổi thanh niên đồng chí hãy ngăn đừng cho anna có những hành động liều lĩnh phải bảo vệ lấy anna thành phần cốt cán hạt nhân ở chỗ đồng chí tất nhiên là tám em công nhân luyện kim trong số đó tôi có chú ý tới đồng chí Bogovoy. Bogovoy là một đồng chí rất đắc lực, rất trung thành với cách mạng. Nhìn vào thành phần thì đội súng máy của đồng chí có tính chất quốc tế đấy. Điều đó tốt lắm, sức chiến đấu sẽ lớn hơn. Đồng chí cố đẩy nhanh công tác huấn luyện. Có tin hình như Kaladin đang sắp sửa tấn công chúng ta. Gửi đồng chí lời chào đồng chí. Abramson. Bùn chúc đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Sự việc xảy ra dưới tầng hầm một ngôi nhà ở phố Moscow, nơi tiến hành công việc huấn luyện. Ánh sáng quá yếu, làm những nét trên mặt Anna nhòa đi không nhìn rõ được. Thôi được, thế thì còn cách nào nữa bây giờ? Giọng buôn Chúc chẳng nhẹ chút nào. Nếu đồng chí đã có nguyện vọng như thế và Abramson đã đề nghị thì đồng chí cứ ở lại. mọi người vây chặt khẩu Maxim, há hốc miệng nằm giữa. Người đứng sau tỉ lên lưng người đứng trước, đầu cúi xuống như những chùm nho. Những cặp mắt tò mò thèm khát theo dõi hai bàn tay khéo léo của buôn trúc tháo khẩu súng thành từng mảnh đâu ra đấy. Tháo xong, buôn trúc lại lắp vào bằng những động tác dứt khoát, thận trọng, từ tốn. Anh giảng cách cấu tạo và tên gọi của từng bộ phận. Dạy cách sử dụng, chỉ rõ các quy tắc nhắm bắn, giải thích về độ lệch của đường đạn và tầm bắn xa nhất. Anh hướng dẫn cách bố trí trong khi chiến đấu để khỏi bị hỏa lực của địch tiêu diệt. Anh tự nằm xuống sau cái lá chắn có lớp sơn màu cất ngựa dạn nứt loang lổ, nói rõ về cách chọn vị trí bắn tốt nhất, về chỗ để những hòm đạn băng đạn trừ anh thợ nướng bánh mì Ghevokian, mọi người đều tiếp thu dễ dàng những lời giảng dạy. Đối với anh chàng này, chẳng có chuyện gì trôi chảy cả. Dù Bun Chúc đã trình bày cho anh ta bao nhiêu lần về các quy tắc tháo lắp, Ghevokian vẫn không tài nào nhớ được, cứ lẫn cái nọ với cái kia, bấn tinh bấn mù, miệng thì lầm bẩm ngượng nghịu. Tại sao... Tại sao không lắp được nhỉ? À, chỉ tại mình xin lỗi Ờ xin lỗi phải cho vào chỗ này kia nhưng vẫn không ổn anh chàng tuyệt vọng kêu lên sao thế nhỉ đây cho cậu xem này sao thế nhỉ nha bugovoy nhại ghi vọc kia anh chàng này có bộ mặt ngăm năm đen với những điểm thuốc súng cháy xanh xanh trên trán và trên má lắp không được là vì cậu thộn chứ còn sao nữa cậu phải làm như thế này này mới được này bố vừa giải thích vừa lắp một bộ phận vào đúng chỗ động tác rất vững vàng vốn từ bé mình đã thích quân sự rồi bố chỉ vào những viết tàn nhang xanh xanh trên mặt mình giữa tiếng cười của mọi người mình đã làm thử một khẩu pháo nhưng nó lại nổ hậu và mình đã phải gánh lấy hậu quả ấy đó nhưng chính vì thế mà bây giờ cũng có chút năng khiếu mà sao vậy? So với tất cả mọi người, Bô Cơ Vôi đã nắm được các bài về súng máy dễ hơn và nhanh hơn nhỉ? Chỉ một mình Gevokian là kém nhất. Chốc chốc lại nghe thấy giọng mếu máu bực bội của anh chàng. Lại không đúng rồi. Sao thế nhỉ? Mình chẳng hiểu ra sao nữa. Ồ, ngu như con lừa. Ngu như con lừa chứ sao nữa. Khắp vùng Nhakichevan chỉ có một mình cậu như thế này thôi anh chàng Hy Lạp Mikhalidi nổi nóng kêu lên. Mà hiếm có cậu nào chậm hiểu như thế này đấy. Con người trầm tĩnh như Rebine cũng phải đồng ý với Mikhalidi. Mọi việc đều không phải như chuyện cậu nhào bột đâu. Vlitko phỉ cười, làm cho mọi người đều cười theo nhưng không có chút gì ác ý. Chỉ một mình Stepanov đỏ mặt, bực tức quát. Phải làm cho đồng chí của mình hiểu chứ sao lại nhăn nhăn nhở nhở như thế kratogorov cũng đứng về phía stepanov anh là công nhân xưởng sửa chữa đầu máy xe lửa đã có tuổi thân hình to lớn mắt lồi tay rất dài bọn người gỗ này trong khi các cậu cười thì công việc bị ảnh hưởng đấy đồng chí buôn chúc đồng chí không lấy lại trật tự cho cái phòng triển lãm đồ cổ của đồng chí thì tống cổ tất cả đi cho xong cách mạng thì đang lâm nguy mà họ thì cứ nhe răng ra mà cười. Krutogolov vùng nắm tay to như cái vồ kêu lên bằng một giọng rất trầm. Anna Pugotko thì cái gì cô cũng đi sâu tìm hiểu với cả một tinh thần ham học hỏi. Cô cứ bám sát lên bùn trúc, nắm lấy tay chiếc áo bành tô đưa xe khó coi như bùn trúc, không chịu rời khỏi khẩu súng máy một phút nào cả nếu nước trong bình tán nhiệt đông lại thì làm thế nào gió thật lớn thì độ lệch của đường đạn là bao nhiêu còn sao lại thế này đồng chí buôn trúc anna cứ xoắn lấy buôn trúc hỏi lấy hỏi để và cứ ngước nhìn buôn trúc một cách chờ đợi trong hai con mắt đen mênh mông có ánh ấm áp rất biến ảo mỗi khi anna có mặt buôn trúc lại cảm thấy mình ngượng nghịu như thế nào ấy và tựa như để trả thù cho sự bối rối khó chịu ấy. Anh đối với Anna nghiêm hơn đối với các anh em khác. Thái độ cố làm vẻ lạnh lùng. Nhưng sáng sáng, hệ đúng 7 giờ không sai một phút, Anna bước xuống tầng hầm với hai bàn tay lạnh cóng thu vào trong ống tay chiếc áo bông màu xanh láng cây. Để đôi ủng lính to tổ bố đập lộp cột, anh lại cảm thấy lòng mình dạo rực lạ lùng. Anna hơi thấp hơn buôn trúc một chút, người đầy đặn. Cái vẻ đầy đặn chắc nịch thường thấy ở tất cả các cô gái khỏe mạnh lao động chân tay. Hình như Anna hơi gù và có lẽ thậm chí chẳng có gì đẹp nếu không có cặp mắt to cương nghị làm cho toàn thân cô đẹp lạ lùng. Bốn ngày đầu, Bun Trúc thậm chí chưa nhìn kỹ xem Anna như thế nào. Dưới hầm thì tranh tối tranh sáng, mà nhìn kỹ vào mặt cô gái thì không nên. Hơn nữa, cũng chẳng còn lúc nào dỗi để mà nhìn. Đến chiều ngày thứ năm, hai người cùng ra về. Anna đi phía trước, lên đến bậc thang cuối cùng, cô quay lại hỏi Buôn Trúc một câu gì không rõ. Nhìn thấy Anna dưới ánh chiều tà, Buôn Trúc bất giác thầm kêu lên một tiếng. Bằng một cử chỉ quen thuộc, Anna sửa lại món tóc rồi hơi nghiêng đầu, hiên hiếng nhìn anh, chờ câu trả lời. Nhưng buôn trúc không nghe rõ câu Anna hỏi, cứ từ từ bước lên những bậc thang. Một cảm giác thú vị, nhoi nhói, tràn ngập trong tâm hồn. Không bỏ khăn bịt đầu ra thì rất khó sửa lại tóc. Anna cố gắng quá nên cánh mũi hồng hồng dưới dáng chiều cứ rung rung. Đường môi cô gái rắn giỏi Nhưng cũng có những nét dịu dàng Như môi con nít Một hàng lông tơ rất ngắn hiện lên Xâm sẫm trên cái môi trên hơn hớt Càng làm nổi bật màu da trắng mờ Bùn trúc cúi đầu xuống Như vừa bị ai đánh Anh nói đùa giọng sôi nổi Anna Pogutko Đồng chí xạ thủ súng máy số 2 Nòm đồng chí đẹp như hạnh phúc ấy Chỉ bậy Anna bình tĩnh nói rồi mỉm cười Chuyện nhảm nhí thấy đồng chí Bôn Trúc à Tôi muốn hỏi Đến hôm nào chúng ta sẽ ra trường bắn Cái cười đó không hiểu sao Làm cho Anna có vẻ giản dị Dễ gần và trần tục hơn Bôn Trúc bước lên tới ngang Anna Thì dừng lại Anh ngơ ngác nhìn về cuối phố Chỗ vừng mặt trời đỏ rực tràn trề như Bôn Trúc cúi đầu xuống Như vừa bị ai đánh anh nói đùa cùng Anna Pogutko, giọng sôi nổi. Anna Pogutko, đồng chí xạ thủ súng máy số 2, non đồng chí đẹp như hạnh phúc ấy. Chỉ bậy, Anna bình tĩnh nói rồi mỉm cười. Chuyện nhảm nhí đấy, đồng chí buôn trúc à. Tôi muốn hỏi đến hôm nào chúng ta sẽ ra trường bắn. Cái cười đó không hiểu sao làm anna có vẻ giản dị dễ gần và trần tục hơn Buôn chúc bước lên tới ngang anna thì đứng lại anh ngơ ngác nhìn về cuối phố chỗ vừng mặt trời đỏ rực tràn trề như nước thủy triều khẽ trả lời ra trường bắn nhỉ ngày mai thế đồng chí còn phải đi đến đâu nhà đồng chí ở đâu thế anna gõ tên một cái ngõ nào đó ở ngoại ô hai người cùng đi với nhau. Đến ngã tư thì Bogovoy đuổi kịp họ. Đồng chí Bun Chúc này, ngày mai chúng mình sẽ tập trung như thế nào nhỉ? Bun Chúc vừa đi vừa cho biết rằng sẽ tập họp ở sau rừng Chikhaya. Krutogoprop và Vlutko sẽ dùng ngựa chờ khẩu súng máy tới đó và 8 giờ sẽ phải tập họp xong. Bồn gồm vôi, cùng đi với hai người, hai dãy phố, rồi từ biệt xa về. Bunchuk Trúc và Anna đi vài phút, chẳng ai nói gì cả. Anna liếc nhanh nhìn Bunchuk Trúc một cái rồi hỏi. Đồng chí là dân Cô Giác ư? Phải. Trước kia đã làm sĩ quan à? Chà, tôi thì sĩ quan cái gì? Quê đồng chí ở đâu thế? Tôi là dân Dovochakasko. Đồng chí đến Rostov đã lâu chưa? Mới được vài ngày. Thế còn trước đây thì ở đâu? Ở Petrograd. Thế đồng chí vào Đảng từ năm nào? Năm 1913. Gia đình đồng chí ở đâu? Ở Novocherkassk. Buôn chúc trả lời rất nhanh rồi chìa tay ra như xin một cái gì. Hượm cho tôi hỏi với chứ. Đồng chí vốn quê ở Rostov à? Không tôi vốn sinh ở vùng ekateroslav nhưng trong thời gian gần đây tôi đã đến sống ở đây bây giờ tôi hỏi lại này đồng chí là dân ukraine an đang ngập ngừng một lát rồi trả lời giọng rắn giỏi không dân do thái phải không vâng nhưng sao thế chẳng nhẽ giọng nói để lộ tung tích của tôi đến thế hay sao không thế sao đồng chí lại đoán được tôi là người do thái bùn trúc cố gắng bước cho hai người đi ngang nhau rồi trả lời cái tai đường vành tai và hình con mắt ấy nhưng đồng chí mang rất ít đặc điểm dân tộc anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm đồng chí đến với chúng tôi thật tốt quá sao thế đồng chí thấy đấy, người Do Thái đã mang cái tiếng ăn dễ rất sâu là quen chỉ tay năm ngón, chứ không chịu sông pha dưới lửa đạn. Tôi cũng biết nhiều anh em công nhân nghĩ như vậy, vì chính tôi cũng là công nhân. Bun Trúc tiện thể nói thêm, điều đó không đúng, và chính đồng chí là một bằng chứng hiển nhiên để bác bỏ cái thành kiến sai trái ấy đó. Đồng chí có được đi học không? Vâng, tôi đã tốt nghiệp trung học năm ngoái. Còn đồng chí thì có trình độ văn hóa đến đâu? Tôi hỏi thế vì trong khi nói chuyện, thấy đồng chí không phải là một người xuất thân thợ thuyền. Tôi, tôi có đọc nhiều. Hai người đi rất chậm. Anna cố ý đi quanh quẩn trong các ngõ. Sau khi kể sơ sài về bản thân mình, cô lại hỏi tiếp buôn trúc về cuộc bạo động của kogni về tinh thần của nhân dân petrograd và cuộc chính biến tháng 10. trên bờ sông không biết từ chỗ nào có những tiếng súng trường vang lên ươn ướt rồi có tiếng súng máy tặc tặc từng đợt xuyên qua bầu không khí tịch mịch anna không bỏ lỡ cơ hội hỏi luôn kiểu gì thế ý tức là băng đạn bắn đến đâu rồi nhỉ? Bùn chúc không trả lời. Anh còn mài ngắm ré đèn chiếu của chiếc tàu quét ngư lôi thả neo trên sông. dải ánh sáng màu da cam như một cái dâu xúc xác vươn lên nơi cao thẳm của bầu trời chiều cháy đã đến lúc sắp tàn. Hai người đi chừng ba tiếng đồng hồ trong thành phố vắng tanh rồi chia tay trước cổng nhà Anna. Bun Chúc trở về nhà trong lòng được sưởi ấm bởi cả một niềm hân hoan mà anh còn chưa nhận thấy rõ ràng. Thật là một đồng chí rất tốt, một cô gái rất thông minh. Nói chuyện với Anna thích thật, trong lòng ấm áp hẳn lên. Thời gian vừa qua, Bình trở nên khô khan trai sần mất rồi. Mà đối với người, Bình cũng phải có quan hệ thân mật niềm nở mới được chứ. Nếu không, cũng đến rắn lại như bầu lương khô của lính mất thôi. Buôn chúc bụng bảo dạ như thế, anh cố dối mình và chính anh cũng biết rằng mình đang tự dối lòng. Abraham vừa đi dự cuộc họp của Ủy ban Quân sự Cách mạng về. Anh hỏi Han về tình hình huấn luyện các xạ thủ súng máy và tiện thể cũng có hỏi cả về Anna Pogutko. Anna như thế nào rồi? nếu không thích hợp, Bình cũng có thể chuyển cô ấy sang làm một công tác khác, thay bằng một đồng chí khác cũng được. Không đâu, cậu làm sao thế? Bùn trúc hoảng lên. Anna là một cô gái rất có năng lực đấy. Bun Trúc cảm thấy mình muốn nói về Anna quá. Một ý muốn gần nhưng không thể cưỡng lại được. Anh đã phải cố gắng rất nhiều mới thôi không nói. Giữa trưa ngày 25 tháng 11, quân của Kaledin được điều từ Novocherkassk về Rostov. Cuộc tấn công bắt đầu mở màn. Dọc theo đường sắt, những đội hình tản khai loãng như mắt ma, gồm toàn những tên sĩ quan của tướng Alexeyev tiến theo hai bên nền đường ray đắp cao. Bọn Yunke tiến ở cánh bên phải với những thân hình xám xịt, đội hình có phần dày đặc hơn. Ở cánh bên trái, chi đội tình nguyện của tướng Popop đi vòng một cái khe nhỏ toàn đất sét đỏ lòm. Một số tên nhảy xuống khe, nhìn từ xa, cứ như là những cái nắm gì xám xám nhỏ xíu. Chúng tiến tới bờ bên kia khe, leo lên, dừng lại một lát, rồi lại tiến. Các đội hình chiến đấu của xích vệ bố trí trong các vùng ven rìa khu Nakhichevan đã có vẻ bối rối lo lắng trong số những em công nhân nhiều người mới cầm súng lần đầu họ thấy sợ họ bò lồm ngồm từ chỗ này qua chỗ khác bùn mùa thu dính bê bết trên chiếc bành tô đen có những người ngu nhô đầu lên nhìn ra xem bọn trắng tiến với những thân hình nhỏ đi vì tự ly bùn trúc quỳ bên khẩu súng máy trong đội hình chiến đấu đưa ống nhòm lên quan sát hôm qua anh đã đổi được chiếc bành tô demi xe xong kịch cỡm lấy một chiếc áo capote nên đã cảm thấy mình thoải mái và bình tĩnh hơn chưa có lạnh đã thấy nổ súng bầu không khí chết lặng quá căng thẳng đã làm anh em không chịu được nữa phát súng đầu tiên vừa bất thần nổ ra bùn trúc đã chửi rầm lên rồi đứng thẳng dậy quát to không không bắn nữa tiếng anh hô chìm ngay trong những tiếng nổ loạn xạ. Bun Chúc bắt đầu khoát tay một cách bất lực. Anh cố gào to hơn tiếng súng để ra lệnh cho Bogovoy. Bắn! Bogovoy áp khuôn mặt tươi cười sán lại như bầu đất vào má súng, rồi ấn ngón tay vào cò. Một chàng súng máy quen thuộc xuyên vào tay Bun Chúc. Đội hình chiến đấu của địch đã nằm dạp xuống. Bun Chúc nhìn kỹ về phía đó một phút, cố xác định xem đạn bắn có trúng không. Rồi anh nhảy trồm lên, chạy theo đội hình chiến đấu, tới vị trí mấy khẩu súng máy khác. Bắn! Nào thì bắn! Ha ha! quay nhìn bun chúc, gầm lên, vẻ mặt anh chàng vừa hoảng sợ vừa sung sướng. Khẩu đội thứ ba, tính từ giữa trở đi, gồm mấy anh chàng không vững lắm. Bùn chúc bèn chạy tới đó. Chạy tới nửa đường, anh khom lưng nhìn qua ống nhòm. Trên hai cái kính tròn lấm tấm hơi nước, thấy hiện lên những đám xăm xám ngọ nguậy. Từ chỗ đó đổ ra những loạt súng đều đặn rành giọt. Bùn trúc nằm ngay xuống, và ngay trong khi xoài người ra, anh đã nhận định rằng khẩu đội ba nhắm không chính xác. Nhắm thấp xuống, mẹ khỉ! Anh quát lên, rồi lại trườn ngoằn ngoèo theo đội hình chiến đấu. Những viên đạn réo trên đầu anh với những tiếng rít dài của cái chết lần quất đâu đây. Quân của Alexeyev bắn rất chuẩn, cứ như trong một cuộc diễn tập. Các xạ thủ nằm ì ra bên cạnh khẩu súng máy ngỏng cao nòng một cách vô lý. Xạ thủ Hy Lạp, Mikhalidi, chịu trách nhiệm lấy đường ngắm, đã đặt thước ngắm cao một cách kỳ quặc rồi cứ thế bắn liên hồi, phí toi số băng đạn dự trữ. Chepanov nằm bên cạnh anh ta thì kêu luôn miệng như là con gà mái. Anh chàng đã hết hồn hết vía, mặt tái xanh. Phía sau hai người, đồng chí nhân viên đường sắt, bạn Krutogerov thì rút đầu xuống đất, nhưng lại hơi nhổm lên trên hai chân duỗi thẳng lưng khom khom như con rùa. Bùn chúc đẩy Mikhaili nheo mắt giờ lâu để kiểm tra điểm ngắm rồi dưới bàn tay của anh khẩu súng máy lại giật giật rung lên nổ tằng tằng đều đạn xạ kích đã thu được kết quả toán yunke đang tiến vào từng chặng phải tàn ra lui lại trên sườn núi chết mất một tên trên khoảng đất nhẵn không sợi cỏ bun chúc quay về với khẩu súng máy của anh bougavoy đang nằm nghiêng vừa chửi rầm lên vừa băng bên chân bị thương ở phần mềm. Mặt anh chàng nhợt nhạt, càng làm nổi rõ hơn các vết thuốc đạn cháy xanh xanh trên má. Người chiến sĩ xích vẻ, có bộ tóc đỏ như lửa nằm bên cạnh lồm ngồm nhỏm lên gào to. Bắn đi, mẹ khỉ, bắn đi chứ. Không trông thấy chúng nó đang tấn công kìa à. Các tuyến tản khai của chi đội sĩ quan tiến vọt từng chặng, dọc trên đường đường sắt đắp cao như trong khi diễn tập. Ribinde đến thay cho Bogovoy. Anh chàng này bắn rất khá, biết dè sẻn đạn không chút đóng đầy. Giữa lúc đó từ cánh trái, Gievokian nhảy từng chặng như một con thỏ để tới chỗ bun chúc. Mỗi khi có viên đạn bay qua đầu, anh ta lại nằm lăn ra, miệng vẫn gào. Súng tắc rồi, không bắn được nữa rồi. Bùn trúc gần như chẳng ẩn nấp gì cả. Cứ thế, chạy lướt theo tuyến tản khai ngoằn ngoèo của các chiến sĩ đang nằm dạp xuống. Từ xa, anh đã nhìn thấy Anna quỳ bên cạnh khẩu súng máy. Cô vừa nhét lại một bón tóc xóa, vừa đưa tay lên che mắt, nhìn về phía tuyến tấn công của địch. Nằm xuống! Bùn trúc lo cho Anna quá. Máu dồn lên, làm mặt anh đen sạm đi anh hoảng hốt kêu lên nằm xuống tôi bảo đồng chí kia. anna nhìn về phía buôn trúc một cái nhưng vẫn quỳ cao như cũ buôn trúc buột miệng chửi một câu nặng như tảng đá anh chạy thẳng tới chỗ anna dúi mạnh anna xuống đất protogoroth thở phì phì sau lá chắn tắc mất rồi không bắn được nữa rồi anh run run khẽ nói với buôn trúc và đưa mắt nhìn Gevokian kêu lên giọng như bị nghẹn. Cái thằng chết tiệt, nó chạy đi đâu mất rồi chứ? Cái con quái vật trước thời hồng thủy của đồng chí, nó chạy đi đâu mất rồi? Nó cứ luôn miệng rên gì như là muốn xé tim tôi ra ấy. Chẳng để cho người ta làm gì nữa. Givokian đã bỏ về theo một con đường ngoằn ngoèo như con rắn, bùn khô bám đầy bộ râu đen cứng như rễ tre của anh ta. Krutogorov nhìn qua Givokian một cái, rồi quay cái cổ đẫm mồ hôi to mạnh như cổ bò, quá to hơn cả tiếng súng đang dậy lên như sấm. Các băng đạn quẳng đâu rồi hả? Cái của hóa thạch này! Buôn Trúc! Buôn Trúc! Đồng chí, lôi cổ nó đi, không có tôi tiêu diệt nó bây giờ. Buôn trúc loay hoay giờ lâu, với khẩu súng máy. Một phát đạn bắn đến choang vào cái lá chắn. Anh giật phát tay lại như vừa chạm phải một vật gì rất nóng. Chữa xong khẩu súng, anh tự tay bắt đầu bắn. Bọn sĩ quan của Alice đang ngang tàng tiến từng chặng, thì bị anh vùi cổ xuống. Chúng bò trở lui hớt hải đưa mắt tìm chỗ ẩn nấp. Các tuyến tàn khai của quân địch đã tới gần hơn qua ống nhòm có thể thấy những tên lính tình nguyện khoác súng lên vai cứ như tiến lên rất ít khi nằm xuống bên phía xích vệ anh em đã bò ra lấy những khẩu súng trường và đạn của ba đồng chí chết trận người chết không cần đến vũ khí làm gì nữa ngay trước mắt anna và bun Chúc, lúc này đang nằm bên cạnh khẩu súng máy của krutogorov một viên đạn đã bắn trúng một chiến sĩ xích vệ rất trẻ. Người chiến sĩ thở khò khè dẫy rụa rất lâu. Hai cẳng chân cuốn xà cạp đập mãi xuống đất. Cuối cùng, anh chống hai bàn tay đang rộng, cố nhỏm dậy, rồi rên lên một tiếng, đập mặt xuống đất, thở hơi thở cuối cùng. Bùn trúc đưa mắt nhìn Anna. Cả một nỗi kinh hoàng tràn ngập cặp mắt mênh mông mở trừng trừng của cô gái anna nhìn không chớp hai chân người thanh niên bị giết với đôi sả cạp cũ quá đã sờn sách. krutogorov đang quát ầm lên gọi cô anna cũng chẳng nghe thấy băng đạn băng đạn đưa băng đạn đây này cô ả à, đưa băng đạn đây quân của kaledin vu hồi rất sâu bên sườn đồi đội hình chiến đấu của bên xích vẻ trên các phố của khu ngoại ô nakhichevan đã loáng thoáng trông thấy chiếc bành tô đen và capote của các chiến sĩ xích vệ rút lui khẩu súng máy đầu cánh bên phải lọt vào tay quân trắng một tên sĩ quan yunke bắn chết xạ thủ người hy lạp Mikhalidi. xạ thủ thứ hai bị địch dùng lưỡi lê đâm chết như đâm bù nhìn trong khi diễn tập toàn khẩu đội chỉ một mình anh thợ sắp chữ Stepanov còn sống. Cuộc tấn công bị chặn lại khi những loạt pháo đầu tiên trên mấy chiếc tàu quét ngư lôi bắn tới. Tàn khai! Theo tôi! Một ủy viên ủy ban quân sự cách mạng xông lên hô to. Đồng chí này! Đồng chí này! buôn chúc! buôn chúc có quen! Đội hình tàn khai của các chiến sĩ xích vệ rung chuyển đứt ra từng đoạn tiến lên xung phong. Ba chiến sĩ gần như chạy sát bên nhau cùng tiến qua trước mặt Bunchuk và Krutovorov. Anna Givokian đứng sát vào anh. Một người hút thuốc, người thứ hai bị bán súng đập bồm bộp vào đầu gối trong khi cất bước. Còn người thứ ba thì chăm chú nhìn chỗ táo bành tô bị lấm bùn. Một nụ cười như hối lỗi ẩn hiện trên khuôn mặt và ở hai đầu hàng ria anh chàng có vẻ như không phải đang đi tới chỗ chết mà đang về nhà sau một bữa nhậu nhẹt với bạn bè anh ta vừa đi vừa nhìn chiếc áo bành tô nhem nhuốc cố đoán xem con sư tử cái ở nhà sẽ bắt mình phải chịu hình phạt gì chúng nó kia kia kêu lên và chỉ tay về phía dãy hàng rào đằng xa cùng với những con người xám xịt đang nhốn nháo ở phía sau bố trí bun chúc gù lưng như một con gấu đặt lại khẩu súng máy tiếng súng máy nổ quá mạnh làm cho anna phải bịt tai anna ngồi sụp xuống thấy phía sau dãy hàng rào không còn có gì động đậy nữa nhưng chỉ một phút sau từ chỗ ấy lại nổ ra những loạt đạn đều đặn những viên đạn súng trường khoan những lỗ vô hình bay qua đầu mọi người trên bầu trời ảm đạm sần như vải thô những loạt đạn nổ liên tiếp, nghe cứ như tiếng trống rung. Bên các khẩu súng máy, những băng đạn loằng hoàng như rắn bị tiêu hao dần trong tiếng tằng tằng khô khan. Những phát súng trường nổ lẻ tẻ giòn tan. Nhưng áp đảo tất cả là những tiếng rít như nghiến răng lẫn với tiếng rú của những trái đạn pháo bay qua đầu mà anh em thủy binh hắc hải bắn tới từ mấy chiếc tàu quét ngư la nhìn thấy một chiến sĩ xích vệ cao lớn đội chiếc mũ làm bằng lông cừu non ria tỉa theo kiểu ăn lê mỗi khi có phát đạn pháo bay qua anh ta lại cúi chào đưa tiễn và kêu lên cứ nã thêm đi sémion nã thêm đi nữa đi sémion nã lên đầu chúng nó thật nhiều vào đạn pháo quả có bắn mỗi lúc một dày đặc hơn qua giai đoạn bắn thử anh em thủy binh bắt đầu bắn phối hợp. Những loạt đạn ghém bắn dồn dập nổ chùm lên các toán quân riêng lẻ của Kaledin bắt đầu rút lui. Một phát đạn nổ dựng lên cả một cái cột nâu nâu, làm những con người bị bắn tung lên, đám khói tan dần, rồi rơi xuống cái hố hình phễu. Anna quẳng ống nhòm xuống. Ôi chà! Một tiếng, vừa đưa hai bàn tay lem luốc lên cặp mắt rực lên vì kinh hoàng ống kính thu ngắn cự ly đã làm cho Anna trông thấy rõ hơn cái cơn lốc chết người của phát đạn nổ cùng viết cảnh những con người tan xương nát thịt. Những tiếng nấc đau khổ dồn lên trong học Anna. Có gì thế? Bùn chúc cúi xuống với Anna và kêu lên. Anna nghiến chặt hai hàm răng, chồng con mắt mở to ra, mở đi. Không chịu được nữa rồi phải cứng rắn lên mới được. Đồng chí Anna, đồng chí có nghe rõ không? Không thể như thế này được, không thể được. Tiếng buôn trúc quát, đập vào tay Anna như mệnh lệnh. Ở cánh bên phải, bộ binh địch đứng ụn lại trong một cái khe, dưới chân là một cao điểm nhỏ. bun trúc nhận thấy thế, bèn cùng với một khẩu súng máy chuyển tới vị trí tốt hơn, chụp lấy cả cao điểm lẫn cái khe dưới làn đạn ta 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 khẩu súng máy của buôn trúc nổ từng đợt lúc dài lúc ngắn cách đó chừng hai mươi bước không biết có ai quá to giọng khàn khàn bực bội băng ca không có băng ca băng ca đâu chuẩn bị người chiến sĩ ở mặt trận về phụ trách trung đội trưởng kéo dài giọng ra lệnh mười tám trung đội bắn lúc trời sắp hoàng hôn những bông tuyết đầu mùa xoay tròn là là rơi xuống khoảng đất khắc nghiệt một giờ sau khắp bãi chiến trường đã nằm dưới lớp tuyết vừa ẩm vừa dính cùng với những xác chết qua quắp đen như những đám đất nằm dài rác khắp các chỗ bị dẫm loạn dưới chân các đội hình chiến đấu của cả hai bên trong đợt tấn công và rút lui sắp tối thì quân của kaledin rút đi bun chúc ở lại vọng tiêu súng máy dưới bầu trời đêm trắng đục vì tuyết đầu mùa krutogorov chùm lên đầu chiếc áo ngựa vớ được không biết ở đâu rồi ăn những miếng thịt đẫm nước dai rách ăn không được anh ta phải nhổ ra khẽ văng tục cũng tại đấy trước cổng một ngôi nhà ngoại ô Kian hơ trên điếu thuốc những ngón tay xanh xám co quắp vì lạnh còn bun chúc thì ngồi trên một chiếc hòm kẽm đựng đạn kéo táo capote đắp cho anna đang rét run lên bần bật anna cứ đưa hai bàn tay ướt đẫm lên bịt chặt lấy mắt bun chúc kéo tay anna ra thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hôn anh nói ra rất khó khăn những lời âu yếm mà anh không quen nói sao sao lại thế này nhỉ anna vốn cứng rắn lắm kia mà anh hãy nghe tôi đi phải kiên cường lên mới được anna anna yêu quý à cô bạn yêu quý những cái chuyện như thế này rồi anna sẽ quen thôi nếu lòng tự hào không cho phép anna bỏ đi nơi khác thì anna phải thay đổi hẳn mới được chứ còn những người đã bị giết rồi thì không được nhìn họ như thế cứ đi qua như thường là xong mà chớ để cho những ý nghĩ của mình được tự do phải làm chủ phải kiềm chế ý nghĩ của mình mới được anna có thấy không anna nói gì thì nói nhưng thật ra cái phần đàn bà vẫn cứ chiếm phần thắng ở trong anna đấy anna không nói gì cả hai bàn tay của cô sặc mùi đất mùa thu và hơi nóng của người đàn bà tuyết nhẹ phủ khắp trời một bức màn mịn màng bảnh bạch một bầu không khí mơ màng ngây ngất ngưng đọng trên cái sân trên cánh đồng gần đấy trên cái thành phố đang cố nép mình cuộc chiến đấu kéo dài sáu ngày ở gần rostov và ngay trong rostov hai bên đánh nhau trong các phố và ở các ngã ba ngã tư đã hai lần các chiến sĩ xích vệ phải bỏ nhà ga rostov nhưng cả hai lần họ lại đánh bật được địch trong cả sáu ngày đó, cả bên này lẫn bên kia đều không bắt tù binh. Ngày 26 tháng 11, lúc trời sắp tối, trong khi đi qua ga hàng hóa, Bun Trúc và Anna nhìn thấy hai chiến sĩ xích vệ bắn một tên sĩ quan bị bắt. Thế Anna quay đi, Bun Trúc nói một giọng gần như gây sự. Làm thế là khôn ngoan đấy, phải giết chúng nó đi, phải bắn cho hết, không thương tiếc gì cả chúng nó không thương anh em mình đâu mà anh em mình cũng chẳng cần chúng nó thương vì thế chẳng thương chúng nó làm gì kệ mẹ chúng nó phải quét cho mặt đất hết sạch những cái của bẩn thỉu ấy đi và nói chung một khi vấn đề dính dáng tới số phận của cách mạng thì không được có chút tình cảm gì cả hai cậu công nhân này làm đúng lắm ba ngày sau bun chúc bắt đầu ốm anh gắng gượng chịu đựng được một ngày một đêm nhưng luôn luôn cảm thấy buồn nôn toàn thân rã rời đầu nặng như trì, trong tai cứ như là có tiếng đập vào gan các chi đội xích vệ bị đánh tan rút khỏi thành phố ngày bồng hai tháng chạp lúc trời bình minh bùn trúc đi sau chiếc xe tải chở khẩu súng máy và một số thương binh anna rutogorov đỡ anh bun chúc kéo lê cực kỳ vất vả cái thân hình mềm nhũn không còn sức lực gì nữa của anh hai chân nặng như cùm không chịu nghe theo ý của anh nữa bước đi chập chững như trong giấc mộng thỉnh thoảng anh lại bắt gặp như từ xa cặp mắt đầy vẻ lo âu và van nài của anna những lời anna nói anh cũng tựa như tiếp nhận được từ xa lắm các chi đội xích vệ bị đánh tan rút khỏi thành phố ngày bồng hai tháng chạp lúc trời bình minh bùn chúc đi sau chiếc xe tải chở một khẩu súng máy và một số thương binh anna krutogorov đỡ anh bùn chúc kéo lê cực kỳ vất vả cái thân hình mềm nhũn không còn sức lực gì nữa của anh hai chân nặng như cùm không chỉ nghe theo ý nghĩ của anh nữa bước đi chập chững như trong giấc mộng Thỉnh thoảng anh lại bắt gặp như từ xa cặp mắt đầy vẻ lo âu và van nài của Anna Những lời Anna nói anh cũng tựa như tiếp nhận được từ xa lắm Ngồi lên xe đi anh Ilya Anh có nghe thấy không? Em nói anh có hiểu không? Anh Ilya yêu quý Em van anh đấy Ngồi lên xe đi anh Anh đang ốm kia mà Nhưng buôn Chúc không hiểu Anna nói gì cả anh cũng không hiểu rằng sau khi mình yếu sức đi bệnh thương hàn đã tấn công đã đánh bại mình từ một chỗ nào đó bên ngoài có những lời nói xa lạ nhưng cũng thân thuộc một cách lạ lùng cứ đưa đến tai mà không lọt được vào ý thức của anh thấp thoáng ở một nơi xa lắm thấy bừng bừng cái ánh hốt hoảng đến điên dại trong cặp mắt đen của anna còn bộ dâu của Krutogorov thì cứ đung đưa quay tròn một cách rất kỳ quặc. Bùn chúc hết ôm chặt lấy đầu, lại áp hai bàn tay rộng bè bè của anh vào khuôn mặt đỏ rực và nóng như lửa. Anh có cảm tưởng như máu rỉ ra từ mắt anh và cả cái vũ trụ mênh bông vô hạn, cái vũ trụ ngả nghiêng nghiêng ngả, ngăn cách với anh bằng một tấm ảnh vô hình nào đó cứ dựng đứng lên cố bật ra khỏi chân anh. Óc tưởng tượng mê sảng của anh nặn ra những hình ảnh quái đàn không thể nào có được. Thỉnh thoảng anh đứng lại cố rằng ra không cho Krutogorov đặt mình lên xe. Không cần, hượm cái đã nào. Anh là ai? Còn Anna đâu? Lấy cho tôi một nắm đất đi. Còn những thằng này thì cứ tiêu diệt cho kỳ hết dưới làn đạn súng máy theo lệnh của tôi. Nhằm thẳng, nhằm thẳng, bắn đi, bắn đi. Mà hượm đã nóng quá. Bùn trúc rút tay ra khỏi bàn tay Anna rên lên. Mọi người bắt bùn trúc nằm lên xe cho kỳ được. Trong giây phút, anh còn cảm thấy những mùi hết sức khác nhau cùng sông lên lẫn lộn. Anh kinh hoàng cố tỉnh lại, cố giữ cho mình khỏi mê man nhưng không được. Một khoảng trống không đen ngòm chết lặng và trương phành phành chụp lên anh. Chỉ ở một chỗ nào đó trên cao tít là có một nắm gì đó trắng bạch như đá mắt mèo. Nhưng có ánh xanh xanh cháy lên như hòn than và những ánh chớp màu vàng ròng hiện lên lằng nhằng đan vào nhau. Những que băng màu sơm vàng vàng từ trên mái xuống vỡ ra với những tiếng như thủy tinh trời trở ấm làm khắp thôn như nở hoa với những váng nước và những khoảng đất tan tuyết vài con bò chưa thay hết lông lang thang trong các phố mũi luôn luôn hít hít những con chim sẻ ríu rít bới lung tung trong các đống cành cây chất trong các sân gia súc cứ như là trời đã sang xuân ngoài bãi thôn martin samin đuổi theo con ngựa hồng béo căng chạy trong sân nhà hắn ra con ngựa vươn thẳng cái đuôi có những sợi lông rất thô của giống ngựa sông đông vừa chạy vừa đá hậu lông bờm rối như bỏng bong phấp phới trước gió bốn vó hất tung ra xa những đám tuyết tan dở nó chạy vài vòng bãi rồi đứng lại bên dãy tường vi nhà thờ hít hít những viên gạch nó để cho chủ lại gần một chút đưa cặp mắt tím tím liếc nhìn đoạn dây hàm thiếc trong tay chủ rồi lại vươn thẳng lưng phi như điên. Tháng riêng cho mặt đất được hưởng những ngày u ám nhưng ấm áp. Nhìn ra sông Đông, bà con cô giác đoán rằng mùa nước lũ sẽ sớm hơn mọi năm. Hôm ấy, Miron Grigorievich đứng rất lâu trên cái sân sau nhà, nhìn bãi cỏ, tuyết và mặt băng xanh xanh xám xám trên sông Đông, bụng bảo dạ rồi mà xem năm nay nước lại to như năm ngoái thôi toàn tuyết là tuyết đổ xuống cơ man nào là tuyết đất bị đè nặng như thế kia đến không thở được mất mít ca đang dọn sân đuôi bò trên mình mặc độc một cái áo quân phục cổ chui màu cất ngựa cái mũ lông cừu trắng nó đội hất ra sau kháy không rơi nhưng nhờ phép màu vậy vài món tóc mượt đẫm mồ hôi xõa xuống chán. Bịt ca đưa mu bàn tay bẩn thỉu nặt mùi phân bò gạt lên. Một con dê được lông sồm dẫm lên những thỏi phân gia súc đóng băng quét lại thành đống bên cạnh cổng sân gia súc. Những con cừu đứng chen chúc bên cạnh hàng rào. Một con cừu non đã cao hơn mẹ mà còn đòi bú. Con cừu mẹ húc đuổi nó đi. Cách đấy một chút, một con cừu được lông đen có bộ sừng uốn vòng cọ mình vào cái cày gãi ngứa. Một con chó vàng nằm sưởi nắng bên căn nhà kho có cái cửa bôi đất sét vàng. Bên ngoài nhà kho, trên những mảng tường dưới mái hiên có treo những thứ dùng để đánh bắt cá. Cụ Grisaka chống nạn đứng nhìn. Có lẽ, cụ đang nghĩ tới mùa xuân sắp ập tới đến nơi và việc sửa chữa lưới để đánh cá. Miron Grigorievich bước vào sân đập lúa. Bằng cặp mắt quen làm ăn, ông ước lượng mấy đống sơm. Ông vừa bắt đầu cầm cào vơ gọn chỗ rơm kê, bị mấy con dê bấy tung, thì vẳng nghe thấy tiếng người lạ. Ông bèn ném cái cào bên đống sơm rồi bước ra sân ra súc. Mít đưa một chân sang bên cuốn điếu thuốc. Cái túi thuốc rất đẹp, được nhân tình theo tặng kẹp giữa hai ngón tay. Cristonia lấy ra một màu giấy cuốn thuốc lá nhớp nhúa từ bên trong cái mũ cát két xanh da trời của trung đoàn Atamansky. Kolyarov phanh tả áo capot, đứng dựa lưng vào cái cửa đan bằng cành cây của sân gia súc. Anh tìm loạn trong cái túi, chiếc quần bông của bộ binh. Một vẻ bực bội thoáng hiện lên trên bộ mặt cạo nhẵn nhụi, có một chỗ hõm sâu đen đen dưới cằm. Có lẽ anh ta đã để quên một cái gì. Ông ngủ ngon chứ, ông Miron Grigorievich. Christonia chào. Ơn ờ, chúa, chào hai thầy quyền. Mời ông lại cùng hút cho vui. Chúa miễn cho, tôi vừa hút xong. Miron Grigorievich bắt tay hai chàng cô giác, bỏ chiếc mũ đỉnh đỏ có tai và mảng che gáy xuống vuốt những bón tóc hoa dầm dựng đứng trên đầu, mỉm cười. Anh em trung đoàn ngự lâm lại chơi có việc gì thế? Christonia nhìn chủ nhà một lượt từ đầu tới chân không trả lời ngay, mà cứ thè cái lưỡi to tướng giáp như lưỡi bò ra, liếm tờ giấy cho đẫm nước bọt. Cuốn xong điếu thuốc, anh chàng mới trả lời ồm ồm. Chúng tôi đến tìm Mitka có chút việc. Cụ Grisaka lệt xệt bước qua, tay dơ ra mang những vòng gỗ của cái lưới. Kolyarov và Kristonia ngả mũ chào cụ. Cụ mang các thứ lên thềm rồi lại bước ra. Các anh làm sao thế? Lính với tráng gì mà cứ du rú ở xó nhà như vậy? Chỉ hú hí với cợ vợ con thôi à? Thế là chỉ muốn cho nó ấm có phải không? Ông cụ hỏi các chàng cô giác. Nhưng có chuyện gì thế hả cụ? Christonia hỏi. Thôi, anh cầm cái mồm đi, Christonia. Chẳng nhẽ anh cũng không biết hay sao? Thật đấy à, cháu có biết gì đâu ạ. À? Christonia thể sống thể chết. Có cây thánh giá đây, cháu chẳng biết gì đâu cụ à. Ờ, hôm nọ có một gã từ Vrunyazer tới đây. Là lái buôn, người quen của thằng Khốp hay là họ hàng thân thích gì với nó. Lão cũng chẳng biết. Nó đến đây nói rằng có một đạo quân không phải của người mình đến đóng ở Chakova. Chính là bọn Bolshevik đấy. Quân Nga đến gây chiến tranh với chúng ta mà các anh cứ nằm lì ở nhà hay sao? Mà cả mày nữa. Cái thằng bỏ đi này. Mày có nghe thấy không, Mitka? Sao mày cứ câm như hến thế hở? Các anh nghĩ ngợi những gì thế hở? Nhưng mà chúng cháu chẳng nghĩ ngợi gì đâu cụ à kolia rốp mỉm cười các anh chẳng nghĩ gì cả tai họa cũng chính là ở chỗ ấy đấy cụ Riska khùng lên các anh sẽ bị chúng nó cua vào lưới như người ta bắt gà gô cho mà xem bọn mù xích sẽ kéo đến các anh sẽ bị tràn ngập sẽ bị quàng vào mõm cho mà xem Miron Grigorevich mỉm cười vẻ rè rạt. Kristonia đưa tay lên xoa má, là những sợi dâu cứng như dễ che đã lâu không cạo kêu rằn rạt. Con Llarov vừa hút thuốc vừa đưa mắt nhìn Bitka. Trong cặp mắt xanh lè của nó, hai cái đồng tử hẹp và đúng như của loài mèo lóe lên những tia bừng bừng. Không thể biết được hai con mắt ấy cười hay là đang để lộ một nỗi căm hờn chưa nguôi. Kolyarov và Kristonia nói thêm vài câu, chào như sắp sửa ra về, rồi gọi Mika ra cửa hàng rào. Này, tại sao tối qua cậu không đến họp? Kolyarov hỏi giọng nghiêm khắc. Không có thì giờ. Nhưng mà, nhưng lại vẫn có thì giờ đến nhà Melekhov à? Mika hất đầu, cho chiếc mũ lông cừu chạy ra trước chán và cố giấu vẻ tức tối, nói không đến là không đến, có thế thôi. Có chuyện gì để chúng ta nói với nhau thế? Trong thôn, tất cả các anh em ở ngoài mặt trận về đều đã đến. Thằng Petro nhà Mê Lê Khốp không có mặt. Cậu có biết không, mọi người đã quyết định cử đại biểu của thôn ta lên Kamenskaya. Trên ấy, đến mùng 10 tháng riêng, sẽ họp đại hội đại biểu các binh sĩ ở mặt trận về. Mọi người đã gấp thăm, ba chúng mình đã được cử đi mình này Christonia này và cậu nữa đấy mình không đi mitka tuyên bố dứt khoát cậu cậu làm sao thế Christonia cau mày nắm lấy một cái khuy trên chiếc áo quân phục cổ chui của mitka thế cậu bỏ anh em à không ăn cánh với anh em à nó đi theo thằng petro nhà belê khóp kolerov kéo tay áo capote của Christonia mặt anh rõ ràng tái đi. Thôi, thế thì ta đi đi. Xem ra chẳng còn ở đây làm gì nữa. Cậu không đi có phải không, Mika? Không, đã nói không là không. Ờ, thế thì thôi. Chào cậu. Cristonia nghiêng đầu chào. Chúc mọi sự tốt lành. Mika đưa mắt ra chỗ khác, chìa cho Cristonia một bàn tay nóng hổi rồi bước vào trong nhà thằng chó đẻ. Con lia khẽ nói, cánh mũi run run. Cái thằng chó đẻ. Anh nhắc lại to hơn và nhìn theo cái lưng cánh phản của Mika lúc này đã đi xa. Trên đường về, hai người báo cho một gã cựu chiến binh biết rằng Mika từ chối không đi họp và ngày mai hai người sẽ cùng lên đường đi dự đại hội. Dạng ngày bồng 8 tháng riêng Christonia và Koliarov ra khỏi thôn. Gã Jacob bóng lửa tự nguyện đánh xe đưa hai người đi. Cặp ngựa rất tốt, thắng hai bên cái càng giữa rào bước chạy ra ngoài thôn rồi leo lên gò. Trời trở ấm làm cho con đường bị bóc trần. Ở những chỗ tuyết chóc ra, đòn trượt dính xuống đất. Chiếc xe tiến được một đoạn lại dừng lại. Hai con ngựa phải vươn mình kéo dây thắng, ba chàng cô giác đi sau chiếc xe trượt tuyết. Không khí ban mai hơi băng giá, làm mặt móng lửa đỏ rực lên. Đôi ủng của hắn nghiến ràn rạt trên lớp băng rội tiếng. Trên khuôn mặt đỏ bừng của hắn, chỉ riêng vết sẹo hình bầu dục là xám ngoét như thay người chết. Christonia đi bên cạnh đường leo lên dốc, chân dẫm trên những đám tuyết to hạt đã lún phổi anh chàng hít không khí và cứ kêu phù phù như là tiếng kéo bể. Vì năm 1916, có lần Christonia đã trúng hơi ngạt của quân Đức ở gần Đáp Nô. Gió hoành hành thỏa thích trên ngọn gò. Lên đến đây thì lạnh hơn. Ba chàng cô giác vẫn ngậm tăm. Con Lea giấu kín mặt trong cổ áo lông. Cánh rừng nhỏ đằng xa mỗi lúc một gần con đường xuyên qua cánh rừng ấy leo lên đến đường sống đồi trên ấy có nhiều nấm cuốc gan gió trong rừng rì rào như gạt hưu những tảng vầy của cỏ cây với những đường nét rắc rối chỗ vàng chỗ xanh non cứ như gì xa xa không biết chỗ nào có con chim ác là kêu ríu rít nó bay vút qua đường cái đuôi ngoắt chéo sang bên bị cuốn theo chiều gió nó nghiêng mình bay vun vút chỉ loáng thấy đám lông lốm đốm từ lúc ở trong thôn ra móng lửa cứ im như thóc mãi sau hắn mới quay nhìn cô le Rốt, mới tách bạch từng tiếng có lẽ hắn đã nhẩm sẵn trong óc câu nói lâu lắm rồi lên tới đại đội các cậu phải cố làm thế nào cho đừng có chiến tranh sẽ chẳng có thằng nào muốn đánh nhau nữa đâu. Tất nhiên là như thế rồi. Cristonia đồng ý. Anh chàng vừa nói vừa nhìn con ác là tự do bay lượn bằng cặp mắt ghen tỉ và cứ thầm so sánh cuộc đời hạnh phúc không vẩn chút lo âu của con chim với cuộc sống của đời con người. Ba người đến Kamenskaya ngày mùng 10 tháng riêng lúc trời sắp tối từng toán cô giác đi theo các phố vào trung tâm cái trấn lớn. Quang cảnh có vẻ đáo nhiệt hẳn lên. Cốt và Christonia tìm thấy chỗ Grigori Melekhov ở. Nhưng được biết rằng chàng không có nhà. Chủ nhà, một người đàn bà béo núng nính, lông mày trắng phách, cho biết người khách thuê phòng đã đi dự đại hội. Nhưng đại hội ở chỗ nào chứ? Christonia hỏi. Có lẽ là ở nhà hội đồng khu hay là nhà dây thép gì đó. Chủ nhà vừa trả lời vừa thản nhiên đóng sập cửa trước mũi Christonia. Đại hội đang họp tới lúc sôi nổi nhất. Căn phòng rộng thanh thang có rất nhiều cửa sổ, vẫn không chứa nổi số đại biểu. Một số cô giác đứng túm tụm trên thang gác trong các phòng ở bên cạnh bám sát mình nha. Christonia nói ẻ ẻ trong họng, đưa hai khuỷu tay hít mọi người để len lên. Con lia rốt xông vào cái khe nhỏ mà Christonia để lại sau lưng. Khi đã đến gần cửa căn phòng dùng làm phòng họp, Christonia bị một gã cô giác ngăn lại. Nghe giọng nói, anh chàng này đúng là dân ở vùng dưới. Này, xô so đẩy vừa vừa chứ, cái con cá giết này. Hắn nói giọng trầm trọng. Buông tay ra. Có buông ra không à? Đứng lại ở đây thôi. Dương mắt ra mà xem. Có còn chỗ nào nữa đâu. Lánh ra ngay. Đổ mũi nhắt. Nếu không, đây chỉ trong một cái móng tay là đủ biết thân nhá. Đây sẽ dẫm bẹp dí cho mà xem này. Christonia dọa như thế. Rồi hơi kiễng chân. Đẩy gã cô giác nhỏ bé ra. Tiến lên trước. Chà, con gấu khổng lồ cái thằng lính trung đoàn Atamansky này khỏe khiếp thật. Lấy nó làm cái xe thổ thì tốt, chở được một khẩu pháo bốn dùm đấy. Bọn cô giác đứng chen chúc như đàn cừu mỉm cười nhìn Christonia với một vẻ kính nể bất đắc dĩ. Vì Christonia cao hơn họ hẳn một cái đầu. Hai người len đến bức tường cuối cùng thì tìm thấy Grigori. Chàng ngồi sổ mút thuốc và đang nói chuyện với anh chàng cô giác nào đó, đại biểu của trung đoàn 35. Grigori nhìn thấy hai ông bạn cùng thôn. Hai tròm ria chảy xệ, đen như lông quạ rung rung trong nét cười. Cha, làn gió nào đưa hai bạn đến đây thế này? Chào anh, anh Kolyarov. Anh có khỏe không? Bác Kristonia nhà tôi. Khỏe, khỏe lắm. Nhưng xem ra không hơn được con bò giống đâu. nhà cười, đưa bàn tay rộng đến nửa axin ra, nắm gọn lòn cả bàn tay của Grigori. Thế, gia đình nhà tôi ở quê như thế nào? Ơn ừ, chúa cũng khá, có gửi lời hỏi thăm đấy. Ông cụ nhà cậu có nhắn cậu về thăm nhà đấy. Anh Petro của mình như thế nào? Petro ấy à? Cô Lê -rốt mỉm một nụ cười ngượng nghịu. Petro không đi lại với anh em chúng mình nữa rồi. Mình, mình có biết. Thế còn Natalia và hai đứa con của mình nữa, các bạn có trông thấy chúng nó không? Tất cả đều khỏe mạnh mà, đều gửi lời hỏi thăm cậu. Còn ông cụ nhà cậu thì, thì giận đấy. Christonia ngoái cổ nhìn đoàn chủ tịch ngồi ở một cái bàn. Dù đứng ở phía sau, anh chàng vẫn nhìn được rõ hơn tất cả mọi người grigory lợi dụng những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi để hỏi han thêm trong khi kể cho chàng nghe về thôn xóm về những việc xảy ra trong thôn Cô Rốt thuật lại ngắn gọn cuộc họp của các anh em ở ngoài mặt trận về đã cử anh và pristonia đến đây anh đã bắt đầu hỏi xem ở kamenskaya có những việc gì xảy ra và tình hình như thế nào nhưng giữa lúc đó có người ngồi ở bàn tuyên bố thưa anh em đồng hương bây giờ vị đại biểu của anh em công nhân hầm mỏ sẽ lên phát biểu ý kiến đề nghị mọi người chú ý lắng nghe và giữ trật tự một người tầm thước vuốt lại bộ tóc đỏ lòm trải ngược ra sau bắt đầu nói những tiếng nhao nhao như ong vỡ tổ lập tức lắng đi như bị cắt đứt anh ta nói sôi nổi bừng bừng nhiệt tình và mới nghe mấy câu đầu grigori cũng như tất cả những người khác đều cảm thấy ngay sức mạnh trong niềm tin tưởng của anh ta anh ta nói về chính sách phản bội của kaledin một chính sách xúi dục dân cô giác chống lại giai cấp công nhân và nông dân nga về thống nhất lợi ích giữa dân cô giác và giai cấp công nhân về các mục đích mà người bolshevik theo đuổi trong khi tiến hành cuộc đấu tranh chống các lực lượng phản cách mạng trong dân cô giác. Chúng tôi chỉ bàn tay anh em bắt tay người lao động cô giác và mong rằng trong cuộc chiến đấu chống bè lũ bạch vệ, chúng tôi sẽ tìm thấy những đồng minh đáng tin cậy trong anh em cô giác ở mặt trận về. Trên các mặt trận trong cuộc chiến tranh của vua Nga, những người công nhân và cô giác đã cùng phải đổ máu và trong cuộc chiến tranh chống bọn chọc phú tư sản được Kaledin nuôi dưỡng, chúng ta phải cùng sát cánh với nhau và sẽ sát cánh bên nhau. Tay nắm chặt tay, chúng ta sẽ cùng chiến đấu chống những kẻ đã nô dịch nhân dân lao động bao nhiêu thế kỷ nay. Anh ta gầm lên như tiếng kèn đồng. Quân chó đẻ, diệt hết nòi chúng nó đi. Tristonia cao hướng khẽ nói và nắm lấy khuỷu tay Gregory mạnh quá làm cho anh chàng nhăn mặt. rốp hé hé miệng lắng nghe. Tinh thần anh quá căng thẳng, nên hai con mắt cứ nháy liên hồi, anh lẩm bẩm: "Đúng, đúng lắm, đúng, đúng là như thế đấy." Sau khi người đại biểu ấy nói xong, một anh chàng thợ mò cao lêu đêu vừa nói vừa ngật ngưỡng như cây tần bì trước gió anh ta đứng lên, dướn thẳng lưng nhưng người có thể gập lại mở ra, nhìn khắp hàng trăm cặp mắt của đám người và chờ rất lâu cho những tiếng ồn ào lắng đi. chàng thợ mỏ này y như một đoạn chảo buộc thuyền, bởi những đốt là đốt chắc nịch khô đét, lại có một ánh xanh lá cây như rắc xuyên phát đồng. các lỗ chân lông trên mặt anh ta bị những bụi than nhỏ li ti két vào đen xì, không thể nào rửa sạch hai con mắt màu vàng nhạt mất sắc vì bao năm sống trong bóng tối, dưỡng lớp đất đen ngòm, nòm cũng ảm đạm như ánh than đá. Anh ta vung hai cánh tay đầy lông ngắn như để bổ những nhát cuốc, hai tay nắm rất chắc lại. Đứa nào đem án tử hình áp dụng đối với anh em binh sĩ ngoài mặt trận? Cọc nhì lốp. Đứa nào cùng với Caledin đè nén áp bức chúng ta cũng nó. Anh nói mỗi lúc một nhanh, không phải là nói mà gào lên. Thưa bà con cô giác, các anh em, các anh em, vậy thì anh em sẽ sát cánh với ai? Thằng Caladin đang muốn chúng ta uống máu những người anh em của mình. Không được, không được. Nó sẽ không làm nổi cái trò ấy đâu. Chúng ta sẽ dẫm chết nó, cho nó về chầu chúa, cho nó xuống âm ti địa ngục. Cái loại hút máu ấy, chúng ta sẽ quăng tuốt xuống biển. Quần, quần chó đẻ. Cristonia vỗ hai tay vào nhau đánh đét một cái, miệng há hốc. Đầu tiên thì anh chàng chỉ mỉm cười, nhưng sau không nhịn được nữa, phá lên cười khổ khổ. Đúng, đúng lắm, đánh hộc máu chúng nó ra. Này, có im cái mồm đi không? Christonia, cậu làm sao thế? Họ tống cổ cậu ra bây giờ. Cốt hoảng lên. Lạc càng làm cho tinh thần các binh sĩ cô giác cháy bừng bừng với những lời tâm huyết không mạch lạc lắm nhưng sống động và rất trúng đích. Anh chàng cô giác chấn Bukhanovskaya này làm chủ tịch thứ nhất ban quản lý cô giác trong ban chấp hành Soviet Trung ương Toàn Nga khóa thứ hai rồi Potchenko, người chủ tọa cuộc họp lên phát biểu. Tiếp theo là Sanzenko, một anh chàng đẹp trai ria tỉa theo kiểu ăn lê. Anh chàng nào thế nhỉ? Kristonia giơ cánh tay dài như cán cào ra hỏi Grigori. Sadenko, tay chỉ huy của bọn Bolshevik. Thế còn cậu kia? Madenstam, dân ở đâu thế? Ở Moscow. Thế còn kia là những ai? Christonia chỉ nhóm đại biểu của đại hội vùng Brunella. Cậu ấy, cậu ấy ngơi cái miệng của cậu một chút đi, Christonia. Lại chúa tôi, không hiểu sao mình muốn biết quá. Cậu ấy bảo cho mình biết đi. Cái anh chàng ngồi bên cạnh Potchenkov, người dài ngoãng ấy, hắn là ai thế? The... Lukov người chấn Elanskaya thôn Gokbatop Mấy cậu ngồi đằng sau Krivolikov ấy, là anh em của vùng ta đấy. Gudinov, Donyakov. Này, lại cho mình hỏi thêm nhé. Thế cậu kia... À, không phải đâu. Ngồi cuối cùng có cái bườm tóc xoãi LCF, mình không biết là dân chấn nào cả. Kristonia hỏi đã thỏa bèn ngồi im không nói gì nữa Để lắng nghe một người khác lên phát biểu Rồi lại là người đầu tiên át tiếng hàng trăm người khác Bằng cái giọng trầm hạng thấp nhất của anh ta Đúng lắm Sau Stekhin, một anh chàng cô Kuzak Bolshevik Thì đến lượt đại biểu của trung đoàn 44 Anh chàng này nói cứ ngắt nga ngắc ngứ Với những câu không trơn tru, suy nghĩ cực nhọc Nói được một lời như đóng một cái dấu nung vào không khí rồi lại ngừng lại hỉ mũi nhưng các đại biểu cô giác đều lắng nghe anh ta với một thái độ rất đồng tình chỉ lâu lâu mới ngắt lời bằng những tiếng hô tán thành rõ ràng những lời anh ta nói đã gây một tiếng vang sống động trong lòng họ thưa anh em đại hội đại biểu của chúng ta phải đi vào giải quyết một vấn đề quan trọng là làm thế nào cho nhân dân khỏi bị xúc phạm và mọi việc đều chấm dứt bình an vô sự. Anh ta è è như người nói lắp. Tôi muốn nói rằng đã có chiến tranh đẫm máu, chúng ta đã sống giờ chết giờ trong chiến hào ba năm rưỡi trời. Và nếu còn phải đánh nhau lần nữa, dân cô giác sẽ chết hết. Đúng đấy! nói chí lý lắm. Chúng ta không muốn chiến tranh. Cần phải đàm phán với cánh Bolshevik cũng như với group quân khu. Chúng ta cần đi theo con đường hòa bình, chứ không dùng phương pháp nào khác cả. Chẳng có gì phải bàn cãi quần quanh cả. Bolshevik đấm mạnh nắm tay xuống bàn, làm những tiếng la thét lắng cả xuống. Đại biểu trung đoàn 44 lại vuốt tròn dâu để như người Sibia kéo dài giọng. Chúng ta cần phải cử một số anh em mình trong đại hội đại biểu đi Novocherkassk yêu cầu quân tình nguyện cùng mọi thứ quân du kích ra khỏi nơi đây. Còn người Bolshevik thì họ cũng chẳng có việc gì phải làm trong vùng chúng ta. Tự chúng ta sẽ giải quyết với các kẻ thù của nhân dân lao động. Hiện nay, chúng ta không cần đến sự giúp đỡ của người khác bao giờ cần đến chúng ta sẽ tới yêu cầu họ giúp đỡ sau nói như thế không xong đâu đúng lắm hượm đã nào hượm đã thế nào là đúng mới được chứ trong lúc mình còn đứng chân chưa vững chúng nó siết chặt vòng vây quanh chúng ta rồi đến lúc ấy mới đi cầu cứu có phải không không được không được đâu chờ được mạ thì má đã sưng phải lập nên chính quyền của mình mới được. Gà mẹ đã vào ổ rồi mà trứng còn chưa biết để đâu. Ôi lạy chúa tôi, người đâu mà ngu khổ ngu sở thế. Đại biểu trung đoàn 44 nói xong, Lagutin đưa ra những lời kêu gọi sôi nổi. Có những tiếng kêu cắt đứt lời anh. Có người đề nghị chỉ 10 phút, nhưng vừa lấy lại được yên lặng thì Putchenkov tung những lời dưới đây vào giữa đám người đang sôi sục. Anh em cô giác, trong lúc chúng ta hội họp ở đây, những kẻ thù của nhân dân lao động không ngủ đâu. Chúng ta cứ muốn sói cũng no, mà cừu cũng toàn vẹn. Nhưng Caledin, hắn lại không nghĩ như thế. Chúng ta đã có được bản mệnh lệnh của hắn, sai bắt giữ tất cả các đại biểu tới dự đại hội này bản mệnh lệnh này sẽ được đọc ngay cho mọi người nghe. Sau khi văn bản mệnh lệnh của Caledin về việc bắt giữ các đại biểu dự đại hội được đọc xong, tinh thần sao xuyến lập tức truyền lan qua từng toán đại biểu như một làn sóng. Những tiếng ầm ầm rội lên to gấp trăm lần bất kỳ cuộc họp nào của chấn. Phải có hành động cụ thể mới được, không thể chỉ nói suông. Yên lặng, Yên lặng. Bây giờ thì yên lặng cái gì? Phải tiêu diệt chúng nó đi. Lô bốp, lô bốp. Cậu nói với anh em vài lời đi chứ. Chúng ta hãy chờ một lát. Càn nó không phải là một thằng ngốc đâu. Grigori chẳng nói chẳng rằng chỉ vảnh tai lắng nghe. Chẳng nhìn đám đại biểu, nhìn những cái đầu ngả nghiêng và những cánh tay vung lên loạn xạ rồi cuối cùng không nhịn được nữa, phải kiễng chân gào lên. Cô im đi không nào, bọn quỷ dữ. Các anh đến đây để họp chợ hay sao thế này? Để cho Potchenkov nói đã nào. Con cứ bám lấy một gã đại biểu của trung đoàn 8 để tranh cãi. Kristonia bị một anh chàng cùng đơn vị công kích bèn gầm lên cãi lại. Trong chuyện này thì phải tỉnh táo đề phòng mới được chứ. Cậu cậu nói nhăng nói cuội với mình cái gì thế hả? Đồ ngốc! Thôi nè, anh bạn thân mến nè, thuốc lá chúng ta trồng lấy hút tốt chán, việc chúng ta thì chúng ta lo. Bỗng nhiên, những tiếng gào thét in ta nhức óc lắng hẳn đi, cứ như là có cơn gió thổi dạp làn sóng lúa lao sao. Tiếng hô the thé như tiếng con gái của Krivoslyskov xuyên một mũi khoan qua bầu không khí ngay từ lúc chưa hoàn toàn yên lặng. Đả Đà đào Kaledin, ủy ban quân sự cách mạng cô giác muôn năm. Đám người cũng gầm lên, những tiếng hô đồng tình vang rền như sấm xoắn lại với nhau nặng nề quất vun vút vào tai như những ngọn roi. Krivoslukov vẫn đứng yên với một bàn tay dơ cao, những ngón tay anh khẽ rung rung như những cái lá đầu cành những tiếng la thét ầm ĩ vừa lắng hết. Privoslykov kêu lớn, vẫn cái giọng the thé rất to như con sói bị vây bắt. Tôi đề nghị bầu lấy trong số chúng ta một ủy ban quân sự cách mạng cô giác, trao cho ủy ban đó nhiệm vụ tiến hành cuộc đấu tranh với Kaledin và... À, à, những tiếng hô nổ ra như những trái đạn pháo thạch cao chát trên trần rơi xuống là tả như những mảnh đạn. Mọi người bắt đầu bầu các ủy viên của Ủy ban Quân sự Cách mạng. Một số không đáng kể, đứng đầu là gã đại biểu Trung đoàn 14 vừa phát biểu cùng vài người khác, tiếp tục đòi kiên trì dùng con đường hòa bình để giải quyết cuộc xung đột với chính quyền quân khu. Nhưng đa số những người có mặt trong đại hội không còn ủng hộ họ nữa. Sau khi đọc bản mệnh lệnh chứng thực Kaledin muốn bắt giữ mình, các đại biểu cô giác đã nổi nóng, khăng khăng đòi phải tích cực chống lại chính quyền Novocherkassk. Grigory bị gọi cấp tốc lên trung đoàn bộ, không nán lại được tới khi bầu cử xong. Lúc rời khỏi đại hội, chàng dặn Kristonia và Kolyarov. Này, các việc xong xuôi thì hai bạn lại nhà mình nhé. Mình rất muốn biết có những ai được bầu làm ủy viên đến đêm Rốt mới quay về vừa bước tới ngưỡng cửa anh đã cho biết potchankov chủ tịch krivosloukov thư ký thế còn các ủy viên tham gia ủy ban có cả Laguchin, ivan và golovachev minaev kudinov ngoài ra còn vài người khác nữa thế kristonia đâu rồi Grigori hỏi. Cậu ấy cùng một số anh em cô giác đi bắt bọn cầm quyền ở Kamenskaya. Cô giác gì mà nóng cứ như lửa. Nước bọt nhổ vào cậu ấy có lẽ là cháy xèo xèo lên ấy. Của nợ. Trời dạng thì Kristonia mới về. Anh chàng thở như kéo bể giờ lâu rồi vừa cởi ủng cởi tất vừa lầu bầu không biết những gì. Grigori châm đèn, thấy khuôn mặt đỏ tía của Cristonia vấy máu và phía trên trán có vết đạn xướt. À, đứa nào bắn cậu thế? Băng lại nhé, mình sẽ băng ngay cho cậu thôi mà. Cậu chờ một lát đi, mình tìm thấy băng ngay đây. Grigory nhảy phát lên giường, tìm vài ga và băng. Sẽ khỏi ngay thôi mà, cũng như là vết thương trên một con chó ấy mà. Cristonia lầu bầu. Cái thằng chỉ huy quân sự làm mình toạc ra với khẩu nagan của nó đấy. Người ta đi ở cửa tiền vào nhà nó như những vị khách mà nó lại chống cự. Nó còn bắn bị thương một cậu nữa. Mình đã muốn moi linh hồn nó ra xem cái linh hồn của nó của cái bọn sĩ quan ấy nó như thế nào. Nhưng mà anh em đã không để cho mình làm như thế. Nếu không mình đã nắn thử nó, sờ nắn nó đến nơi đến chốn đấy chứ. Đại hội đại biểu những người cô giác ở mặt trận trở về họp ở trấn Kamenskaya tuyên bố chuyển chính quyền sang tay ủy ban quân sự cách mạng. Sau khi nhận được tin này, Lenin đã nói trên đài phát thanh. Ở vùng sông Đông, 46 trung đoàn cô giác đã tuyên bố thành lập chính quyền mới và chiến đấu chống lại Kaledin. Anh em cô Giác ở mặt trận về đã cử đại biểu lên Petrograd dự đại hội đại biểu các Xô Viết toàn nước Nga. Lenin đã tiếp họ tại Điện Smolny. Các đồng chí hãy quét khỏi mặt đất kẻ thù của nhân dân. Các đồng chí hãy tống cổ Kaledin ra khỏi Novocherkassk. Đại hội đại biểu các Xô Viết toàn nước Nga đã kêu gọi dân cô giác đại hội đại biểu vừa họp ở trấn Kamenskaya hôm trước, thì hôm sau, theo lệnh Kaledin, trung đoàn cô giác sông đông số 10 kéo đến trấn này để bắt giữ tất cả các đại biểu tham gia đại hội và tước vũ khí các đơn vị cô giác có tinh thần cách mạng nhất. Lúc ấy, ngoài ga đang có một cuộc meeting. Những người cô giác kéo đến đông như kiến, tinh thần sôi sục với những thái độ phản ứng khác nhau Trước lời phát biểu của diễn giả một chàng cốp bước lên diễn đàn và nói Kính thưa các cụ bô lão, thưa anh em Tôi chưa từng ghi tên vào một đảng phái nào Nên không là một người Bolshevik Tôi chỉ nhằm một mục đích là công bằng và hạnh phúc Là sự liên hiệp trong tình anh em Giữa tất cả những người lao động Để không có một sự áp bức nào nữa Để tuyệt nòi những tên cu lắc tư sản và tài chủ để tất cả mọi người đều được sống tự do, không có gì trói buộc. Những người Bolshevik cũng nhằm mục đích ấy và đang đấu tranh để đạt tới mục đích ấy. Người Bolshevik là công nhân, tức là những người lao động cũng như bà con cô giác chúng ta. Chỉ có điều là người công nhân Bolshevik giác ngộ hơn chúng ta. Chúng ta bị giam giữ trong cảnh tối tăm rốt nát còn họ thì ở thành phố nên được hiểu biết nhiều hơn về cuộc đời. Vì thế, tôi cũng là một người Bolshevik, tuy chưa ghi tên vào đảng Bolshevik. Trung đoàn vừa xuống tàu cũng tới dự meeting. Nửa số binh sĩ trung đoàn này là quân nhân cũ của trung đoàn Gudonrop. Họ đứng xen với binh sĩ cô giác thuộc các trung đoàn khác. Vốn được tuyển trong số những người đặc biệt to lớn, họ đều ăn vận trải chuốt và tinh thần của họ lập tức chuyển biến hẳn. Khi tên trung đoàn trưởng ra lệnh chấp hành chỉ thị của Kaledin, binh sĩ cô từ chối không tuân theo. Họ bắt đầu có tư tưởng bất mãn do sự tuyên truyền vận động tích cực của những người ủng hộ Bolshevik. Trong khi đó, thị trấn Kamenskaya như là lên cơn sốt rét với cái không khí sao xuyến sôi sục thường thấy ở những nơi nằm sát mặt trận những chi đội cô giác tổ chức vội vã được điều đi chiếm giữ các nhà ga và bám trụ ở những nơi đã chiếm được. Thỉnh thoảng, lại có đoàn tàu nhà binh chuyển bánh về hướng Srorevoi Lekhaya. Trong các đơn vị đang tiến hành việc bầu lại các cán bộ chỉ huy, những người cô giác không muốn tham gia chiến tranh thì lén lút rời khỏi Kamenskaya. Đại biểu của các thôn chấn đến họp muộn vẫn tiếp tục kéo đến trên các đường phố có sự đi lại nhộn nhịp khác thường. Ngày 13 tháng riêng, đoàn đại biểu của chính quyền trắng vùng sông Đông đến Kamenskaya để đàm phán. Thành phần gồm có Chủ tịch group quân khu AGF, các ủy viên group Svetozarov, Ulanov, Karyov, Bezelov và tên trung tá Kusnaryov. Một đám người đông nghịt đón đoàn đại biểu ở nhà ga một đội bảo vệ gồm những anh chàng cô giác trước kia thuộc trung đoàn ngự lâm Atamansky hộ tống bọn người mới đến tới tòa nhà của sở bưu điện. Suốt đêm hôm ấy, Ủy ban quân sự cách mạng họp cùng với đoàn đại biểu chính quyền vừa tới. Ủy ban quân sự cách mạng có 17 người đến dự. AGF phát biểu ý kiến. Kết tội, Ủy ban quân sự cách mạng là phản bội vùng sông Đông và thỏa hiệp với người Bolshevik. Putchenkov là người đầu tiên trả lời hắn với những ý kiến vặn lại rất gay gắt. Sau đó, Krivoslukov và Lamuchin cũng đứng lên nói. Lời phát biểu của tên trung tá Kozak Kuznariov nhiều lần bị cắt đứt bởi những tiếng hô của những binh sĩ đứng chật trong hành lang. Một xạ thủ súng máy nhân danh các binh sĩ Kozak theo cách mạng yêu cầu bắt giữ đoàn đại biểu. Cuộc đàm phán không đem lại kết quả gì cả. Mãi gần 2 giờ đêm, khi bắt đầu thấy rõ là hai bên không thể nào đi tới thỏa hiệp, mọi người đã chấp thuận kiến nghị của tên ủy viên Kruk quân khu Karyop là một đoàn đại biểu của Ủy ban Quân sự Cách mạng sẽ tới Novocherkassk để giải quyết dứt điểm vấn đề chính quyền. Sau khi đoàn đại biểu của chính quyền sông Đông đi rồi, một đoàn đại biểu của Ủy ban Quân sự Cách mạng do dẫn đầu cũng lên đường đi Novocherkassk. Qua bỏ phiếu chung, đoàn đại biểu gồm có Potenko, Kudinov, Krivoliskov, Laguchin, Skatkov, Golovachev và Minaev. Giữ làm con tin đã có một số sĩ quan trung đoàn Atamansky bị bắt ở Kamenskaya. bão tuyết hoành hành bên ngoài cửa sổ toa xe nhìn qua phía trên những tấm bảng tín hiệu chôn xiên vẹo thành một dãy hàng rào mặt trên các đống tuyết nhấp nhô nham nhở in đầy những vết chân chim non đến kỳ dị những nhà ga xép những cột dây thép lui dần về phía bắc cũng như toàn bộ cánh đồng cỏ vô biên vô tận nom rờn rợn trong cái vẻ đơn điệu bốn bề tuyết phủ Puchankov ngồi ngay bên cửa sổ. Anh mặc một chiếc áo da mới tinh. Krivoslukov chống khỉu tay trên chiếc bàn nhỏ, ngồi trước mặt Putchenkov đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Anh hẹp vai, người mảnh khảnh như một cậu thiếu niên. Cặp mắt trong sáng như mắt con nít, lúc nào cũng có vẻ lo lắng chờ đợi. Lagutin cầm một cái lược nhỏ trải mượt bộ dâu ngô thưa thớt chàng cô rắc khổng lồ Minaev hư hai bàn tay trên cái ống dẫn hơi nước của thiết bị sưởi ấm, chốc chốc lại ngọ nguậy trên ghế dài. Golovachev và Skatkov nằm tầm giường trên thì thầm với nhau không biết những chuyện gì. Toa xe lạnh lạnh, hơi mù khói. Mọi người trong đoàn đại biểu đều không cảm thấy mình hoàn toàn vững tâm trong chuyến đi Novochekasker lần này những câu chuyện cứ rời rạc không ăn khớp với nhau. Không khí chết lặng đến là khó chịu. Tàu đã chạy qua ga lykhain Putchenkov nói lên ý nghĩ chung của mọi người. Sẽ chẳng được việc gì đâu. Ý kiến hai bên thống nhất làm sao được. Đi lần này cũng đến công tói. Lavochin đồng ý. Rồi mọi người lại lặng đi giờ lâu cốp ngoáy ngoáy bàn tay rất đều, non cứ như người luồn cái thoi qua những mắt lưới. Thỉnh thoảng, anh lại đưa mắt nhìn xuống, ngắm nghía cái ánh bình bạch của chiếc áo da mà anh mặc. Tàu chạy đã đến gần Novochakask. Minaev nhìn trên bản đồ con đường sông Đông chạy ra khỏi thành phố, rồi khẽ kể. Trước kia, anh em cô giác đi lính ở trung đoàn Atamansky đến khi mãn hạn thì được đưa về nhà bằng xe lửa anh em đưa lên tàu hòm xiển các đồ tư và ngựa đoàn tàu nhà binh chuyển bánh và đến khi chạy gần đến vroberger chỗ sắp vượt qua sông đông lần đầu thì các tay lái tàu bao giờ cũng cho tàu chạy chậm lại hết sức chậm ấy, vì họ đã biết có chuyện gì sắp xảy ra tàu vừa bắt đầu leo lên cầu thì Ôi cha mẹ ơi các cậu có biết không. Đúng là anh chàng nào cũng như hóa điên hóa rồ lên. Sông Đông, sông Đông của chúng ta này, người nuôi sống anh em ta đây này. ra Thế là mũ cắt két này, áo caput cũ này, quần đi ngựa ra cửa sổ xuống sông qua dãy hàng lang hai bên cầu. Mạn hạn lính trở về thì cũng phải có quà tặng sông Đông chứ nhìn xuống nước thì cứ thấy toàn là những chiếc mũ cát két của lính Atamansky trôi bập bềnh như là những con thiên Nga hay là những đoá hoa. Tập quán ấy đã được truyền lại từ lâu lắm rồi. Đoàn tàu chạy chậm dần rồi dừng bánh. Các đại biểu cô giác đứng dậy. Privoslukov vừa thắt dây lưng ra ngoài áo capote vừa cười gằn. Bây giờ bọn mình cũng về nhà đây. Không hiểu tại sao họ không mang bánh mì và muối ra đón nhỉ? cốp thử pha trò. Một tên đại úy cô giác cao lớn không gõ cửa, hùng hổ bước vào ngăn toa xe. Hắn nhìn khắp lượt các đoàn viên của đoàn đại biểu bằng cặp mắt soi mói đầy căm hờn, rồi cố ý nói giọng thật thô bạo. Tôi được trao nhiệm vụ hộ tống các ngài. Các ngài Bolshevik, các ngài làm ơn mau ra khỏi toa xe đi tôi không đảm bảo về phía dân chúng và về sự an toàn của các ngài đâu. Hai con mắt của hắn dừng lại lâu nhất trên người Potchenkov. Trên chiếc áo sĩ quan của anh thì đúng hơn. Rồi hắn ra lệnh bằng một giọng có nhấn mạnh tính chất thù địch. Ra khỏi toa xe, nhanh lên! Chúng nó đây rồi, cái lũ đê tiện, những tên phản bội dân cô giác một tên sĩ quan có hàng ria rất dài kêu lên từ chỗ sân ga người đông nghịt potchenkov tái mặt liếc nhìn krivoslucov cặp mắt hiền hiếng của anh hơi có ánh hốt hoảng krivoslucov xuống xe theo sau mỉm cười khẽ nói chúng ta nghe thấy những âm thanh của sự đồng tình ủng hộ không phải trong những lời tán tụng ngọt ngào dậy sấm mà trong những tiếng kêu hào căm hờn man dợ cậu có nghe thấy không, Fedo? một chàng không nghe rõ mấy tiếng cuối cùng, nhưng anh vẫn mỉm cười. một đội hộ tống mạnh toàn sĩ quan đi theo đoàn đại biểu, đám người như hóa rồ cùng hòa theo đến nhà hội đồng quân khu. tất cả đều chỉ muốn tự ý đem các đại biểu ra hành tội. không riêng sĩ quan và học sinh sĩ quan mà cả một số đàn ông cô giác một số người đàn bà ăn vận đứng đắn và học sinh cũng ngang ngược làm nhục đoàn đại biểu tại sao các ngài lại để cho họ bậy bạ như thế laguchin phẫn nộ nói với tên sĩ quan hộ tống tên kia toát nhìn khắp người laguchin cặp mắt đầy vẻ căm thù rồi hắn lầu bầu mày mày hãy cảm ơn chúa là còn giữ được cái thân xác đó nếu tao có quyền hành trong tay thì tao sẽ cho mày đồ bẩn thỉu đồ đồ chó chết ánh mắt có ý chê trách của một tên khác trẻ hơn đã ngăn hắn lại thôi thế là mắc bẫy rồi nhá skatkov chờ đúng lúc có thể nói bèn khẽ bảo golovachev cứ như là bị chúng nó giải đi hành quyết đấy gian phòng lớn của nhà hội đồng quân khu không chứa hết số người kéo đến theo sự hướng dẫn của một tên trung úy phụ trách việc sắp xếp, các đại biểu vừa tới đến ngồi vào một bên của một chiếc bàn. Trong khi đó, bọn ủy viên của chính quyền cũng vừa tới. Caledin bước vào với cái lưng hơi gù gù. Chân hắn bước rắn giỏi như chân chó sói. Khi đi, cả bàn chân cùng đặt bẹp xuống đất. Đi kèm với hắn có Bogaevsky Kaladin kéo ghế ngồi xuống rồi thản nhiên đặt lên bàn cái mũ cát két màu cất ngựa. Trên đó hiện lên hình trăng trắng cái phù hiệu của sĩ quan. Hắn vuốt tóc rồi vừa đưa tay trái lên cài khuy cái túi bên rất to của chiếc áo quân phục cổ đứng. Vừa ngả người về phía Bogaevsky. Nghe thằng cha này nói không biết những gì. Mỗi cử động của Kaladin đều chậm rãi, bệ vệ, đầy tự tin biểu lộ cả một sức mạnh đang lúc sung súc nhất phong độ của những kẻ đã từng nắm quyền lực thường là như thế qua bao nhiêu năm họ đã hình thành được cho mình một tư thái một cách ngừng đầu một dáng đi đặc biệt khác hẳn người thường giữa hắn và potchankov có nhiều điểm giống nhau nhưng ngồi cạnh một kẻ oai phong lầm lẫm như kaledin bogaevsky kém nước hẳn đi nòm lão rất thảm hại và như đang sao xuyến trước cuộc đàm phán sắp phải tiến hành. Bogaevsky vẫn nói không biết những gì. Mồi lão lắp bắp rất khẽ dưới hàng ria sùm sụp mái hiên, trải sễ và đỏ như dâu ngô. Cặp mắt xích sắc ngọt của lão long lanh sau cái kính kẹp mũi. Thần kinh lão đang hoảng loạn. Điều đó biểu hiện rõ trong mọi cử chỉ lúc lão sửa lại cổ áo, hoặc xoa cái cầm cương nghị với bàn tay đưa lươn lướt chập chững. Lúc hắn rung rung hai hàng lông mày như hai cánh chim vươn rộng trên cái hố hai con mắt rất to. Kaladin ngồi ở chính giữa, những tên ủy viên khác trong chính quyền khu ngồi ở hai bên. Trong số đó có vài tên đã tới Kamenskaya, đó là Karyov, Svetozarov, Ulanov, Agf, Elatonchev, Meninkov, Bustey. Sotnikov Bulyakov, ngồi xa một chút. Putchenkov nghe thấy Bogaevsky thì thầm nói gì không biết với Kaledin. Tên này nheo mắt loáng nhìn Putchenkov ngồi trước mặt rồi nói. Tôi thấy bắt đầu được rồi đấy. Putchenkov mỉm cười rõng rạc trình bày mục đích chuyến đi của đoàn đại biểu. Krivoslikov vươn tay qua bàn, đưa ra bức tối hậu thư như Ủy ban Quân sự Cách mạng đã soạn trước. Nhưng Kaladin đưa bàn tay trắng bạch gạt tờ giấy và nói giọng rắn rỏi: Không cần để từng ủy viên chính phủ xem riêng tài liệu này. Mất thì giờ như thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngài làm ơn đọc to tối hậu thư của các ngài. Sau đó chúng ta sẽ bàn. Cậu đọc đi. Cốp ra lệnh. Ponchenkov ăn nói đứng ngồi rất oai vệ, nhưng cũng như tất cả các ủy viên khác trong đoàn đại biểu, rõ ràng anh không hoàn toàn tự tin. Krivoslukov đứng dậy, cái giọng vang vang the thế như giọng con gái, nhưng không rành giọt của anh, bắt đầu chập chờn trong căn phòng đông nghịt. Từ ngày mùng 10 tháng riêng năm 1978, toàn bộ quyền chỉ huy các đơn vị quân đội và quyền tiến hành các hoạt động chiến đấu trong tỉnh quân khu sông Đông được chuyển từ tay Ataman quân khu sang Ủy ban quân sự cách mạng Cô Giác sông Đông. Tất cả các chi đội đang hoạt động chống lại các đơn vị cách mạng đều phải triệt hồi ngày 15 tháng riêng năm nay và sẽ bị tước vũ khí cũng như các chi đội tình nguyện, các trưởng Yunke và trường sĩ quan cấp ủy tất cả những người tham gia các tổ chức đó nếu trước kia không sống ở vùng sông Đông đều bị trục xuất ra khỏi địa hạt quân khu sông Đông và cho về nguyên quán. Sau khi bẻ gãy sức chống cự của các đơn vị cô giác cách mạng ở gần nhà Gazet Bắc Đồn Nhét, ngày 17 tháng riêng, chân nhà cốt chiếm được Kamenskaya. Nhưng chỉ vài giờ sau, đã có tin các chi đội xích vệ của Samlin đánh bật được lực lượng yểm hộ mà cốp để lại Zverevo ở Likhaya. cốp vội lao về hai nơi đó. Bằng một đòn tấn công chính diện chớp nhoáng, hắn đánh bật được chi đội Moskva số 3, làm cho chi đội Kharkov tan nát tơi bời trong chiến đấu và dồn các đơn vị xích vệ rút lui tán loạn về căn cứ xuất phát sau khi ổn định được tình hình về hướng ly khay chenyakov lấy đã được quyền chủ động rồi quay về kamenskaya ngày 19 tháng riêng hắn nhận được tăng viện do novochekask phái đến Ngày hôm sau chenyakov hạ quyết tâm tấn công lubokaya ngay theo kiến nghị của tên trung úy linkov hội nghị quân sự quyết định dùng chiến thuật vận động vu hồi để đánh chiếm Lubokaya. cốp không dám tấn công dọc theo đường sắt vì sợ đi hướng đó sẽ vấp phải sức chống cự kiên cường của các đơn vị thuộc Ủy ban Quân sự Cách mạng Kamenskaya cùng các chi đội xích vệ đang tiến tới từ Chakov. Đến đêm thì cuộc vận động vu hồi thọc sâu bắt đầu mở màn đội hình được sắp xếp lại thật rõ ràng. Binh sĩ dàn thành tuyến tàn khai. Sau khi đã ra nốt những mệnh lệnh cuối cùng, trách nhân cốp tụt trên ngựa xuống, vừa xoa bóp cặp giò tê dại, vừa khàn khàn ra lệnh cho một tên đại đội trưởng. Đại, đại úy, không cần lịch sự khách sáo gì nhá, Ngài hiểu ý tôi chứ? Hắn dẫm loạt xoạt đôi ủng trên lớp tuyết đã đông cứng thành băng rồi hất lạch chiếc mũ lông cừu non màu trắng sang bên đưa găng tay lên sát cái tai hồng hồng mấy đêm mất ngủ đã in những đám thâm quầng dưới hai con mắt sáng đầy vẻ liều lĩnh môi hắn nhăn nhúm vì lạnh một đám sương muối long lanh trên hàng ria tỉa ngắn sau khi đã làm cho nóng người lên hắn nhảy lên lưng ngựa sửa lại những nếp trên chiếc áo lông ngắn bầu kết ngựa của sĩ quan. Rồi vừa gỡ dây cương trên mũi yên, vừa thúc con ngựa hồng xén bờm giống đôn nhét. Một nụ cười kiên quyết, đầy tự tin nở trên môi. Nào, thì bắt đầu. Tên thượng úy Ivarin đã bỏ chạy khỏi trung đoàn trước khi ở Kamenska họp đại hội đại biểu các binh sĩ cô giác ở mặt trận về. Hôm trước khi chuồn khỏi đơn vị, hắn có đến gặp Gregory, đánh tiếng về việc mình sắp bỏ đi. Tình thế đã chuyển biến đến bước như thế này thì khó mà ở lại phục vụ trong trung đoàn được nữa. Anh em cô giác cứ lúng túng ngả nghiêng giữa hai cực đoan, bọn Bolshevik và chế độ quân chủ trước kia. Còn chính phủ Kaledin thì chẳng ai muốn ủng hộ thậm chí một phần vì lão cứ khư khư bám lấy cái thái độ trung dung trước đội quân của lão như giữ mà tổ. Nhưng chúng ta lại đang cần có một nhân vật cứng rắn, có ý chí kiên cường, có biện pháp đặt bọn ngụ cư vào đúng cương vị của chúng đó. Tuy nhiên thì tôi vẫn cho rằng trong lúc này tốt nhất vẫn là ủng hộ Kaledin để khỏi hoàn toàn sôi hỏng bỏng không. Hắn nín lặng một lát, châm thuốc hút, rồi hỏi... Anh, có lẽ... đã theo cái đạo của... bọn đỏ rồi có phải không? Ờ, à, cũng gần như thế. Grigori thú nhận. Anh thực tâm theo chúng đó... hay lại muốn kiếm chắc chút uy tín... trong bọn Cô Giác như thằng... Golubov? Tôi... tôi thì chẳng cần uy tín... uy tiếc làm gì. Chỉ muốn tìm một lối thoát cho mình thôi. Anh hút đầu vào tường chứ không phải là đi tìm ra lối thoát đâu. Ờ, chúng ta hãy chờ xem. Grigory à, tôi chỉ sợ lần sau chúng ta sẽ gặp nhau như hai kẻ thù á. Anh Efim Ivanich à, trên chiến trường người ta không nhận được ra bạn bè nữa đâu. Grigory mỉm cười. Ivanin ngồi lại một lát rồi ra về. Và sáng hôm sau, hắn mất hút như hòn đá dưới đáy sông. Hôm họp đại hội, có một gã cô giác trung đoàn Atamansky người thôn Lebyazhi chấn Vesenskaya đến chỗ Grigory ở. Grigory đang lau và bôi mỡ khẩu nang gan. Gã ngồi chơi một lát rồi mãi đến khi sắp ra về mới nói, như nhân lúc vui chuyện. Nhưng thật ra, gã đến tìm chàng chỉ vì việc này. Gã vốn biết rằng tên linh Kỳ trước kia là sĩ quan trung đoàn atamansky đã cướp vợ của grigory vì thế sau khi ngẫu nhiên gặp linh Kỳ ở ngoài ga gã đã đến báo cho chàng biết anh grigory pantelevich à hôm nay tôi có gặp thằng bạn quý của anh ở ga đấy thằng nào thế thằng Evgeny linh Kỳ ấy mà anh có biết nó không gặp lúc nào grigory vội hỏi ngay trước đây một tiếng. Grigori ngồi phịch xuống, mối cam hờn âm ỉ từ ngày sửa ngày xưa bỗng cắn ngập răng vào tim chàng như con chó ngao chuyên dùng để săn sói. Chàng không còn cảm thấy mối hận thù đối với kẻ tình địch sục sôi như xưa nữa. Nhưng chàng biết rằng nếu mình chạm chán với hắn trong hoàn cảnh nội chiến vừa bùng nổ thì giữa hai người phải có đổ máu. Bất ngờ, nghe nhắc tới Evgeny, Grigory bỗng nhận thấy rằng vết thương cũ của mình chưa được thời gian chữa lành hẳn. Chỉ một lời sơ ý nhắc tới là nó lại dỉ máu ngay. Có lẽ Grigory sẽ khoái trá trả thù cho mình về chuyện xưa kia. Trả thù vì chính do tội của cái thằng đáng nguyền rủa này mà cuộc đời chàng mất hết màu sắc và thay cho niềm hân hoan tràn trề hừng hực sức sống xưa kia chỉ còn lại một nỗi đau lạnh giá nhức nhối một cái gì ảm đạm và bạc màu gregory nín lặng một lát và sau khi cảm thấy mặt mình vừa rực lên một chút đã trở lại bình thường chàng mới hỏi nó đến đây à cậu có biết rõ không chưa chắc chắn thế có lẽ nó đi novochekasker À, à... Gã cố giác trung đoàn Atamansky nói thêm vài câu về đại hội, về những tin trong trung đoàn, rồi ra về. Sau đó mấy ngày liền, Grigori cố gắng thế nào cũng không dập tắt được nỗi đau âm ỉ trong lòng. Chàng lang thang như một thằng say rượu, miệng đắng như ngậm bồ hòn, lòng tê tái và rắn lại như đá những hồi ức về Axinia càng ám ảnh chàng nhiều hơn hẳn ngày thường. chàng cũng nghĩ tới Natalia, tới hai đứa con, nhưng niềm vui đã quá xa xưa, đã bị thời gian gặm nhấm nham nhở mất rồi. trái tim chàng vẫn hướng về Axinia, vẫn bị nàng hấp dẫn một cách ghê gớm, vẫn không sao cưỡng lại được. hôm cốp đánh tới các lực lượng ở Kamenskaya đã phải cấp tốc rút đi. Các chi đội thiếu tập trung của Ủy ban Quân sự Cách mạng Sông Đông, các đại đội cô giác đã tan nát đến một nửa. Tất cả đều được đưa nháo nhào lên xe lửa hoặc bỏ chạy bằng ngựa hay bằng chân trên đường. Bao nhiêu đồ nặng không tiện mang theo đều vứt hết. Người ta cảm thấy ảnh hưởng của tình trạng thiếu tổ chức và thiếu một bàn tay cứng rắn có khả năng thâu tóm và sắp xếp sử dụng toàn bộ số lực lượng, thật ra khá lớn này. Những ngày gần đây, trong số các cán bộ chỉ huy được bầu ra, không hiểu từ đâu ngoi lên Trung tá Gulubov. Gulubov đã lên nắm quyền chỉ huy trung đoàn Cô Giác 27, là đơn vị có sức chiến đấu mạnh nhất và lập tức sắp xếp mọi việc với bàn tay sắt. Binh sĩ Cô Giác nhìn thấy ở Gulubov điều mà trung đoàn đang thiếu là khả năng tổ chức lại một cách chặt chẽ các thành phần phân phối nhiệm vụ điều khiển công việc Gulubov là một sĩ quan phục phịch má phính, mắt nhìn chân cháo anh ta đứng trên sân ga tay vung gươm miệng quát những gã cô giác chậm chất các đồ lên tàu chúng mày làm sao thế này chơi ú tim với nhau à Mẹ chúng mày chứ, khiêng lên ngay đi. Nhân danh cách mạng, tao ra lệnh, phải lập tức phục tùng. Cái gì hả? Thằng mỹ dân này là đứa nào thế hả? Tao sẽ bắn chết mày, đồ khốn kiếp này. Cầm ngay cái mồm. Tao không là đồng chí của những thằng phá hoại và ngấm ngầm phản cách mạng đâu. Thế là anh em cô giác đều phải cúi đầu phục tùng theo lệ thói cũ thậm chí còn có nhiều người thích như thế người ta còn chưa kịp rũ bỏ các tập quán cũ xưa kia đối với binh sĩ cô giác thì một chỉ huy càng hắc càng tốt đối với những con người như Gulubov họ thường nói phạm tội thì lão lột da ra nhưng lão lại biết lo cho anh em các đơn vị thuộc ủy ban quân sự cách mạng sông đông ào ào rút đi và kéo đến tràn ngập thị trấn glubokaya trên thực tế quyền chỉ huy tất cả các lực lượng đều do glubok nắm hết trong không tới hai ngày glubok đã tập hợp lại được các đơn vị bị tan rã áp dụng một số biện pháp thích hợp để củng cố việc phòng thủ glubokaya theo yêu cầu khẩn khoản của glubok Grigory được chỉ huy một tiểu đoàn gồm hai đại đội của trung đoàn dự bị số 2 và một đại đội của trung đoàn Atamansky. Ngày 20 tháng riêng, lúc trời hoàng hôn, Grigory ra khỏi nơi anh ở để kiểm tra các vọng tiêu mà đại đội của trung đoàn Atamansky đặt bên kia đường sắt. Chàng vừa ra khỏi cửa thì gặp Putchenkov. Ô, anh đi à, Melekhov? Phải, tôi đây, anh đi đâu thế? đi kiểm tra các vọng khác. anh ở Novocherkassk về đã lâu chưa. kết quả ra sao? Putchankov cau mày. với những kẻ thù không đội trời chung của nhân dân, thì không có chuyện chạm chán với chúng nó một cách hòa bình đâu. anh đã thấy chúng nó diễn một số tiết mục như thế nào chưa? đang đàm phán thì chúng nó phái thằng Chernyakov đến cắn mình kaledin là một thằng bẩn thỉu như thế đấy nhưng tôi không có thì giờ còn vội tới bộ tư lệnh đây potchenkov chia tay qua quýt với grigory rồi bước những bước rất dài về phía trung tâm thành phố ngay trước khi được bầu làm chủ tịch ủy ban quân sự cách mạng potchenkov đã thay đổi khá nhiều trong thái độ đối với grigory cũng như anh em cô giác quen biết khác giọng nói đã rõ ràng và có vẻ kẻ cả và đôi phần kiêu ngạo. Như hơi men, quyền hành đã làm choáng váng đầu óc anh chàng cô sắc bản chất giản dị này. Grigori bẻ cao cổ áo capot đi dạo bước hơn. Đêm nay hứa hẹn sẽ rét cóng. Một làn gió hưu thổi tới từ xứ kia Bầu trời đã trong sáng hơn, nước đã đóng băng khá nhiều. Tuyết kêu lạo xạo dưới chân. Mặt trăng từ từ nghiêng mình lên cao dần như một người tàn tật lên thang gác. Đằng sau những ngôi nhà, hơi khói xanh lơ tím ngắt của buổi chiều tà bốc lên ngùn ngụt, trên đồng cỏ. Đang là lúc đêm sắp xuống, lúc mọi hình thù, đường nét, màu sắc, khoảng cách đều nhòa đi. Lúc ánh sáng ban ngày còn đan quyển, còn biếu chặt lấy màn đêm. Vì thế, muôn vật đều có vẻ hư ảo, uyển chuyển, co giãn như trong thần thoại. Trong giờ phút này, ngay các mùi vị cũng mất tính chất rành giọt của nó, cũng chỉ còn phảng phất một cách rất là đặc biệt. Kiểm tra xong vọng gác, Grigory trở về chỗ chàng ở trọ. Chủ nhà là một nhân viên đường sắt, mặt rỗ nhăn rỗ nhịt, nòm rất gian rào. Hắn nhóm lửa trong Samova rồi ngồi vào bàn các ông sẽ tấn công chứ còn chưa biết hay là các ông chờ chúng nó kéo tới có lẽ thế như thế mới thật là đúng xem ra các ông cũng chẳng có đâu lực lượng mà tấn công trong trường hợp này dĩ nhiên tốt nhất là chờ họ đến phòng ngự thì lợi hơn trong chiến tranh với quân đức chính tôi đã làm công binh nên được hiểu cặn kẽ về chiến lược chiến thuật. Binh lực có phần quá ít có phải không? Cũng đủ. Gregory đánh lảng, không muốn nói tiếp câu chuyện đang làm cho chàng khó chịu. Nhưng người chủ quán cứ lượn đi lượn lại quanh cái bàn, vừa luồn tay vào trong cái áo gi bằng nỉ để gãi cái bụng lép như bụng con cá dày, vừa lại nhải dò hỏi một cách rất đáng ghét. Thế pháo binh có nhiều không? có pháo không có pháo không anh đi lính rồi mà không biết luật nhà binh grigori đã điên tiết lắm rồi nhưng giọng chàng nói vẫn lạnh như tiền chàng trợn tròn hai con mắt làm tên chủ nhà ngật người sang bên như sắp bất tỉnh anh đã đi lính mà không biết hay sao anh có quyền gì mà dò hỏi tôi về quân số bộ đội của chúng tôi và kế hoạch của chúng tôi tôi sẽ lôi cổ anh đi hỏi cung. Ngài, ngài, ngài sĩ quan quý mến. Tên chủ nhà tái mặt, tắc họng nói lắp bắp. Những nốt rỗ trên mặt hắn sạm lại, miệng hắn há không ra há, bím không ra bím. Tôi, tôi ngu dại quá, ngài, ngài tha tội cho. Trong lúc uống trà, Grigori ngẫu nhiên ngước mắt nhìn tên chủ nhà, thấy mắt hắn chớp chớp rất nhanh như ánh điện nhưng đến khi hắn hạ hai hàng bi xuống thì vẻ mặt hắn biến đổi hẳn, trở nên âu yếm thân thiết, thậm chí gần như cung kính tôn sùng. Gia đình hắn có một mụ vợ và hai đứa con gái đã lớn tuổi, cả ba cứ thì thầm dì tai nhau. Grigory chưa uống hết tách trà thứ hai, đã bỏ về phòng của chàng. Chẳng mấy chốc, có sáu gã cô giác không biết ở đâu mò về tất cả đều thuộc đại đội 4 trung đoàn dự bị số 2 và ở cùng nhà với Grigory. họ xì xụp uống nước trà chuyện trò cười nói ầm ĩ. Grigory đã thiêu thiêu nên chỉ nghe được những đoạn rời rạc trong câu chuyện họ nói với nhau. một gã kể chuyện Grigory nghe giọng nói nhận ra trung đội trưởng Bakhmatjev, một anh chàng người chấn Luganskaya. mấy gã kia chốc chốc cũng chõ vào góp một ý nhận xét. Mình, mình đã chính mắt chứng kiến chuyện này đấy. Có ba anh chàng thợ mỏ khu Goklovsky, mỏ số 11, đến đây nói rằng ở chỗ chúng tôi đã tổ chức một đội vũ trang nhưng đang thiếu vũ khí ghê lắm. Xin các đồng chí chia được bao nhiêu thì cho chúng tôi bấy nhiêu. Còn ông ủy viên ủy ban quân sự cách mạng nhà ta thì chính tai mình nghe thấy Ông ấy giật giọng trả lời một ý kiến của một anh chàng nào đó mà mình nghe không rõ lắm. Ông ấy bảo thế này này: "Các đồng chí à, các đồng chí đến chỗ Sablin mà xin ở chỗ chúng tôi chẳng có gì đâu. Sao lại chẳng có gì đâu? Mình thì biết rõ là súng ống hiện nay có thừa. Vấn đề không phải là ở chỗ đó. Họ thấy bọn music nhúng tay vào nên đâm ra đố kỵ đấy thôi." Nhưng mà làm như thế là không đúng. Một gã khác nói, chàng bị cho chúng nó, rồi cũng chẳng biết chúng nó chiến đấu hay không. Nhưng hệ động đến chuyện ruộng đất là thế nào chúng nó cũng chìa tay ra. Cái hạng người ấy, chúng ta đã biết chán rồi. Một gã thứ ba nói ồm ồm. Bạc Mai Chép chầm ngâm gõ chiếc cùi dìa uống trà lên cái cốc rồi nói rành giọt từng tiếng theo nhịp khó. Không, giải quyết công việc như thế không được đâu. Người Bolshevik đang vì lợi ích của toàn thể nhân dân mà có những nhượng bộ. Còn chúng ta thì chỉ là những thằng Bolshevik hạng bét. Đó. Lâm lâm chờ lật đổ được Kaledin là đi lấn ép người khác. Nhưng mà ông anh thân bến ơi, một giọng vỡ tiếng của một gã nào không biết, nghe như cái giọng trầm của một thằng thiếu niên kêu lên cố thuyết phục. Anh phải nhớ rằng, chúng mình cũng chẳng có gì mà cho. Phần đất tốt thì mỗi nhân khẩu chỉ được một đê xe rưỡi. Ngoài ra toàn một loại đất sét đất khe núi, đất chăn nuôi chung. Thế thì lấy gì mà cho đi bây giờ? Người ta có lấy của cậu đâu mà sợ. Còn có những kẻ thừa mứa ruộng đất ra đây. Thế còn đất của quân khu? Thôi, tôi van các cậu mình có gì đem cho đi cả rồi chính mình lại ngửa tay xin à đầu óc cậu suy vi nghĩ cái gì mà lạ thế đất quân khu thì chính chúng mình cũng phải dùng đến chứ à nói thế là đúng đây cậu à cậu đã bị lú lấp vì cái thói tham lam rồi chuyện này thì có gì mà tham lam có lẽ cũng phải cho bà con cô sắc chúng ta ở các vùng trên xuống đây ở mới được chúng mình cũng biết rằng đất của họ toàn một thứ cát vàng đúng như thế đấy đâu đến phần chúng ta phải lo việc triều đình câu chuyện này á không có vốt ca thì không lần được ra ngành ngọn đâu mà này các cậu à hôm nọ chúng nó phi vỡ một kho rượu đấy có thằng cha bị sặc rồi chết đuối trong thùng rượu đấy bây giờ mà có cho mình túy lúy một mẻ nhỉ phải uống cho đến thấm qua sườn mới được nhé. Grigori nửa tỉnh nửa mê, còn nghe thấy mấy gã cô giác dọn chỗ ngủ trên sân, ngáp vắn ngáp dài. Gãi xuồn sột, rồi lại bàn ra tán vào về chuyện chia lại ruộng đất. Trời sắp dạng, thì bên ngoài cửa sổ có tiếng súng đổ đánh bằng. Mấy anh chàng cô giác nhảy trồm cả dậy. Grigori chui đầu vào cái áo quân phục, lồng mãi chẳng thấy tay áo đâu. Chàng vừa nhanh chiếc áo capot vừa chạy vừa đi giày. Bên ngoài cửa sổ, súng đã nổ loạn như pháo gian. Một chiếc xe tải chạy long sòng sọc. Ngay gần cửa ra vào, có người hốt hoảng kêu như cháy đồi. Cầm lấy súng! Cầm lấy súng! Những đội hình tản khai của quân trách nhân cốt đang đẩy lui các vọng tiêu đột nhập vào Lubokaya những tên cưỡi ngựa loáng thoáng qua bóng tối xám xịt bông lung sương khói. Bọn lính bộ binh chạy, ủng rẫm rầm rầm. Một khẩu súng máy nặng đã được đặt ở chỗ ngã tư. Chừng ba chục binh sĩ cô giác nối đuôi nhau chạy qua phố. Một tốp khác vượt qua một cái ngõ, vang lên những tiếng quy lát lách cách lên đạn. Trong căn phố cạnh đấy, một giọng ra lệnh vẳng tới oang oang rành giọt đại đội ba nhanh lên ai làm rối hàng ngũ thế kia nghiêm các xạ thủ súng máy sang cánh bên phải sẵn sàng chưa đại đội một trung đội pháo ầm ầm chạy qua phi ngựa nước đại bọn coi ngựa vung roi vun vút các hòm đạn kêu lạch sạch tiếng giá súng lóc cóc hòa lẫn với tiếng đạn nổ rền ở ngoại ô ngay lúc đó ở một chỗ gần đấy có mấy khẩu súng máy nặng khạc lửa ầm ầm. Ở góc phố bên cạnh, một chiếc xe nhà bếp giã chiến không biết định chạy đi đâu mà lớ ngớ hút ngay vào cái cọc buộc ngựa trồng bên dãy hàng rào rồi đổ cảnh ra. Đột quỷ giữ mắt mù à! Mắt mũi để đâu thế này? Đâm đầu đi đâu thế này? Không biết là từ chỗ nào có tiếng người hết hồn hết vía gầm lên tức tối. Grigory phải mất không biết bao nhiêu hơi sức mới tập hợp được một đại đội rồi cho chạy nước kiệu ra ngoài lề thôn. Bọn cô giác ngoài đó đang lốc nhốc rút lui. Chạy đi đâu hả? Grigory nắm lấy khẩu súng trường của gã chạy đầu. Buông ra! Gã cô giác cố rằng ra. Buông ra! Đồ chết tiệt! Làm gì mà nắm lấy người ta như thế hả? Không thế là đang rút lui à? Quân địch mạnh quá! chạy đến vãi cả cứt ra đây. Chúng mình chạy đi đâu bây giờ? Chạy đâu thế? Đến Mileskaya. Có tiếng người hồn hển hỏi to. Grigori cố dàn đại đội của anh thành đội hình tản khai ở ngoại ô, cạnh một căn nhà kho dài, nhưng lại bị một toán bỏ chạy khác cuốn đi. Bọn cô giác trong đại đội của Grigori lẫn ngay vào đám người đang tháo chạy, rút trở lại, trở về các phố. Đứng lại! Không được chạy! Tao bắn cho bây giờ này! Gregory gầm lên, chàng điên tiết run bắn cả người. Chẳng còn ai tuân lệnh Gregory nữa. Một luồng hỏa lực súng máy nặng bắn lùa theo dãy phố. Bọn cô giác vội nằm dạp xuống đất, lốc nhóc từng đống. Họ bò vào sát tường, rồi chạy lao vào các phố ngang. Bây giờ thì đừng hòng nắm được quân nữa, Melekhov à. Gã trung đội trưởng băng mai chạy qua trước mặt Grigori, nhìn vào mắt chàng kêu lên. Grigori vung khẩu súng trường, nghiến răng chạy theo. Tâm trạng hoang mang xâm chiếm các đơn vị đã kết thúc bằng một cuộc tháo chạy khỏi Lubokaya. Chẳng còn hàng ngũ gì nữa họ rút lui, bỏ lại hầu như toàn bộ vật liệu dụng cụ của chi đội. Mãi đến khi trời giảng mới tập hợp được vài đại đội để điều ra phản công. Glubov mặc chiếc áo da mở phanh, chạy theo các đội hình tàn khai của trung đoàn 27 của anh. Mặt đỏ như gốc, Mồ hôi đầm đìa, giọng hô sôi nổi, lanh lành như tiếng kim khí. Chạy nhanh lên, không nằm xuống nữa. Tiên, tiên đại đội pháo 14 đã chiếm lĩnh trận địa, các khẩu pháo đã tháo khỏi xe. Người sĩ quan chỉ huy đại đội đứng trên một hòm đạn dùng ống nhòm để quan sát. Cuộc chiến đấu mở màn lúc 6 giờ sáng. Những đội hình tản khai hỗn hợp vừa lính cô giác vừa các chiến sĩ xích vệ của chi đội Petrov ở Voronezh sông lên dày đặc. Dãy hình người đen đen hiện lên trên nền tuyết, non như một đường viền đăng ten một làn gió lạnh thổi tới từ phía mặt trời mọc. Dưới đám mây được gió thổi sạch bong, đường chân trời rực lên đỏ như máu trong ánh bình minh. Grigori cắt nửa đại đội của trung đoàn Atamansky tới yểm hộ cho đại đội pháo 14, rồi lôi số còn lại lên tấn công. Phát đạn pháo đầu tiên rơi rất xa trước đội hình tản khai của quân Chechnyakov. Khói nổ bốc vút lên non như lá cờ vàng vàng xanh xanh, rách như sơ mướt Phát thứ hai giòn giã dội lên tiếp theo. Từng khẩu đội tự điều chỉnh xạ kích. View, view, view. Những phát đạn bay đi xa dần. Sau một giây chết lặng căng thẳng, mà những loạt súng trường chỉ càng làm căng thẳng thêm, từ xa vẳng tới một tiếng nổ rất vang. Những phát đạn pháo đầu tiên còn bắn quá xa, nhưng sau đã dần dần trúng vào gần các đội hình tản khai của địch